không ít người đang tranh luận với nhau thì cũng đều ngừng lại, nhìn về phía bên này. Trong lúc nhất thời căn phòng im lặng tới mức dọa người, dường như ai nấy cũng đều muốn nhìn xem Hạ Tưởng xuống đài như thế nào. Sắc mặt của Hạ Tưởng cũng từ từ trầm xuống, chén rượu hắn cầm trong tay chậm rãi đặt ở trên bàn, giơ tay đỡ lấy Lôi Nhất Đại. Chủ tịch Lôi, uống rượu là vì có hứng mà tận hưởng, không phải là vì uống say, càng không phải là vì chuốc say người khác. Hôm nay tiệc rượu tới đây thôi, Bí Thư Trần, tôi thấy có thể kết thúc tại đây. Trực tiếp nói ra lời kết thúc, là nhân vật số 2 nên lời nói của Hạ Tưởng vừa nêu ra thì mọi người biết rằng xem như buổi tiệc ngày hôm nay đã chấm dứt. Tất nhiên Trần Khiết Văn sẽ không bác bỏ mặt mũi của Hạ Tưởng, phất phất tay với vẻ mặt không vui rồi nói. Lão Lôi, tật xấu duy nhất của ông là hễ uống rượu lại say có sửa được không vậy? Càng ngày càng tỏ ra không ra gì cả. Bất kể là người nào cũng đều nghĩ rằng chắc chắn sự tình ngày hôm nay sẽ dừng lại tại đây, kể cả là Lôi Nhất Đại cho dù như thế nào cũng phải cấp mặt mũi cho Trần Khiết Văn. Y uống rượu là say, nhưng không tới mức uống vào không biết phân biệt ai nặng ai nhẹ. Không ngờ làm cho người ta mở rộng thêm tầm mắt chính là xuất hiện thêm cảnh tượng, Lôi Nhất Đại không quan tâm gì đến tình hình xung quanh mà lại cầm lấy chén rượu trên bàn của Hạ Tưởng lên, hai tay cầm lấy giơ ở trước mặt Hạ Tưởng rồi nói. Thị trưởng Hạ, vừa rồi tôi đã sai. Lúc này tôi xin kính ngài một chén để nhận sai, ngài không uống thì xem như không tiếp nhận lời xin lỗi của tôi. Không ít người liền hiểu rõ được điều gì đó, bình thường thì Lôi Nhất Đại yêu rượu như mạng, cũng rất thường xuyên uống rượu, nhưng hôm nay thì y không say, chỉ là mượn rượu để giả say mà thôi, hơn nữa sau lưng chắc chắn có người đã sai khiến. Cái chính là làm sao để Hạ Tưởng không thể xuống đài. Mục đích chính là để thử lòng dạ và tính nhẫn nại của Hạ Tưởng, hoặc là muốn thể hiện một uy thế phủ đầu với Hạ Tưởng. Dù sao Lôi Nhất Đại cũng chỉ còn 2 hoặc 3 năm nữa là về hưu, lại là ở bên bộ phận mặt trận Tổ quốc, không sợ Hạ Tưởng bóp cổ, cũng không lo lắng tới việc Hạ Tưởng gây ra sự khó dễ nào với y cả. Hơn nữa, đừng nói đến Hạ Tưởng là thị trưởng, mà ngay cả Bí Thư Thành ủy thì cũng không có biện pháp nào ép buộc được Lôi Nhất Đại. Do đó Lôi Nhất Đại liền cậy già lên mặt. Dù sao cũng không lên chức được nữa rồi, những người ở đây lại không đủ quyền lực để miễn ngay tại chỗ chức vụ của y, người như y chống đối với thị trưởng thì vẫn còn đỡ, nói không chừng còn dám chống đối cả với lãnh đạo của tỉnh ấy chứ. Trong quan trường thì chưa bao giờ thiếu kẻ bướng bỉnh, cứng đầu cả, điều này thì Hạ Tưởng cũng không phải là chưa thấy qua. Nếu như vậy thì ngài cũng không cần phải xin lỗi tôi. Tửu lượng của tôi không tốt, uống không được, lần sau chúng ta tiếp tục vậy. Sắc mặt của Hạ Tưởng vẫn bình tĩnh, không tiếp lấy chén rượu của Lôi Nhất Đại. Tuy rằng trên mặt hắn không tỏ ra sự tức giận gì cả nhưng vẫn toát ra uy thế áp bức của mình. Dù sao thì cũng là thị trưởng, cấp bậc càng cao thì quyền uy cũng càng lớn. Lôi Nhất Đại cũng rất xấu hổ, đang giơ cái chén lên, muốn giơ lên cũng không được mà muốn hạ xuống cũng không xong. Đột nhiên, y lại thốt ra một câu. Thị trưởng Hạ không nể tình chính là không chịu tha thứ cho tôi. Nếu vậy thì tôi xin tự phạt mình một bình vậy. Nói xong y giơ tay lấy một bình rượu trắng, mở nắp ra rồi trực tiếp uống luôn cả bình. Đúng lúc Dương Kiếm liền tới cạnh bên, giơ tay đoạt lấy bình rượu, rồi lại đoạt lấy chén rượu trong tay Lôi Nhất Đại, một ngụm uống hết rượu trong chén rồi nói. Để tôi uống hết chén rượu này cho. Được rồi, lão Lôi, ông cũng đã từng này tuổi rồi, động một cái là lại say khướt ra, nói năng lung tung để người khác phải chê cười. Chê cười tôi điều gì, tôi không tham nhũng, không móc ngoặc, cả đời thanh liêm, yêu rượu uống rượu. Người khác mà cười tôi thì đây là cười tán thưởng mà không phải là cười khinh rẻ. Hai mắt y trợn lên rồi lại đoạt lại chén rượu trong tay của Dương Kiếm. Dương Kiếm, anh dựa vào cái gì mà muốn uống rượu của tôi? Vừa rồi anh nói thị trưởng Hạ nói bậy, đừng cho là tôi không nghe thấy nhé. Dương Kiếm giận dữ. Ông không nói ra câu nào thì không ai cho rằng ông câm đâu. Anh nói thị trưởng Hạ là quý nhân xuất hành gây mưa gió, chỉ sợ cái mà trong lòng anh đang muốn nói đó là việc sao mà thị trưởng Hạ đi đến đâu cũng dễ dàng đến như vậy, có phải vậy không? Anh! Mặt Dương Kiếm đỏ lên. Tôi nói mưa gió là chuyện của thời tiết, còn ông lý giải thành nghĩa khác thì đó là do tâm lý của ông có vấn đề mà thôi, nói chuyện với ông chẳng ra sao cả. Nói xong. Dương Kiếm liền vung tay bỏ đi mất. Dường như Hạ Tưởng lại không tỏ ra một chút tức giận nào cả, lại còn có bộ dạng rất hứng thú mà liếc mắt nhìn Trần Khiết Văn một cái.
Trên mặt của Trần Khiết Văn tỏ vẻ không nhịn được, rõ ràng hôm nay có mặt đông đủ toàn thể mọi người, là lúc thể hiện cụ thể việc cô đã nắm được đại cục ở trong tay, cũng là để cho trưởng ban Thạch nhìn thấy cục diện chính trị của thành phố Thiên Trạch là yên ổn và đoàn kết, mượn miệng ông ta truyền bá về tỉnh ủy. Nếu sau khi Hạ Tưởng đến đây, thành phố Thiên Trạch không còn đoàn kết nữa thì đây chính là vấn đề cá nhân của Hạ Tưởng. Không nghĩ tới Lôi Nhất Đại lại mượn rượu nổi điên, gây náo loạn làm ra trò hay, khiến cô thật sự rất mất mặt. Người hiểu biết rất rõ tình tình của Lôi Nhất Đại, việc ở phía sau lưng y có bóng dáng người cổ động hay không thì khó có thể nói, nhưng trước kia thì y cũng từng hai lần gây náo loạn sau khi uống rượu vào. Người mà không biết thì còn tưởng là do cô ngấm ngầm sai khiến, cố ý làm cho Hạ Tưởng không xuống được đài. Nếu như việc này bị lãnh đạo tỉnh ủy hiểu lầm thì điểm của cô bị mất rất lớn. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Hạ Tưởng thì chưa nói tới việc có sự hoài nghi gì tới cô hay không, ít nhất với vẻ mặt như cười như không của hắn, bộ dáng ý tứ trào phúng là đã làm cho cô phải nổi giận. Lão Lôi uống say rồi, Dương Kiếm, tìm vài người đưa ông ta về. Đừng để cho ông ta ở trước mặt trưởng ban Thạch và thị trưởng Hạ gây thêm điều xấu hổ gì nữa. Thạch Vĩ liền lên tiếng. Thôi, không cần nữa, hôm nay kết thúc ở đây đi. Ngồi trên xe cả ngày rồi tôi cũng có chút mệt mỏi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Hạ Tưởng cũng nói. Cảm tạ sự thịnh tình của mọi người, chúng ta tan cuộc ở đây thôi, về sau còn có rất nhiều cơ hội cơ mà. Một câu nói có hai ý nghĩa, là vẫn có cơ hội tụ họp lại với nhau hay là vẫn có cơ hội trở lại đây nữa đây. Ý nghĩa như thế nào thì để mọi người tự suy đoán vậy. Trải qua một hồi sóng gió trong buổi tiệc chào mừng, thì Dương Kiếm cũng đã thể hiện ra thiện ý với Hạ Tưởng, Hứa Phàm Hoa biểu lộ lập trường muốn tiếp cận với Trần Khiết Văn, Lôi Nhất Đại mượn rượu sinh sự làm đảo loạn cục diện, rồi lại còn ầm ĩ với Dương Kiếm một trận. Một loạt cảnh diễn đủ loại được diễn ra, điều này khiến Hạ Tưởng nhìn ra rằng nhìn bề ngoài thì thành ủy thành phố Thiên Trạch hòa hợp êm thấm, nhưng che giấu ở phía sau lưng một loạt các tính cách phức tạp. Buổi sáng ngày hôm sau, Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Thiên Trạch nhiệm kỳ 3 tổ chức cuộc họp đại hội lần thứ 22, quyết định Hạ Tưởng đảm nhiệm vị trí Phó Thị trưởng Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Trạch, chức vụ quyền thị trưởng. Hội nghị vừa chấm dứt thì Thạch Vĩ liền rời khỏi thành phố Thiên Trạch, trước khi rời khỏi thì y còn nắm lấy tay của Hạ Tưởng rồi nói những lời rất tâm đắc. Đồng chí Hạ Tưởng, đồng chí cố gắng triển khai tốt công tác tại thành phố Thiên Trạch, tỉnh ủy ký thác kỳ vọng rất cao ở nơi đồng chí. Buổi chiều, Hạ Tưởng liền chủ trì cuộc họp thường vụ ủy ban, tham gia hội nghị gồm có ủy viên thường vụ Phó Thị trưởng An Hưng Nghĩa, ủy viên thường vụ Phó Thị trưởng Hứa Phàm Hoa, Phó Thị trưởng Lý Hiểu Mẫn, Phó Thị trưởng Trương Dư Giai, Phó Thị trưởng Kinh Nguyên Thành, Phó Thị trưởng Quách Cảnh Danh, Phó Thị trưởng Chu Hải Đào. Quyết định bổ nhiệm An Hưng Nghĩa đến thành phố Lang nhậm chức thì vẫn chưa được ban hành ra nên An Hưng Nghĩa vẫn phải ngồi ở nơi đây làm trợ thủ cho Hạ Tưởng, dưới quyền của Hạ Tưởng. Thật ra thì việc y trở thành thị trưởng là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Buổi tiệc đón chào tối hôm qua thì An Hưng Nghĩa cũng tham dự, tuy nhiên y nói không nhiều lắm, thậm chí rất ít khi nói chuyện một mình với Hạ Tưởng. An Hưng Nghĩa năm nay 43 tuổi, người béo, mặt to, dáng vẻ người cao khoảng 1m8, trong đám cán bộ thì thuộc dạng có vóc dáng cao lớn hiếm thấy. Tuy nhiên, ngược lại với thân hình cao lớn thì khi nói chuyện thanh âm của y lại rất nhỏ. Nếu không cẩn thận chú ý thì còn không nghe rõ lời y đang nói. Cũng không biết là do việc cố ý làm nhỏ giọng khi nói chuyện để khiến mọi người khi nghe y nói thì phải tỏ ra hết sức chăm chú, hoặc y là người sinh ra đã được như vậy. Vì sao Tống Chiêu Độ phải đề bạt An Hưng Nghĩa, có quan hệ gì với An Hưng Nghĩa hay không thì Hạ Tưởng cũng không rõ lắm. Chuyện của lãnh đạo thì khi người ta không nói thì cũng không thể hỏi, cho dù là quan hệ giữa hắn và Tống Chiêu Độ cực kỳ mật thiết. Cho dù Tống Chiêu Độ rất bình dị và gần gũi thì dù sao ông ta cũng là chủ tịch của một tỉnh. Hạ Tưởng cũng cảm nhận được An Hưng Nghĩa rất nhạt nhẽo đối với hắn, dường như không có ý tứ gì là phải liên lạc với nhau, vì vậy tất nhiên hắn cũng không tỏ ra điều gì để chủ động cả. Hội nghị diễn ra rất thành công, do Hạ Tưởng mới đến thành phố Thiên Trạch, đối với hiện trạng thành phố Thiên Trạch thì cũng chưa đủ sự hiểu biết, do đó là do An Hưng Nghĩa chủ trì cuộc họp và làm công tác báo cáo lại với hắn. Thành phố Thiên Trạch thời xưa tên là Hà Nhiệt, vị trí địa lý ở phía đông bắc của tỉnh Yên, là một trong 24 vùng có lịch sử văn hóa nổi tiếng và là một trong 10 danh lam thắng cảnh lớn của toàn Trung Quốc, là khu danh lam thắng cảnh trọng điểm của nhà nước. Năm 1994,
Sơn Trang Tiêu Hạ của thành phố Thiên Trạch là nơi có rất nhiều chùa miếu đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc Tổ chức UNESCO phê chuẩn là di sản của văn hóa thế giới. Điều này đã khiến thành phố Thiên Trạch đi vào hàng ngũ các địa điểm văn hóa của thế giới. Tên Thiên Trạch được tồn tại thì nghe nói thời xưa cũng là do một vị đế vương ban tặng. Lúc ấy, vị đế vương đi săn đến tận nơi đây, thấy địa thế non xanh nước biếc thì trong lòng rất mừng rỡ. Trong lúc vị đế vương thấy khát và mệt mỏi đến không chịu nổi, lại đang vào lúc mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu thì bỗng nhiên trời bỗng giáng xuống một cơn mưa to, chẳng những có thể giải khát mà còn làm tan biến mọi sự mệt nhọc. Vì thế, vị đế vương rất mừng rỡ và nói rằng, nơi đây đúng thật là nơi mà trời ban ơn xuống. Từ đó về sau, nơi đây liền được xưng là Thiên Trạch. Thành phố Thiên Trạch có diện tích khoảng chừng 40.000 km², nhân khẩu khoảng chừng 4 triệu người, kết cấu kinh tế thì không quá hợp lý, chủ yếu là dựa vào nguồn khách du lịch, không có ngành công nghiệp nặng cũng như công nghiệp nhẹ nào, cũng không có chiến lược thương hiệu. Tài nguyên khoáng sản thì rất nghèo nàn. Ngoại trừ có trữ lượng khá cao về vàng thì chỉ còn một số mỏ quặng vanadium, titanium và ai mà thôi. Nguồn quặng vanadium, titanium là nguyên liệu chính để sản xuất ra hợp kim kim loại hiếm là sản nghiệp có ưu thế nhất của Thiên Trạch. Ngoài ra một số thương hiệu trong gia công sản phẩm thực phẩm cũng có một ưu thế nhất định, ví dụ như nước cam lộ hạnh nhân là sản phẩm duy nhất có thể đáng được kiêu ngạo của thành phố Thiên Trạch. Một địa điểm khác rất nổi danh ở thành phố Thiên Trạch đó chính là Sơn Trang Tiêu Hạ. Là nơi mà hàng năm Vương Triều Mãn Thanh vẫn tới tiêu khiển trong những ngày hè, vì thế nên Thiên Trạch cũng có thời kỳ cực kỳ thịnh vượng. Sau đó, bởi vì các nguyên nhân lịch sử, nên thời kỳ thịnh vượng lúc trước kia chỉ còn lại một vườn hoa thật lớn của Hoàng gia thời ấy. Có lẽ lúc trước thì Sơn Trang Tiêu Hạ là thánh địa của nơi nghỉ hè, là vùng có non sông tươi đẹp. Nhưng bây giờ thì khắp nơi trong đất nước đều có vườn cây. Còn Sơn Trang Tiêu Hạ thì ngoại trừ từng là một hành cung của Hoàng đế thì ngoài ra không có thêm cái gì đặc sắc đáng để khoe ra nữa. Hạ Tưởng cũng đã từng tới Sơn Trang Tiêu Hạ, nói thật nơi này chỉ lớn hơn công viên một chút mà thôi, thậm chí ngay cả so với công viên rừng rậm mới được xây dựng của thành phố Yến thì cũng không so được, càng không thể nói tới công viên nước được tỉ mỉ thiết kế bên bờ sông Hạ Mã. Ngay cả nơi tràn đầy vương khí như Kim Lăng cũng đến lúc phải ảm đạm. Huống chi một nơi vốn không có chút vương khí như thành phố Thiên Trạch, chỉ trông chờ vào một số vốn ban đầu là vườn cây của Hoàng gia mà lặp lại việc đầu cơ, thì tài nguyên vô tận thì cũng có ngày dùng hết. Hoặc nói cách khác là thành phố Thiên Trạch chỉ khai thác ở ngành tài nguyên du lịch, còn thật ra các cơ sở khác thì cực kỳ yếu kém. Nói đi cũng phải nói lại, nguồn du lịch thảo nguyên của thành phố Thiên Trạch đang trên đà phát triển, hiện tại biểu hiện ra thì xem như là một loại du lịch cực kỳ đặc sắc, là đối thủ của thành phố Chương Trình. Ngành du lịch này cũng đang cố gắng mở rộng thị trường để tranh giành lượng khách đến từ Bắc Kinh. So sánh với thảo nguyên thành phố Chương Trình thì thảo nguyên thành phố Thiên Trạch có chất lượng cây cỏ tốt hơn, cũng có địa hình bằng phẳng hơn. Trong thời gian gần đây cũng đã tranh giành được không ít khách từ chương trình du lịch thảo nguyên của thành phố Chương Trình. Sau khi An Hưng Nghĩa báo cáo xong, một vài phó thị trưởng khác cũng tranh thủ lên tiếng, mỗi người một câu dương mưu hiến kế nên hiện trạng và quá trình phát triển sau này của thành phố Thiên Trạch dần dần hiện ra, đương nhiên, cũng có không ít người mượn cơ hội để tỏ vẻ dựa vào Hạ Tưởng. So với thành phố Lăng thì lãnh đạo chủ chốt trong thành ủy của thành phố Thiên Trạch có tuổi tác khá cao, do đó ý nghĩ càng có xu hướng bảo thủ. Trong số ủy viên thường vụ thành ủy thì không có một phụ nữ nào, trong bộ máy của ủy ban thật ra cũng có một người là phó thị trưởng Trương Dư Giai. Trương Dư Giai năm nay 40 tuổi. Từ trên cách ăn mặc quần áo mà nhìn ra thì thuộc dạng phụ nữ cực kỳ bảo thủ, mặt tròn, hơi béo và luôn vẻ tươi cười. Sơ yếu lý lịch của một vài phó thị trưởng khác thì Hạ Tưởng cũng đã đọc qua, trong lòng xem ra cũng đã đại khái hiểu rõ. Đương nhiên, đối với khuynh hướng chính trị của mọi người thì không vội được, điều này cực kỳ phức tạp, mà hôm nay thì cũng chỉ là ngày đầu tiên tới đây công tác, chỉ là một nốt nhạc nhỏ, ngày tháng còn rất dài. Sau đó, Hạ Tưởng đi về văn phòng của mình. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Bành Vân Phong liền tủm tỉm cười gõ cửa bước vào. Thị trưởng Hạ, tôi đã vì ngài mà lựa chọn một số người có thể đảm nhiệm vị trí thư ký, mời ngài xem qua. Bành Vân Phong 35 tuổi, là con người khá nghị lực, cách nói chuyện và làm việc khá lưu loát, ở trong nhóm thành ủy của thành phố Thiên Trạch thì xem như là một người có tuổi khá trẻ. Bên trong thành ủy Thiên Trạch thì không chỉ có các lãnh đạo chủ chốt trong đảng và chính quyền có tuổi tác khá lớn, mà ngay một số nhân viên công tác cũng có tuổi không nhỏ,
điều này khiến cho Hạ Tưởng có cảm giác giống như đi vào trong một cơ quan vô cùng cổ xưa, ánh mắt chỉ thấy một khoảng không khí trầm lặng. Phải nghĩ biện pháp thay đổi hiện trạng một chút thì mới tốt, không có tinh thần phấn chấn thì làm sao có thể triển khai tốt công tác được. Thành phố Thiên Trạch không cần ôm lại quá khứ lịch sử để ngủ ngon mà phải hướng về phía trước, phải phát triển, phải khai thác các suy nghĩ mới và phải có sức sống. Hạ Tưởng dùng tay chỉ vào ghế. Mời ngồi. Bành Vân Phong không ngồi xuống mà tiếp tục đứng ở trước mặt Hạ Tưởng. Tôi không dám ngồi, sau khi ngài chọn xong tôi sẽ lập tức sắp xếp để các nhân viên về đúng chỗ của mình. Chậm trễ thì không được, công việc của ngài rất nhiều ạ. Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng, liền cúi đầu xuống xem tài liệu. Mấy lần hắn tới nhậm chức đều không mang theo thư ký của chính mình, đây cũng là do có đủ các loại nguyên nhân. Bởi vậy, lúc này hắn quyết định sẽ chọn một thư ký tốt cho mình để về sau bồi dưỡng thành thành viên trong tổ chức của hắn. Sau khi quan sát vài lần thì lập tức hắn liền có sự quyết đoán, một vài ứng cử viên này không phải là vấn đề tuổi tác quá lớn mà cái chính là không đáp ứng đủ điều kiện. Vì vậy Hạ Tưởng liền nhìn chúng Từ Tử Kỳ, bởi vì Từ Tử Kỳ có một sơ yếu lý lịch không giống như bình thường, còn có một câu viết khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Thật ra mà nói thì cách thức ghi trên sơ yếu lý lịch rất cố định. Ví dụ như năm nào công tác ở đâu, chức vụ gì, vân vân. Thì cả nghìn bài như một, không có cái gì đáng để đọc cả. Nhưng trong sơ yếu lý lịch của Từ Tử Kỳ lại còn có thêm dòng chữ rất sắc bén. Từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 7 năm 2001 công tác tại tờ tin tức hàng ngày Thiên Trạch, đảm nhiệm vị trí phóng viên, phụ trách nội dung cảnh Thái Bình giả tạo. Hạ Tưởng thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Cũng không biết ai đã thẩm tra sơ yếu lý lịch mà không ngờ một câu văn như vậy của Từ Tử Kỳ đã vượt qua được cửa ải. Điều này khiến hắn một lần nữa nhận thấy người phụ trách nhân sự của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố không trách nhiệm lắm, đồng thời hắn cũng khâm phục Từ Tử Kỳ lớn mật, dám viết những lời như vậy trên sơ yếu lý lịch của mình. Nếu việc này bị một số người dụng tâm kín đáo mà phát hiện thì lớn nhỏ gì cũng xem như là một sự kiện chính trị. Hơn nữa, nếu gặp phải một lãnh đạo thích so đo, thì một câu đủ để làm cho tiền đồ Từ Tử Kỳ hoàn toàn mất trắng. Rất may là Từ Tử Kỳ gặp được Hạ Tưởng. Từ Tử Kỳ là người thuộc phòng thư ký của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, năm nay 33 tuổi, là phó phòng, tốt nghiệp trường Đại học Chiết Giang ngành Trung văn, đã công tác được 5 năm ở Ủy ban Nhân dân thành phố, không có điểm sáng gì nhưng cũng không có bất luận một điểm nào xấu. Hạ Tưởng liền điểm danh. Cứ chọn Từ Tử Kỳ. Bành Vân Phong cũng không nói nhiều. Gật đầu rồi nói. Vâng, để tôi gọi anh ta tới đây, ngài đợi một chút. Y vừa mới đi được hai bước thì lại đứng lại. Thị trưởng Hạ, gạch trong sân của chúng ta không ra hình thù gì nữa, mà khoảng hai ngày nữa chắc chắn sẽ có lãnh đạo tỉnh đến. Tôi mới rồi vừa tổ chức một cuộc vận động, tổ chức người của văn phòng Ủy ban Nhân dân vào lúc tan tầm sẽ tiến hành dọn dẹp một chút, nếu chẳng may có lãnh đạo tỉnh nào chê trách thì cũng không phải là lỗi của thành phố Thiên Trạch chúng ta. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Bành Vân Phong một cái đầy thâm ý, nghĩ thầm rằng với tính cẩn thận như thế của Bành Vân Phong, ngay cả việc làm phẳng nơi sân bãi cũng có thể âm thầm làm tốt, thì lỗ hổng trên sơ yếu lý lịch của Từ Tử Kỳ làm sao y lại nhìn không ra. Hai chuyện, một việc thể hiện công khai ra bên ngoài đó chính là mượn danh nghĩa lãnh đạo tỉnh để thể hiện thiện ý của y với Hạ Tưởng, bởi vì bữa tiệc chào mừng hôm qua thì hắn thử nhắc tới việc này lại bị Hứa Phàm Hoa nhẹ nhàng nhấc qua đặt một bên. Hiện tại thì tránh văn phòng ra mặt dẫn người san cho san bằng, tin rằng cũng không có ai nói thêm điều gì nhưng điều này gián tiếp biểu lộ lập trường của Bành Vân Phong. Một việc khác là cố ý để lại trong bóng tối, lấy một sơ yếu lý lịch có lỗ hổng để đề cử ứng cử viên cho hắn. Bành Vân Phong có chút thú vị, thủ pháp vận dụng trong quan trường cũng rất thành thạo. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng không tỏ ra nhiều sự thân thiện, chỉ có điều khẽ gật đầu mà không nói tiếp điều gì. Không nói tiếp điều gì chính là ý tứ tỏ vẻ cam chịu, Bành Vân Phong liền cung kính đẩy cửa đi ra ngoài. Việc kiến thiết kinh tế thì đặc biệt nặng nề, nhưng nếu dùng người không đúng thì đừng nói là muốn làm ra thành tích mà không chừng còn có thể gây ra sự phá hoại. Có rất nhiều cán bộ lãnh đạo cũng không phải bị hủy sự nghiệp của mình ở trong tay của người nhà mà là bị chính thư ký và những nhân viên dưới tay làm cho thân bại danh liệt. Hạ Tưởng lúc này đến thành phố Thiên Trạch là không phải để đấu tranh. Để phân chia với Trần Khiết Văn. Điểm khác biệt với thành phố Lang chính là hiện tại hắn đã là thị trưởng của một thành phố, chân chính là nhân vật số một nắm quyền lực to lớn trong Ủy ban Nhân dân thành phố, có quyền quyết định và quyền đánh nhịp.
Chỉ cần bàn tay của Trần Khiết Văn không quá dài, không làm loạn nhúng tay vào công việc của chính quyền thì hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm Trần Khiết Văn để làm ra các việc thị phi. Chương 907, khai cuộc, bắt đầu nhiễu loạn. Nhưng nói chung, bí thư là bí thư chủ trì công tác toàn diện nên khó tránh khỏi sẽ có lúc khoa tay múa chân trong các sự vụ của chính quyền, chắc chắn sẽ có chỉ thị, tuy nhiên chỉ khác biệt ở chỗ là số lượng tham gia nhiều hay ít, có gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết sách của bên ủy ban hay không mà thôi. Còn một điều nữa, Hạ Tưởng muốn làm việc ở thành phố Thiên Trạch, muốn khai triển việc kiến thiết kinh tế dựa trên suy nghĩ của chính mình thì nhất định phải có thành viên tin cậy trong tổ chức của mình. Hắn là thị trưởng, không có khả năng việc nào cũng đích thân tự làm, không có khả năng ôm đồm hết mọi việc, mà phải làm những việc lớn mà thả ra những việc bé. Nhưng nếu không có thân tín, không có thành viên trong ekip của hắn thì việc muốn thi hành các quan điểm chấp chính của chính mình chỉ là những điều nói suông. Trong việc tổ chức nhân sự thì có thể lý giải là trước làm người sau làm việc, mà cũng có thể giải thích là trước dùng người sau thành việc. Cửa phòng vang lên, có tiếng gõ nhẹ 3 tiếng rồi có người nhẹ giọng nói. Thị trưởng Hạ, tôi là Từ Tử Kỳ. Vào đi. Đây là người khá lễ phép, từ tiếng gõ cửa mạnh hay nhẹ có thể đưa ra kết luận, không nhẹ không mạnh, không nhanh không chậm là đã có đủ tố chất cơ bản của một thư ký. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Từ Tử Kỳ là đủ tư cách. Việc gõ cửa quyết định sự rèn luyện hàng ngày của một người, tiếng đập cửa quá vang, quá nhanh thì sẽ làm cho người ta lưu lại ấn tượng trong đầu không tốt, về sau nếu tiếp tục làm việc với nhau thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Từ Tử Kỳ bước vào, đây là một người có vóc dáng bậc trung, vẻ mặt trắng nõn, đeo một cặp kính mắt có gọng màu bạc, khá thư sinh, tri thức, phù hợp với hình tượng thư ký trong cảm nhận của Hạ Tưởng. Như vậy, ấn tượng thứ hai được tạo ra là đủ tư cách. Tiểu Từ, Cảnh Thái Bình giả tạo là có ý tứ gì? Cậu giải thích cho tôi một chút. Hạ Tưởng cũng không hỏi về sơ yếu lý lịch, cũng không hỏi về công tác mà trực tiếp đưa ra vấn đề khó. Từ Tử Kỳ sửng sốt, theo bản năng đẩy đẩy cặp kính mắt lên rồi nói. Trong Tái Thượng Hoàng Đế Thư của Tô Thức có nói rằng, khởi hữu biệt sinh nghĩa lý, khúc gia phấn sức nhi năng khi thiên hạ tai. Ý tứ của câu này nói rằng không cần che giấu thị phi, phải trở lại chân thật như chính như bản thân nó vốn có. Hạ Tưởng xua tay phá vỡ lời nói của Từ Tử Kỳ. Đừng có nói những điều quá sách vở để lừa gạt người khác. Trong sơ yếu lý lịch của cậu tự xưng là phụ trách Cảnh Thái Bình giả tạo của tòa soạn, đây là thể hiện sự bất mãn với hiện trạng của xã hội phải không? Từ Tử Kỳ giải thích. Không phải tôi bất mãn với hiện trạng của xã hội, mà là lãnh đạo tòa soạn báo yêu cầu tôi đưa một số tin tức trái với sự thật, thay một số người ca công tụng đức. Hạ Tưởng mỉm cười. Xã hội có mặt tốt cũng có mặt không tốt, có đôi khi làm tin tức truyền thông mà chỉ đưa tin tốt, không đưa tin tiêu cực thì cũng không phải là Cảnh Thái Bình giả tạo, cũng không phải là che đậy lỗi lầm, mà là suy xét xuất phát từ sự ổn định của đại cục. Cũng giống như cha mẹ cũng có khi phải nói dối con mình, là xuất phát từ lòng tốt chứ cũng không phải là ác ý. Chúng ta đều lớn lên trong xã hội mà càng ngày càng nhiều sự dối trá, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho chúng ta trong việc làm rõ các việc sai trái. Người dân thì rất lương thiện, nhưng cũng là đối tượng dễ dàng bị kích động nhất, Tiểu Từ, phải đứng ở tầm cao chính trị để hiểu rõ vấn đề, phải phân tích vấn đề trên cả hai phương diện trái và phải thì cậu mới có thể hiểu được nhiều chuyện. Từ Tử Kỳ thẳng người nghe lời chỉ bảo của Hạ Tưởng, ở bên ngoài thì thể hiện rất chăm chú nghe dạy, nhưng trên thực tế thì ánh mắt vẫn không cho là đúng, điều này bán đứng ý tưởng chân thật của y. Hạ Tưởng mỉm cười, cũng không miễn cưỡng. Đi đến phòng nhân sự làm một số thủ tục chuyển giao đi. Từ Tử Kỳ lúc này mới hoảng hốt tỉnh lại, biết rằng từ giờ khắc này thì y đã đường đường chính chính trở thành thư ký của thị trưởng, lập tức y mừng rỡ đến phát điên. Hai nhân vật lớn nhất của thành ủy, một là bí thư Trần, hai là thị trưởng Hạ, mà bí thư Trần thì đã có thư ký, còn việc chọn người của thị trưởng Hạ giống như đĩa bánh trái đang được tất cả mọi người trong thành ủy chăm chú nhìn vào. Ai cũng đều biết rằng được đi theo sát bên cạnh lãnh đạo thì việc thăng chức sẽ mau hơn, gần quan thì được ban lộc, hơn nữa thị trưởng Hạ lại là thị trưởng trẻ tuổi nhất của tỉnh Yến. Theo thông lệ bình thường, khi tới cấp bậc thị trưởng thì sẽ thực hiện việc bồi dưỡng thư ký, bởi vậy ai được thị trưởng Hạ chọn chúng đảm nhiệm vị trí thư ký thì người đó trong tương lai giống như cánh cửa chính làm quan đã được mở ra rồi vậy. Trong chốn quan trường, mặc dù Từ Tử Kỳ ra vẻ khinh thường đến mấy thì cũng có khát vọng được người thưởng thức. Đột nhiên lại có cái bánh rơi ngay trên đầu thì bất kể là ai khác cũng tỏ ra niềm vui không sao tả xiết.
Từ Tử Kỳ nhất thời kích động, y liền, vâng, một tiếng rồi xoay người bước đi, khi tới trước cửa thì mới tỉnh ngộ lại, vẻ mặt đỏ bừng cung kính cúi đầu chào Hạ Tưởng một cái rồi nói. Cảm ơn lãnh đạo đã thưởng thức, tôi nhất định làm việc thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của ngài. Không biết có phải từ, không phụ sự kỳ vọng của ngài, nghe rất hay hoặc là Hạ Tưởng đang muốn xem hành động thực tế, khi thấy Từ Tử Kỳ nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa thì Hạ Tưởng hơi gật gật đầu. Buổi chiều, sau khi tan tầm, dưới sự dẫn dắt của Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Bành Vân Phong, hơn 30 người của Văn phòng Ủy ban Nhân dân cùng nhau thực hiện nghĩa vụ lao động tại trụ sở, làm việc san bằng nơi sân bãi. Thật ra các việc san bằng nơi sân bãi, vệ sinh quét tước các loại thì các sự tình dạng này hàng năm đều phải tổ chức một vài lần, có khi là ngày quốc tế lao động, có khi là ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dù sao thì hàng năm cũng có mấy lần được tổ chức theo hình thức, còn các hành động thì cũng có thể xem như một lần được đi ngang qua sân khấu. Nhưng bởi vì tại bữa tiệc chào đón thị trưởng Hạ đề nghị, cùng với việc phó thị trưởng Hứa không đồng ý đã khiến cho hành động san bằng nơi sân bãi này có đầy thâm ý và ý nghĩa của nó. Bành Vân Phong là Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân, trực tiếp dưới quyền Hạ Tưởng, hành động của y chắc chắn chiếm được sự ngấm ngầm đồng ý của Hạ Tưởng. Không ít người vào thời điểm tan tầm đi ngang qua, nhìn thấy khí thế làm việc ngất trời của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thì có người nói ra lời trêu ghẹo, có người nói đùa, có người đứng xem náo nhiệt. An Hưng Nghĩa khi thấy việc này thì không tỏ ra thái độ gì, chỉ gật gật đầu với Bành Vân Phong. Còn một số phó thị trưởng khác mặc dù không nói ra điều gì nhưng trong lòng cũng đều biết rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ có Trương Dư Giai thì tò mò tiến lên hỏi vài câu. Lúc Hứa Phàm Hoa đi ngang qua thì sắc mặt không tốt lắm, vừa lúc có một hòn gạch bị văng ra chạm trúng nên y lập tức phê bình mấy câu. Tiểu Bành, không vì lòng tốt mà làm ra việc xấu, san bằng nơi sân bãi một chút là chuyện tốt, vì sao lại chọn vào thời điểm tan tầm? Tôi thì không có gì. Nếu chẳng may Bí Thư Trần và thị trưởng Hạ bị va phải thì làm thế nào? Phải chú ý phương pháp chứ. Bành Vân Phong còn chưa kịp trả lời, vừa lúc Trần Khiết Văn cũng đi xuống dưới tầng, nghe được lời nói của Hứa Phàm Hoa nên cô liền nói. Phàm Hoa không cần phê phán lòng nhiệt tình công tác của các đồng chí khác. Vân Phong là một lòng vì trách nhiệm của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố nên cậu không nên phê bình anh ta. Thời gian thực hiện thì có thể anh ta suy xét không chu toàn. Nhưng sự nhiệt tình và thái độ trong công tác thì vẫn là đáng khen ngợi. Vừa rồi mới nhận được thông báo của tỉnh ủy, ngày kia đồng chí Trần Thiên Vũ tới thành phố Thiên Trạch chúng ta, lúc này đồng chí Vân Phong tiến hành san bằng nơi sân bãi thì đúng là công thần của thành phố Thiên Trạch. Phòng làm việc của Hạ Tưởng ở tầng 3, đang đứng ở trước cửa sổ nên hắn không chỉ đem cảnh tượng lúc vừa rồi thu hết vào trong đáy mắt mà còn nghe được rất rõ ràng các lời đối thoại. Hạ Tưởng mỉm cười vẻ hàm xúc. Bành Vân Phong làm việc cũng chọn lựa thời cơ rất tốt, cũng là một nhân vật rất hoạt bát, mà Trần Khiết Văn cũng không tầm thường, cách nói chuyện cũng rất cẩn thận. Hứa Phàm Hoa, trên cơ bản có thể kết luận là người ủng hộ kiên định nhất của cô ta trong bộ máy của Ủy ban Nhân dân. Buổi tối ở tại nhà khách, Hạ Tưởng lên mạng hàn huyên với Vệ Tân một lúc. Vệ Tân tính cuối tuần này sẽ đến thành phố Thiên Trạch, hiện tại đang là mùa thảo nguyên đẹp nhất. Cô muốn Hạ Tưởng tận tình dẫn cô tới Thảo Nguyên để vui đùa một lần cho thật thoải mái. Hạ Tưởng lập tức đáp ứng. Không chỉ là bởi vì bệnh tình của Vệ Tân, mà cũng là bởi vì kiếp trước hắn đã từng đáp ứng sẽ dẫn Vệ Tân đến Thảo Nguyên một chuyến, kết quả là đến nay cũng chưa thực hiện được. Kiếp này, nói gì thì nói thì hắn cũng phải đền bù lại cho kiếp trước. Ban đêm ở thành phố Thiên Trạch thì lạnh lẽo như băng vậy, quả thật so với sự trong trẻo của thành phố Yến thì lạnh lùng hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng tiếp tục làm quen với công việc, tiếp kiến một số phó thị trưởng đến để báo cáo công tác, rồi các cục trưởng, VV. Từ Tử Kỳ cũng đã đảm nhiệm vị trí thư ký của hắn, cũng may, so với trong tưởng tượng của Hạ Tưởng thì còn tốt hơn một chút, xử lý các sự tình đâu vào đấy, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có những sai sót nhưng cũng là có thể tha thứ được. Ngày thứ ba thì quyết định bổ nhiệm, điều chỉnh cán bộ của tỉnh ủy được gửi xuống. Cùng đi với Trần Thiên Vũ tới nhậm chức ở thành phố Thiên Trạch là một trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tên là Chu Hoài Kính. Cùng ngày, An Hưng Nghĩa cũng cáo biệt thành phố Thiên Trạch, đi tới ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy để báo danh, cũng chuyển tới vị trí công tác mới ở thành phố Lang. Trần Thiên Vũ vừa đến thành phố Thiên Trạch thì việc đầu tiên là đi vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, vẻ mặt đầy cảm kích, nói những lời rất chân thành với Hạ Tưởng. Vốn Trần Thiên Vũ cũng không được tính là thành viên trung tâm của tổ chức Hạ Tưởng, sau lại bị bắt phải nương tựa vào Hạ Tưởng,
tiếp sau nữa lại bị tính cách hấp dẫn của Hạ Tưởng thu phục, cũng đối với trí tuệ chính trị và tài trí kinh doanh của Hạ Tưởng là cực kỳ khâm phục, vì thế y liền quyết tâm từ nay về sau sẽ theo sát bước chân của Hạ Tưởng. Không nghĩ tới việc Hạ Tưởng không ngờ rời khỏi quận Hạ Mã, do đó y liền cảm thấy bị mất đi phương hướng. Càng không nghĩ tới được là đột nhiên niềm vui được trời mang đến, y được điều tới thành phố Thiên Trạch đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký thành ủy, không cần phải nói thì đây chính là bút tích của Hạ Tưởng, do đó y cực kỳ mừng rỡ. Có thể không mừng được sao? Chẳng những một bước từ cấp bậc cục trưởng lên tới phó giám đốc sở, hoàn thành một cú bay vọt trong kiếp sống chính trị. Hơn nữa, lại được về bên cạnh Hạ Tưởng, về sau y lại có thể cùng thị trưởng Hạ kề vai sát cánh mà chiến đấu. Nghĩ lại những năm tháng chiến đấu mãnh liệt đã từng diễn ra tại quận Hạ Mã làm cho nhiệt huyết của y có cảm giác như đang sôi trào lên vậy. Thị trưởng Hạ đúng thật là quý nhân trong cuộc đời của y, hai lần kéo y lên, ban ân mà không hề có một chút ý tứ đòi hỏi báo đáp. Đây gần như là chuyện mà y không thể tưởng tượng ra được. Từ cục trưởng đến phó giám đốc sở, bao nhiêu người đã bị dừng ở ngưỡng cửa này, y cũng không có sức lực để vượt qua mà giấc mơ được hoàn thiện là nhờ sự giúp đỡ của Hạ Tưởng. Nếu là người khác, ngoại trừ cách tìm người biếu lễ, cho dù là chạy trọt đến mức gãy cả chân cũng chưa chắc hoàn thành được ước nguyện này. Trong tâm của Trần Thiên Vũ thì sự cảm kích của y đối với Hạ Tưởng không có cách nào hình dung nổi. Hạ Tưởng lại rất khách khí đứng dậy hoan nghênh Trần Thiên Vũ, chủ động bắt tay với y. Thiên Vũ, chúng ta lại cùng nhau công tác, tiếp tục làm việc nhiệt tình như thời ở quận Hạ Mã, tranh thủ đem kinh tế thành phố Thiên Trạch phát triển lên tầm cao mới. Trần Thiên Vũ biết Hạ Tưởng không muốn đề cập tới việc đã đề bạt mình, vì thế trong lòng y lại càng thêm cảm động. Nhưng lãnh đạo không đề cập đến thì mình cũng phải tỏ ra thái độ, làm sao thể hiện được tấm lòng mình ra cho lãnh đạo biết thì mới được. Lãnh đạo, trước khi tôi đến thành phố Thiên Trạch đã sớm làm tốt những chuẩn bị để theo sát bước đi của lãnh đạo. Hạ Tưởng thấy Trần Thiên Vũ vẫn có vẻ đang rất thành khẩn, có lẽ là phần lớn nguyên nhân chính là y vẫn đang hồi hộp. Vì thế liền vỗ vỗ bờ vai của y rồi nói. Thiên Vũ, cách đối nhân xử thế của tôi thì anh cũng đã rõ rồi. Tôi đề nghị anh tới thành phố Thiên Trạch cũng là do nhìn chúng năng lực của anh. Anh cũng hiểu rõ rằng thành phố Thiên Trạch là thành thị rất nghèo, kinh tế lãi lạc hậu, muốn bỏ cái mũ nghèo khó này xuống thì trách nhiệm của chúng ta rất nặng nề. Trần Thiên Vũ hiểu rất rõ ý tứ của Hạ Tưởng. Tôi cũng đã nghiên cứu hiện trạng của thành phố Thiên Trạch, quả thật không lạc quan cho lắm. Đối với việc làm sống lại nền kinh tế của thành phố Thiên Trạch thì tôi cũng có một vài cái nhìn chưa đủ chín chắn, muốn báo cáo lại để xin ngài cho ý kiến. Hạ Tưởng thấy Trần Thiên Vũ chuyển đổi rất nhanh, liền cười ha hả rồi nói. Tốt lắm, không làm lỡ buổi đầu tiên gặp mặt, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Rốt cuộc Trần Thiên Vũ mới thoải mái lại, yên tâm mà có chút mỉm cười, đồng thời cũng ngấm ngầm thở phào một hơi. Trải qua sự rèn luyện ở thành phố Lang. Hiện tại thị trưởng Hạ so với trước kia đã thành thục hơn rất nhiều, cái chính yếu là khí thế của thị trưởng Hạ so với trước kia càng thêm ẩn giấu vào bên trong, nhất cử nhất động đều có thể làm cho người khác bị rất nhiều áp lực. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng suy cho cùng thì cũng là thị trưởng. Buổi chiều, cuộc meeting bổ nhiệm long trọng được cử hành, Chu Hoài Kính tuyên bố quyết định bổ nhiệm của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Được sự phê chuẩn của tỉnh ủy, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nghiên cứu và ra quyết định. Đồng chí An Hưng Nghĩa không tiếp tục đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Trạch và các chức vụ có liên quan mà sẽ có phân công công việc khác. Đồng chí Dương Kiếm không tiếp tục đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký thành ủy văn phòng đảng của thành phố Thiên Trạch, bổ nhiệm trở thành phó thị trưởng ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch. Đồng chí Trần Thiên Vũ đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Thiên Trạch. Nghi thức so với lần nhậm chức của Hạ Tưởng thì ngắn gọn hơn rất nhiều, cũng chặt chẽ hơn rất nhiều. Tổng cộng chỉ mất hơn một giờ đồng hồ là đã kết thúc. Hội nghị vừa chấm dứt thì Chu Hoài Kính cũng không ở lại, từ chối lời mời thịnh tình của Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng mà trực tiếp quay trở về thành phố Yến. Từ đó, một loạt điều chỉnh nhân sự đã được xác định. Buổi tối, thành ủy lại cử hành buổi tiệc đón chào người mới được tổ chức tại khách sạn Hoa Thịnh, hoan nghênh Trần Thiên Vũ tới nhậm chức. Buổi yến tiệc này thì có một số ủy viên thường vụ vắng mặt. So với buổi đón tiếp Hạ Tưởng thì quy cách thua khoảng một cấp. Đồng thời, người lần trước say khướt là Lôi Nhất Đại cũng không lộ diện, một số ủy viên thường vụ khác như Phó Thị trưởng Hứa Phạm Hoa, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Cục Công an Bùi Nhất Phong, trưởng ban tuyên giáo Thường Hào cũng xin phép được vắng mặt.
Bình thường thì Dương Kiếm vẫn ngồi phía dưới Trần Khiết Văn, vốn y được xếp hạng thứ 8 tại thành ủy, đảm nhiệm vị trí phó thị trưởng thường trực thì xếp hạng đã được tiến lên trước một bậc, là vị trí thứ 7. Hôm nay thì y cũng rất tự giác ngồi ở phía dưới của Hạ Tưởng, điều này làm mí mắt của Trần Khiết Văn hơi nhảy dựng lên, trong mắt hiện lên một tia không vui, tuy nhiên vẻ mặt vẫn không tỏ ra bất cứ sự khó chịu nào cả. Buổi tiệc chào mừng lần này thì thứ nhất là hoan nghênh Trần Thiên Vũ tới nhậm chức, thứ hai là chúc mừng Dương Kiếm đảm nhiệm vị trí mới. Xem ra buổi tiệc rất náo nhiệt, không phát sinh bất cứ sự kiện nào không thoải mái cả. Công tác tại thành phố Thiên Trạch vô tình chung đã tiến nhập đi vào quỹ đạo. Ba ngày sau, điều làm cho Hạ Tưởng cảm thấy không ngờ nhất chính là người đầu tiên đến thành phố Thiên Trạch với lý do hiệp đàm đầu tư không ngờ lại là một người bạn của hắn, đó chính là Dương Uy. Dương Uy mang đến một hạng mục không lớn, đầu tư khoảng 5 triệu tệ, là do một cơ quan du lịch của bạn bè y ở Bắc Kinh cố ý đến thành phố Thiên Trạch để xây dựng chi nhánh. Kinh phí đầu tư không lớn, chủ yếu là muốn thử thăm dò xem độ tinh khiết ở địa phương này thế nào, đồng thời cũng có ý mượn cơ hội này để mở ra cục diện. Hạ Tưởng hiểu rất rõ rằng bên trong sự thân thiện của Dương Uy thì nhất định có ý đồ lâu dài. Nhưng sự kết giao giữa người với người từ trước đến nay nếu không có lợi ích thì không bao giờ được thành lập cả, hắn cũng không có khả năng trông cậy vào người khác có hồi báo cho sự nhiệt tình của hắn hay không, kể cả là Liên Nhược Hạm, Tiếu Giai. Mặc dù các cô đối với hắn là toàn tâm toàn ý, nhưng cũng bởi vì là hắn yêu thương các cô và nguyện ý được trả giá vì các cô. Hắn có chút thưởng thức Dương Uy, đó chính là cách làm việc của Dương Uy, trong cách làm của y thì rất rõ ràng và vô cùng ngay thẳng. Nhưng y lại không chỉ bởi vì ích lợi trước mắt mà bị chi phối, chưa bao giờ lấy đầu tư để đổi lấy ưu đãi hoặc là cái gì khác, ý đồ của y chính là ích lợi lâu dài, giao thiệp với nhau theo kiểu bạn bè. Dương Uy giới thiệu người bạn tên là Vương Lăng, tuổi tác người này chưa đến 40, bộ dáng tai to mặt lớn, cách nói chuyện có vẻ ăn to nói lớn. Y tự giới thiệu về mình đang công tác ở cơ quan gì đó ở Bắc Kinh, nếu môi trường đầu tư của thành phố Thiên Trạch tốt đẹp, chính sách hợp lý thì có thể ngay lập tức y sẽ đầu tư một khoản khoảng 100 triệu tệ. Hạ Tưởng nể mặt mũi của Dương Uy nên mới tiếp nhận lời mời của Vương Lăng, cùng gặp mặt với y ở khách sạn Đức Khánh của thành phố Thiên Trạch. Chương 908, phiền toái và khiêu chiến. Trên thực tế, do Hạ Tưởng đã là thị trưởng nên đối với việc xã giao thì nếu có thể đẩy được thì cũng nên đẩy, với khoản kinh phí đầu tư 5 triệu tệ của Vương Lăng thì cũng không đáng hắn phải ra mặt tiếp khách. Không nghĩ tới việc Vương Lăng hơi khoác lác, trên mặt Hạ Tưởng không biểu hiện gì ra ngoài, thái độ vẫn điềm tĩnh và lãnh đạm. Dương Uy thì thời gian đi theo bên cạnh Hạ Tưởng không ngắn, ngay lập tức đã nhận ra vẻ không vui của Hạ Tưởng nên y liền mấy lần nháy mắt ra hiệu với Vương Lăng. Không ngờ Vương Lăng không phát hiện ra, vẫn dõng dạc nói y là kẻ như thế nào, vi vi. Dương Uy không ngừng hối hận, không hiểu mình sao mà trong lúc nhất thời lại đồng ý với việc dẫn một kẻ dở hơi như vậy tới gặp Hạ Tưởng. Đây không phải là việc tự mình tìm đến phiền phức hay sao? Với sự hiểu biết của Dương Uy hiện tại thì đúng là Vương Lăng không hiểu chuyện chút nào, tự cho là mình có mấy triệu tệ mà gây ra náo loạn, lại còn nghĩ đến việc hù dọa Hạ Tưởng, viện ra cái cớ tùy tiện là thân phận của một nhà đầu tư ở Bắc Kinh để có thể đến các địa phương khác để lừa gạt người ta, chưa kể còn muốn lừa gạt cả Hạ Tưởng. Đúng là Vương Lăng còn kém quá xa, trong tay Hạ Tưởng chỉ cần tùy tiện thì có thể còn điều động nguồn tài chính nhiều hơn rất nhiều. Trong lòng Dương Uy trở nên thiếu tự tin, y biết rõ một điều rằng đừng nói là 5 triệu tệ, mà kể cả là 50 triệu tệ thì cũng vẫn không lọt được vào trong mắt của Hạ Tưởng. Vương Lăng còn nói thêm vài câu, uống thêm mấy chén, rồi muốn đi vào phòng vệ sinh. Vương Lăng vừa ra cửa thì Dương Uy vội không ngừng xin lỗi với Hạ Tưởng, nói là y cũng không hiểu biết nhiều về Vương Lăng, là do bạn bè giới thiệu tới, còn y thì có lòng tốt, cũng muốn mượn cơ hội để tới gặp mặt Hạ Tưởng. Dương Uy đang giải thích được mấy câu thì bên ngoài lại có tiếng náo nhiệt, thì ra Vương Lăng lại gặp phải cảnh náo loạn ở bên ngoài. Vương Lăng và người khác đánh nhau. Nguyên nhân nói ra thì không biết người ta nên khóc hay nên cười. Lúc vào trong phòng vệ sinh thì có khá nhiều người, Vương Lăng cũng không chờ người trước hết lượt mà xông vào tranh đoạt vị trí của người ta, bất kể người khác như thế nào. Trong người Vương Lăng đang có một cảm giác không hiểu sao cả về sự ưu việt của chính mình. Y tự cho rằng mình đến từ Bắc Kinh nên trời sinh đã tài trí hơn người, tuy rằng y không phải là quan lớn quyền quý gì, nhưng tới bất cứ nơi nào khác thì y đều tự nhận mình như là con cháu của hoàng tộc, cảm thấy người khác ở xung quanh chẳng khác gì kẻ nhà quê. Bởi vậy, theo đúng lý luận của mình nên y đã tranh đoạt vị trí của người khác.
Tuy rằng thân thể của y béo, người cao to, nhưng đối phương lại nhiều người nên khi động thủ đã chịu thiệt. Vương Lăng bị đánh, chịu không nổi nên liền hô to. Dừng tay, chúng mày dám đánh tao, tao là khách mời của thị trưởng Hạ. Kết quả là mấy người đang đánh y nghe xong, sửng sốt một hồi rồi lại cười ha hả, không nói hai lời tiếp tục chân đấm tay đá. Vốn nguyên bản là Hạ Tưởng không nghĩ tới việc lộ diện, cảm thấy con người Vương Lăng này không đáng để giao tiếp. Lại nghe y ở bên ngoài đang xé ra hổ để che mặt nhưng hắn vẫn kiềm chế, trong lòng cũng không ưng ý lắm. Còn Dương Uy thì tức giận đến mức chân tay run rẩy, kinh hoàng tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, nếu đổi lại là bất cứ một lãnh đạo nào khác thì cũng chỉ có thể được lần này, lần sau thì người ta tuyệt đối không bao giờ muốn lui tới với mình nữa. Ai cũng không muốn kết giao với một người bạn không hiểu chuyện như vậy. Quả thật Dương Uy cực kỳ hối hận. Hận rằng mình không thể tiến lên và tán thẳng vào miệng của Vương Lăng vào lúc này. Hạ Tưởng quyết định là trực tiếp bỏ của chạy lấy người, không nên ngốc nghếch chìa mặt ra. Không ngờ, hắn còn chưa kịp đi ra thì chợt nghe thấy bên ngoài có thanh âm quen thuộc. Dừng tay, sao lại thế này? Hạ Tưởng liền ngây ngẩn cả người, sao lại là Lôi Nhất Đại? Sau đó lại nghe ra giọng kinh ngạc của Lôi Nhất Đại nói. Hóa ra là cậu, Trương Vưu. Cậu cũng không muốn gây ra tai nạn chết người đấy chứ? Không nghe thấy anh ta nói rằng anh ta là khách quý của thị trưởng Hạ hay sao? Lá gan của cậu cũng quá lớn, ngay cả bạn của thị trưởng Hạ cũng dám đánh. Chủ tịch Lôi. Người tên là Trương Vưu có giọng cổ họng khàn khàn, thanh âm rất khó nghe. Ngài sao cũng tự mình đi ăn cơ chứ? Tôi đáng ra phải biết rằng ngài ở đây chứ, nói gì thì nói, chuyện gì cũng đã qua rồi, để tôi kính ngài hai chén. Giọng nói rất khách khí, trong thanh âm lại không có chút giọng điệu gì tôn trọng. Thị trưởng Hạ vừa tới thành phố Thiên Trạch, làm sao đã có bạn bè gì? Đó là y nói vậy, tôi xem y lấm la lấm lét không giống gì là người tốt, thị trưởng Hạ làm sao lại có một bạn bè hạ lưu đến như vậy? Đây là y nói hưu nói vượn, sợ bị đánh mà nói vậy thôi. Hiển nhiên là Trương Vưu không đem lời nói của Lôi Nhất Đại để ở trong tai. Hạ Tưởng ở trong phòng nghe được sự tình bên ngoài rất rõ ràng, trong lòng nghĩ thầm rằng qua cách nói chuyện của Trương Vưu thì tỏ ra đầy vẻ lưu manh, nhận ra Lôi Nhất Đại rồi lại hồn nhiên không coi ông ta ra gì, chắc chắn người này là có bối cảnh. Mà lần trước thì Lôi Nhất Đại đột nhiên say khướt, sau đó thì lại trở nên giống như người không có chuyện gì xảy ra cả, thấy Hạ Tưởng vẫn tiến tới chào hỏi, điều này khiến trong lòng hắn rất khó hiểu, không rõ được lần trước Lôi Nhất Đại mượn rượu giả điên là có chuyện gì xảy ra. Hạ Tưởng liền đánh mất ý tưởng bỏ của chạy lấy người, quyết định im lặng ở lại xem tình thế phát triển. Tình thế phát triển vượt ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Cho dù vậy cũng không thể đánh người. Được rồi, mặc kệ giữa các cậu có xung đột gì, mâu thuẫn gì thì hiện tại tất cả đều dừng tay. Lôi Nhất Đại nổi giận đùng đùng. Chủ tịch Lôi, ngài đến đây để uống rượu ăn cơm chứ không phải để làm các trò cười khác. Có một số việc không liên quan gì đến ngài. Ngài không cần quan tâm nhiều, chốc lát nữa để tôi gửi hóa đơn cho ngài. Tôi mà cần đồng tiền nhơ bẩn của cậu. Lôi Nhất Đại khẳng khái nói. Trương Vưu, không cần ỷ vào chuyện mấy người bọn cậu có mấy đồng tiền nhơ bẩn mà làm sằng làm bậy. Tôi không có tiền, nhưng khi ăn cơm vẫn có tiền để trả, không cần cậu phải bố thí. Mà cậu, có thu tay lại không hay là để tôi mời Bùi Nhất Phong tự mình lại đây? Bùi Nhất Phong là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Cục Công an, người bình thường mời thì tự nhiên là không y không đến, nhưng nếu Lôi Nhất Đại đã lên tiếng thì Bùi Nhất Phong kể cả có lên mặt thì cũng phải tự mình xuất hiện, dù sao Lôi Nhất Đại cũng là ủy viên thường vụ thành ủy. Hạ Tưởng cũng nghĩ đến việc Trương Vưu chắc chắn sẽ dừng tay, không ngờ Trương Vưu vẫn kiên cường mà mạnh miệng. Cục trưởng Bùi không ở thành phố, đã đi thị sát ở huyện rồi, không có ở đây, mà ông ta có muốn đến thì cũng không kịp. Ngụ ý tất nhiên là sự hiểu biết về hành tung về Bùi Nhất Phong của y so với Lôi Nhất Đại thì còn hơn rất nhiều. Dầm, một tiếng, dường như có cái gì bị đánh vỡ, lập tức truyền đến tiếng giống giận của Vương Lăng. Thực con mẹ nó, chẳng ra cái gì cả. Chung quy là tố chất của mấy kẻ hèn hạ này đúng thực là thấp, chuyện gì cũng có thể diễn ra đánh đấm cả, ngay cả việc đi vệ sinh cũng đánh nhau, đúng là chưa thấy qua chuyện đời. Dương Uy thấy sắc mặt của Hạ Tưởng không tốt liền cười gượng rồi nói. Thị trưởng Hạ, đều do tôi sai lầm cả, tôi mắt mù mà tâm trí cũng mù, nhìn lầm người làm cho ngài thêm phiền toái. Vẻ mặt Hạ Tưởng trầm tĩnh, dường như suy nghĩ cái gì đó,
một lát sau thì hắn lại mỉm cười đầy thâm ý. Không gây thêm phiền toái đâu mà thật ra rất thú vị. Đi, ra ngoài xem thử. Bất luận sự tình gì cũng đều có tính hai mặt của nó. Vương Lăng chính là không hiểu chuyện, nguyên nhân chính là vì không hiểu chuyện nên mới rất dễ dàng gây ra chuyện. Mà gây chuyện thì cũng không nhất định sẽ gây thêm phiền nhiễu, có đôi khi có khả năng trong lúc vô ý lại mở ra được cục diện. Vương Lăng từ trên mặt đất đứng lên, nổi giận, hai mắt nhìn chừng chừng Trương Vưu, muốn đánh nhau lắm nhưng cũng kìm nén được, không dám ra tay, dù sao cũng ở trên địa bàn người khác, y dù có tự đại đến mấy thì cũng biết rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói thì y cũng không thật sự là một con rồng mạnh mẽ. Tuy nhiên, y nghe ra việc vị chủ tịch Lôi ở trước mặt dường như không khó khăn lắm để đối phó với Trương Vưu. Vì thế, y chạy đến một bên Lôi Nhất Đại, niềm nở nói. Đây là chủ tịch Lôi. Chào ngài, tôi tên là Vương Lăng, tôi chuẩn bị đến thành phố Thiên Trạch để đầu tư. Vừa rồi vừa mới cùng thị trưởng Hạ dùng cơm, còn nói đến môi trường đầu tư tại thành phố Thiên Trạch, kết quả là bị người này đánh, điều này khiến cho lòng người trở nên lạnh ngắt. Với môi trường trị an như vậy, làm sao để có thể khiến chúng tôi yên tâm thỏa sức đến thành phố Thiên Trạch để đầu tư được? Tôi còn có mấy người bạn, trong tay đều có những hạng mục hàng trăm triệu tệ, tôi còn đang tính thuyết phục bọn họ tới thành phố Thiên Trạch, hiện tại xem ra cũng không cần phải mở miệng nữa rồi. Vương Lăng biểu diễn rất sinh động, cứ như thật để hù dọa Lôi Nhất Đại. Lôi Nhất Đại khó hiểu hỏi. Thực sự anh và thị trưởng Hạ cùng dùng cơm với nhau. Nói khoác không thu được thuế. Trương Vưu rung đùi đắc chí mỉm cười. Thị trưởng Hạ vừa tới thành phố Thiên Trạch, đang lúc trà nóng thì làm sao sốt ruột lại đi uống rượu. Đừng nói chuyện bậy bạ, khẩn trương nhận lỗi thì tao còn tha cho mày lần này, nếu không sẽ cho mày biết sự lợi hại của nhân dân Thiên Trạch. Lời nói của Trương Vưu rất có ẩn ý, trà nóng là chỉ Hạ Tưởng vừa mới đến, vẫn chưa có căn cơ để đứng vững, hiện tại đang ở giai đoạn nuôi chồng thân tín, thủ hạ của mình. Mà uống rượu chính là chỉ lúc sau khi có cơ sở, lúc này mới có thể dứt khoát thi hành chính trị theo phương châm của mình. Bởi vì bên người không có ai để sử dụng, kể cả là kéo được đầu tư đến thì cũng có khả năng bị rơi lạc đi mất, không đến được đúng chỗ. Nếu Lôi Nhất Đại không ở đây thì Vương Lăng sẽ đợi thêm lát nữa xem chỗ dựa là Hạ Tưởng mà không đến thì chắc chắn sẽ cúi đầu nhận sai, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng hiện tại thì rõ ràng Lôi Nhất Đại muốn thay y để giảng hòa, do đó y không nghĩ tới việc nhận thua, liền tiếp tục cứng rắn đối chọi với Trương Vưu. Mà Trương Vưu thì cũng quá đáng, cũng không để lại chút mặt mũi nào cho Lôi Nhất Đại, vì thế Lôi Nhất Đại liền nổi giận, lấy ra điện thoại rồi gọi một cuộc cho Bùi Nhất Phong. Lão Bùi! Là tôi đây, ở khách sạn Đức Khánh có người gây rối, tốt nhất là anh tới đây một chuyến. Sao, lời của tôi như vậy anh có ra mặt không? Cái gì, anh đang ở huyện, không thể đến được, kẻ gây rối là ai à? Là Trương Vưu. Sắc mặt Lôi Nhất Đại trông rất khó coi, thở phì phì rồi ném điện thoại cho Trương Vưu. Cục trưởng Bùi muốn nói chuyện với cậu. Trương Vưu cầm lấy điện thoại, vẫn với vẻ mặt đầy xấu xa, tuy nhiên giọng điệu thật ra trở nên cung kính hơn vài phần. Cục trưởng Bùi, là tôi, Trương Tam, đã làm cho ngài thêm phiền toái. Không phải là tôi cố ý gây rối. Sau lần trước ngài lên tiếng thì tôi trở nên thành thật hơn rất nhiều, lời nói của ngài tôi đâu thể không nghe. Là một tên béo như heo đến từ Bắc Kinh, đến Thiên Trạch Dương Oai, còn giả mạo là bạn bè gì đó của thị trưởng Hạ. Tôi là có tinh thần trọng nghĩa, tuân theo phép tắc người dân của thành phố Thiên Trạch, vì giữ gìn hình tượng Thiên Thạch mà nguyện ý kính dâng tâm huyết cả đời của chính mình. Vâng, vâng, không nhiều lời nữa, tôi nghe theo lời ngài, sẽ thu tay lại. Đưa điện thoại trả lại cho Lôi Nhất Đại, Trương Vưu vẫn nói vẻ cợt nhả. Được, tôi là kẻ đại nhân đại nghĩa, không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, tha cho mày một lần. Tiếp đó, y lại cúi đầu khom lưng kính Lôi Nhất Đại một cái rồi nói. Chủ tịch Lôi, bữa cơm hôm nay của ngài để tôi mời, mong ngài nể mặt tôi mà nhận cho. Ngoài miệng của Trương Vưu nghe có vẻ hay. Dường như là cấp mặt mũi cho Lôi Nhất Đại, thật ra là vẫn tiếp tục chế nhạo Lôi Nhất Đại. Bởi vì sau khi y nhận được điện thoại của Bùi Nhất Phong thì mới lùi bước, nhưng lại vẫn tiếp tục nói là muốn thay Lôi Nhất Đại trả tiền bữa cơm, ngụ ý thì đây chính là một việc rất lớn nhưng nghe lời nói của Cục trưởng Bùi thì việc trả tiền ăn cơm lại là một việc rất nhỏ, có thể tính là đã cấp cho Lôi Nhất Đại một chút thể diện. Ở mặt ngoài tỏ vẻ khách khí, nhưng thật ra ẩn ý bên trong vẫn còn ngầm có chút khinh thị.
Sắc mặt của Lôi Nhất Đại thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ phất tay rồi nói. Trương Vưu, về sau đi đường cẩn thận một chút, đừng đụng chạm loạn cả lên, ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố Thiên Trạch. Trương Vưu mất hứng nói. Chủ tịch Lôi, tôi cũng đã nhận lỗi với ngài, còn mời ngài làm khách. Còn việc này thì cũng không thể trách tôi được, vậy mà ngài lại còn nói tôi mà không chịu phân biệt phải trái gì cả, là do gã chủ động va vào người tôi mới phải chứ. Bất kể Lôi Nhất Đại có phân biệt rõ được phải trái hay không thì ông ta cũng đường đường là ủy viên thường vụ thành ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Vậy mà Trương Vưu nói chuyện với ông ta không chút khách khí nào, điều này chứng tỏ rằng Trương Vưu cũng rất kiêu ngạo. Cho dù Lôi Nhất Đại chỉ là chủ tịch mặt trận Tổ quốc thì tốt xấu gì cũng là một nhân vật ở trong thành ủy, vậy mà không có cách nào xử trí một người như Trương Vưu. Điều này khiến cho Hạ Tưởng âm thầm đoán rằng nếu Trương Vưu đã có thể ăn to nói lớn như vậy thì chắc là quan hệ với Bùi Nhất Phong có lẽ cũng rất thân thiết, chỗ dựa của y ở trong thành ủy là những ai vậy? Trương Vưu là một nhân vật như thế nào? Hạ Tưởng đầy khoan thai đi đến trước sân, đầu tiên bắt tay với Lôi Nhất Đại. Chủ tịch Lôi cũng ở đây, cũng vừa khéo, ha ha. Lôi Nhất Đại thấy đúng thực là Hạ Tưởng đã lộ diện, trong lòng khẽ động vội vã cầm lấy tay của Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, hân hạnh, thật hân hạnh, vị này có đúng thật là bạn của ngài không vậy? Vương Lăng vừa thấy Hạ Tưởng liền vội vã chạy lại bên cạnh, đang muốn mở miệng để lên án mạnh mẽ Trương Vưu để Hạ Tưởng thay y lấy lại mặt mũi. Chỉ có điều không ngờ Hạ Tưởng chỉ gật đầu về phía y một cái rồi tiếp tục nói với Lôi Nhất Đại. Dương Uy là người bạn của bạn tôi, Vương Lăng là do anh ta giới thiệu tới, vừa mới cùng nhau ngồi ăn cơm chung. Ngụ ý của Hạ Tưởng là giao tình với người này không tính là sâu. Miệng của Vương Lăng đang mở ra, định nói điều gì lại không nói ra nổi, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Trong lòng Lôi Nhất Đại cũng hiểu rõ, giải được sự nghi hoặc trong lòng của mình. Hạ Tưởng là một người đang còn rất trẻ tuổi đã lên làm thị trưởng, nhưng cũng không có gì là khí thịnh như tuổi của hắn chút nào. Bạn bè mà hắn kết giao thì cho dù không phải là người thật sự tinh anh thì cũng sẽ không có loại người như Vương Lăng không hiểu thế sự. Ngoài việc Hạ Tưởng nói ra ngoài miệng việc Vương Lăng không phải là bạn bè của hắn ra, thì hắn liếc mắt nhìn Dương Uy một cái, Dương Uy hiểu ý vội kéo Vương Lăng và xoay người đi ra chỗ khác. Trương Vưu đứng ở một bên ngây ngẩn cả người, y chưa thấy qua Hạ Tưởng nhưng đối với sự thay đổi nhân sự vừa rồi của thành phố Thiên Trạch thì y phá lệ mà chú ý. Hạ Tưởng thì trên TV đã từng lộ mặt, liếc mắt một cái y liền nhận ra người đứng ở trước mắt chính là vị thị trưởng mới đến nhậm chức tại thành phố Thiên Trạch Hạ Tưởng. Hai mắt của y đảo quanh mấy vòng, sau đó liền chủ động tiếp cận lại, vẻ mặt cười lấy lòng. Thị trưởng Hạ, xin chào ngài, kẻ hèn tôi là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Khoa học, tên là Trương Vưu. Hạ Tưởng xoay người lại, cẩn thận đánh giá Trương Vưu vài lần. Trương Vưu khoảng chừng 35 tuổi, mũi nhỏ, mắt nhỏ, người vừa nhìn thấy bộ dạng của y thì thấy rất buồn cười, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể phát hiện ra bên trong ánh mắt của y có vẻ giảo hoạt. Lại nhìn thấy bộ dáng gian dảo của y lúc này thì Hạ Tưởng dám khẳng định rằng đây là một người rất láo cá. Hạ Tưởng liền chủ động giơ tay cùng với y bắt tay. Xin chào, rất vui được gặp anh. Hai tay Trương Vưu nắm chặt lấy tay Hạ Tưởng, lắc không ngừng. Thị trưởng Hạ, nhân tiện gặp mặt ở đây xin ngài cho phép tôi được làm chủ. Không đánh nhau không nhận được người thân, hôm nay tôi xin mời ngài ăn cơm. Vừa lúc cũng có hạng mục đầu tư hơn 100 triệu tệ đang muốn xin ngài chỉ thị một chút. Hôm nay không tiện lắm. Hạ Tưởng trực tiếp cự tuyệt lời mời của Trương Vưu, gã Trương Vưu này vừa thấy mặt mình đã đề xuất lời mời không phải là chân thành mời mọc mà là để thể hiện thái độ của y. Hôm nay còn không ít việc để làm, sau này có cơ hội chúng ta ngồi nói chuyện với nhau cũng được. Trương Vưu ngượng ngùng cười. Đã quấy rầy thị trưởng Hạ, xin ngài tiếp tục nói chuyện. Y cũng không nói lời cáo biệt với Lôi Nhất Đại mà vung tay lên, mang theo mấy người bên cạnh mình rồi nghênh ngang rời đi. Tuy rằng Trương Vưu đi khỏi cũng rất nhanh, cũng xem như khá xem trọng mặt mũi của Hạ Tưởng. Nhưng về sau Hạ Tưởng mới biết được Trương Vưu đã thay hắn và Lôi Nhất Đại thanh toán, đã lấy lòng, còn tạo ấn tượng tốt, cũng là một kẻ tinh danh. Lôi Nhất Đại cười ha hả. Vẫn là thị trưởng Hạ lợi hại, có thể trấn áp được cục diện. Ở Thiên Trạch này thì người bình thường không thể nào đè được Trương Vưu. Hạ Tưởng thì ngay cả Nga Ni Trần cũng có thể thu thập được, huống chi đến một Trương Vưu. Trương Vưu có thế lực đến đâu thì cũng không thể so sánh được với một đời kiêu hùng như Nga Ni Trần,
trong toàn tỉnh Yến này có mấy người được như y vậy. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng biết rõ so với khí thế ngút trời của Nga Ni Trần thì Trương Vưu láu cá hơn, thấy gió thổi là buông, càng là người như vậy thì lại càng lươn lẹo. Ngay cả Trần Khiết Văn, tự mình hạn chế và thu mình lại, so với Cổ Hướng Quốc thì lợi hại hơn rất nhiều. Tâm tư của Hạ Tưởng liền động. Chủ tịch Lôi hẹn bạn bè cùng ăn cơm với nhau à? Lôi Nhất Đại hiểu rõ ý tứ của Hạ Tưởng, thuận thế nói theo. Cũng không có việc gì, bạn bè cũng đi rồi, nếu thị trưởng Hạ không chê tôi thì tôi đang muốn cùng ngài uống một hai chén rượu. Một lần nữa trở lại phòng ăn, Vương Lăng không biết đã đi nơi nào chỉ còn lại một mình Dương Uy. Hạ Tưởng không hỏi mà Dương Uy cũng chưa nói, hiển nhiên là đều ngầm hiểu ở trong lòng. Lôi Nhất Đại cũng là người hiểu biết, thấy Hạ Tưởng không tỏ ra kiêng kỵ gì Dương Uy thì biết rằng Dương Uy cũng là người tin được. Hạ Tưởng giới thiệu Dương Uy và Lôi Nhất Đại với nhau, cả hai cùng chào hỏi khách sáo với nhau vài câu rồi một lần nữa ngồi xuống, đề tài câu chuyện trực tiếp rơi vào trên người của Trương Vưu. Lôi Nhất Đại cũng là một người có ý tứ, sau khi một vài ly rượu vào bụng thì mặt lại đỏ lên, cách nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Cũng do là Hạ Tưởng rộng lượng, không đề cập tới chuyện náo loạn lúc trước của ông ta, mà ông ta cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. Nói chuyện hàn huyên vài câu với Dương Uy rồi tự mình đề cập đến chuyện của Trương Vưu. Trương Vưu là người rất tài ba, trước kia là nông dân, sau đó đến huyện làm chủ thầu, quen biết với phó chủ tịch huyện Bao Đại Quang, thường xuyên qua lại đặt mối quan hệ. Sau khi Bao Đại Quang được điều đến thành phố thì gã cũng bỏ huyện mà vào thành, kha, còn công việc kinh doanh thì càng lúc càng làm lớn. Đương nhiên, trong đó cũng có sự dẫn dắt của Bao Đại Quang. Hàng năm Ủy ban Nhân dân thành phố có chi phí duy tu và cải tạo các công sở, kinh phí sử dụng cũng ít nhất mấy triệu tệ, y chỉ cần đứng ở trung gian mà thu lợi nhuận, khoản lời đúng thật là lớn. Hạ Tưởng chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Lôi Nhất Đại tốt xấu gì cũng lăn lộn ở trong quan trường mấy chục năm, tật xấu uống rượu hay say đúng thật đã hại ông ta rất nhiều, nếu không phải việc ông ta sau khi uống rượu sẽ ăn nói lung tung thì bằng với kinh nghiệm lý lịch của ông ta Hạ Tưởng cũng đã nghiên cứu qua lý lịch của người này thì việc đảm nhiệm vị trí thị trưởng là không thành vấn đề. Chỉ có điều hiện tại ông ta vẫn chỉ là chủ tịch mặt trận Tổ quốc, có thể thấy trong vấn đề này đã sáng tỏ việc gì đó. Bao Đại Quang hiện tại là phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, phụ trách phòng hành chính, phòng nhân sự. Phòng hành chính thì có quyền lực không nhỏ, hàng năm Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành duy tu, cải tạo các công trình nhà nước, lại còn có khoản chi tiêu các xe công đều do phòng hành chính phê duyệt xuống, một năm phê duyệt ít nhất cũng có 4 đến 5 triệu. Cơ quan nhà nước từ trước đến nay rất dễ kiếm tiền, nếu quản lý không nghiêm thì chỉ cần nâng tay một cái, trong khoản 4, 5 triệu tệ này thì sợ rằng là phải có tới 1, 2 triệu tệ lợi nhuận. Trưởng phòng hành chính tên là Lý Thanh Bần, tên thì rất nghèo khó nhưng bộ dạng người thì tuyệt không nghèo khó chút nào, mặt mày hồng hào, vẻ mặt phúc hậu. Sở dĩ Hạ Tưởng mới đi làm mấy ngày mà đã nhớ kỹ Lý Thanh Bần là bởi vì then cài cửa sổ văn phòng của hắn bị hỏng, từ Tử Kỳ báo xuống văn phòng, Lý Thanh Bần liền tự mình đi lên chỉ đạo việc sửa chữa, công tác triển khai thật nhanh chóng mà thái độ lại rất cung kính, nhiệt tình. Còn Bao Đại Quang thì thật ra ấn tượng không sâu, còn chưa tiếp xúc gì mấy. Hiện tại Trương Vưu cùng lúc vừa giữ gìn và tu sửa công trình, vừa kinh doanh mấy loại vật liệu xây dựng khác nữa, mở mấy cửa hàng, còn mua mấy ngọn núi hoang. Hiện tại nghe nói gã lại khai thông được với Bùi Nhất Phong, từ nay về sau tất cả các công trình duy tu và cải tạo của Cục Công an cũng do gã làm hết, xem như rất phát đạt. Lôi Nhất Đại lắc đầu, thở dài nói. Ai cũng nói rằng hiện tại Trương Vưu đã là tỷ phú, ở địa phương nghèo như Thiên Thạch mà có triệu phú là đã dọa người rồi. Còn đây lại là tỷ phú, là nhân vật số một của cả thành phố đấy. Tuy nhiên, Trương Vưu cũng có đầu óc, ở bên ngoài thì thể hiện giả nghèo giả khổ, dùng một chiếc xe Cherry khoảng 70-80 ngàn tệ gì đó, ở trong một căn hộ có 2 phòng ngủ, còn tiền thì để cho người khác vay bất kể người đó là kinh doanh cái gì. Đúng thật, cho vay là tốt nhất, không có gì phiêu lưu cả. Hạ Tưởng không kìm nổi phải bật cười, Lôi Nhất Đại cũng gần tới 60 tuổi rồi. Cũng cả đời lăn lộn ở trong chốn quan trường, cũng không có sự tình nào mà chưa gặp qua, thế mà nói tới Trương Vưu thì vẫn lộ ra vẻ mặt tức giận, bất bình, đúng thật như câu nói của người xưa, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đến chết cái nết cũng không chừa. Liên hệ với việc Lôi Nhất Đại náo loạn một hồi trong buổi tiệc chào mừng mình thì Hạ Tưởng ít nhiều hiểu ra cái gì đó. Thành phố Thiên Trạch cho dù có nghèo thì cũng là một thành phố cấp 3,
đối với những người xếp vào dạng phú ông mà nói thì không cần phải nói, mà tỷ phú thì chắc chắn cũng không thể nào ở hàng đơn vị được. Với sự hiểu biết của Hạ Tưởng thì mấy công ty cổ phần tư nhân lớn nổi danh tại thành phố Thiên Trạch này thì những người tham gia cổ đông trong đó có tài sản hơn 100 triệu tệ cũng không phải là con số ít. Hắn cũng hiểu rõ rằng Lôi Nhất Đại mượn cơ hội để phản ánh vấn đề với hắn, ám chỉ việc Trương Vưu dùng tiền để giao dịch với quyền lực, với Bao Đại Quang, Lý Thanh Bần, thậm chí là cả Bùi Nhất Phong nữa, những người này đều có nghi ngờ cấu kết với y. Hạ Tưởng mới đến thành phố Thiên Trạch, quan điểm chấp chính của hắn là bắt cá lớn, thả cá bé. Dù sao hắn cũng là thị trưởng, không có khả năng việc nào cũng tham gia vào, cũng không muốn vì một ít việc nhỏ mà quá mức so đo để phải hao tổn tâm trí. Ở trong bất cứ địa phương nào thì đều tồn tại các nhóm ích lợi, ngay cả việc chi trả cho xe công và duy tu, cải tạo các cơ quan công quyền. Các mưu mẹo trung gian được sử dụng ở đây thì hắn hiểu rất rõ, mà thái độ của Hạ Tưởng cũng rất rõ ràng, là cho phép sự chia sẻ lợi ích trong phạm vi hợp lý, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm nguy hại nhiễu loạn lớn đến nền kinh tế của thành phố là được. Khoản chi phí duy tu, sửa chữa các cơ quan, đoàn thể hàng năm thì Hạ Tưởng không thể mới đến thì đã hỏi thăm liền được. Đầu tiên thì hắn chỉ quản lý siết chặt một vài cái chính, sau đó dần dần chậm rãi thu hẹp các khoản chi, các khoản dự toán, để đối phương biết khó mà lùi, từ đó tiến hành thu tay lại. Đương nhiên, nếu đối phương còn chưa hiểu rõ, vẫn tiếp tục dính vào thì cũng đừng trách hắn tiên lễ, hậu binh. Uống rượu cùng với Lôi Nhất Đại khoảng hơn 1 giờ rồi mới giải tán, từ đầu tới cuối buổi tiệc thì Lôi Nhất Đại không hề đề cập tới chuyện xảy ra ở buổi tiệc chào mừng, Hạ Tưởng lại càng không chủ động đề cập tới. Hắn luôn luôn suy nghĩ về vấn đề của Trương Vưu, trực giác nói cho hắn biết rằng Trương Vưu rất có khả năng là chướng ngại vật đầu tiên mà hắn gặp phải trong quá trình khai triển công tác tại thành phố Thiên Trạch này. Quả nhiên Hạ Tưởng đoán rất đúng, vài ngày sau trên hội nghị ủy ban, vì chuyện của Trương Vưu mà đã xảy ra một cuộc tranh chấp không lớn cũng không nhỏ, lần đầu tiên quyền uy một thị trưởng như hắn bị khiêu chiến một cách ác liệt. Tuy mới đến vài ngày, Hạ Tưởng cũng đã có những hiểu biết bước đầu về tác phong công việc ở thành ủy Thiên Trạch. Có lẽ đúng với một câu, phong thủy nơi nào nuôi dưỡng người nơi đó. Thành phố Lang là nơi giáp giới của 3 địa phương, lòng người bấp bênh, hỗn loạn. Vì vậy các cơ quan thành ủy cũng vậy, nền kinh tế thị trường cũng vậy, đều có một trật tự rối ren và phức tạp, vì vậy mới nuôi dưỡng ra một nhân vật như là Nga Ni Trần, mới có nhân vật tích cực dẫn đầu như là Đồ Quân. Nhưng thành phố Thiên Trạch thì lại hoàn toàn khác, người ở đây còn rất bảo thủ, rất truyền thống, lại vì trong 1 năm thời tiết lạnh kéo dài đến nửa năm. Vì vậy nên tạo thành phong cách làm việc không hề có chút hoang mang của người Thiên Trạch. Vì vậy trong toàn thành phố tràn ngập một loại không khí cổ xưa, bầu không khí làm việc chậm rãi. Theo cách nhìn của Hạ Tưởng, những lãnh đạo lớn nhỏ ở Thiên Trạch rất hiểu biết về con đường làm quan. Bất luận sau lưng họ có như thế nào, nhưng ít nhất trước mặt, họ đều rất khéo léo, vừa biết nói lời hay, còn biết biểu hiện rất cung kính, tuyệt đối không để bạn nhìn ra được một lỗi nhỏ nào. Nhưng họ có thật sự chấp hành mệnh lệnh của bạn hay không, thì lại là một chuyện khác. Cũng bởi vì như vậy, mới làm Hạ Tưởng thay đổi tư tưởng cấp tiến công việc ở thành phố Lang, mà là tiên lễ hậu binh, lấy việc xoa dịu làm chính, chỉ cần quan điểm chính trị của hắn được thực thi triệt để, bên ngoài không có trở ngại gì, thì chuyện nhỏ nhặt cũng có thể không quản. Không cần phải ôm lấy một chuyện nhỏ nhặt không buông, trong lĩnh vực dùng người, cũng có thể khoan dung một chút. Vì hắn cũng biết không thể yêu cầu tất cả cấp dưới đều phải hành động nhất loạt, không được có sai sót. Nước quá trong tất sẽ không có cá. Một bước đệm nhỏ lần trước, Hạ Tưởng cũng không quan tâm, càng không có bất mãn gì đối với Dương Uy. Còn về việc đầu tư của Vương Lăng, hắn bảo Bành Vân Phong sắp xếp một phó trưởng ban thư ký ủy ban ra mặt là được rồi, ngay cả phó thị trưởng cũng không cần phải đụng đến. Dương Uy luôn nhận lỗi với Hạ Tưởng, hắn cũng coi như chấp nhận lời xin lỗi của y. Nhưng cũng nói thêm một câu thích hợp. Lần sau không được tái phạm nữa. Chương 909, biểu hiện, ưu phiền bên trong. Cho dù hắn chấp nhận lời xin lỗi của Dương Uy, lấy tâm thái của một người bạn để tiếp xúc với y, nhưng hắn cũng muốn Dương Uy hiểu một sự thật, bạn bè là bạn bè, quan trường là quan trường, lúc không làm việc hắn có thể cùng Dương Uy nói chuyện phiếm, không chấp nhận những lễ nghĩa trong chốn quan trường, nhưng lúc có người ngoài ở đó, một số quy tắc chốn quan trường, tuyệt đối không thể vượt qua. Không phải Hạ Tưởng làm thị trưởng thì tâm tính cũng thay đổi, mà do thân phận của hắn đã khác rồi, không có cái vẻ của thị trưởng cũng được, nhưng phải có quyền uy của thị trưởng. Làm quan phụ mẫu của 4 triệu dân,
bây giờ hắn không phải đại diện cho một người, mà là toàn bộ thành phố Thiên Trạch. Cấp bậc càng cao, điều cần kiêng kỵ cũng càng nhiều. Nếu còn không kiêng dè cứ nói thoải mái, truyền ra bên ngoài rồi, thì không dễ nghe, khiến cho tỉnh ủy cho rằng anh không có năng lực đảm nhiệm chức vụ thị trưởng. Trong chốn quan trường, điều cần phải đắn đo suy nghĩ, chính là giữ quyền uy và làm cho người khác kính phục chính là điều quan trọng nhất. Còn có một điểm nữa, Hạ Tường biết rất rõ nhậm chức thị trưởng ở thành phố Thiên Trạch là sự rèn luyện để hắn chắc chắn sau này có thể thuận lợi gia nhập được cấp phó bộ hay không. Thị trưởng nắm bắt nền kinh tế, chủ trì tất cả công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, chính là muốn khảo nghiệm năng lực cân bằng trong chính trị và tinh thần khai thác về mặt kinh tế. Làm thế nào để cân bằng được giữa các bí thư và các cấp dưới, thuận lợi mở rộng cục diện chính trị, đồng thời thực hiện quan niệm chấp chính, lại có thành tựu trong việc xây dựng kinh tế, mới là mục đích cơ bản khi hắn đến thành phố Thiên Trạch này. Đương nhiên, nhà họ Ngô cũng vậy, lão Cổ cũng vậy, đều đang âm thầm quan sát tất cả mọi hành động của hắn, sau cùng sẽ đánh giá lại tất cả những hành động hành vi của hắn. Ông cụ Ngô nói rất hay, sẽ giao sản nghiệp nhà họ Ngô vào tay hắn. Nhưng nếu hắn thành công ở thành phố Lang, nhưng lại thất bại ở Thiên Trạch, như vậy đừng nói nhà họ Ngô không hề coi trọng hắn, mà cả thủ tướng cũng sẽ thất vọng với hắn. Một cán bộ không có được thành tích gì ở cương vị thị trưởng, chính là thể hiện cho việc chưa đủ chín chắn về mặt chính trị. Làm thị trưởng thành phố Thiên Trạch không dễ, nhìn bên ngoài thành phố Thiên Trạch hòa hợp yên ấm, công việc cũng sóng yên biển lặng. Từ trước đến nay vẫn luôn có người dựa dẫm vào hắn, cung kính hắn. Ngay cả Trần Khiết Văn cũng tuân thủ nghiêm túc bổn phận của một bí thư, từ trước đến nay, cũng chưa từng có tinh thần chỉ thị gì đối với công tác chính trị, dường như cục diện rất tốt. Nhưng trong lòng Hạ Tường biết rõ, hòa hợp êm thấm chỉ là biểu hiện, đến khi thật sự gặp chuyện mới biết được, lời nói của một thị trưởng như hắn, có được người khác nghe theo hay không, mệnh lệnh của hắn liệu có được thực hiện quán triệt hay không. Bên ngoài thì ai cũng nói những lời dễ nghe, nhưng những người nói mà không làm, thật sự cũng còn rất nhiều. Cũng vì tình hình rất tốt, có rất nhiều nội hàm được giấu giếm dưới vẻ bên ngoài đó. Nên cảm giác sau mấy ngày đến nhậm chức của hắn là, mọi chuyện phát triển quá thuận lợi, ngoài thuận lợi ra, thì không có thu hoạch mang tính chất thực tế nào, khiến người ta có cảm giác rất mông lung không thực tế. Ba ngày sau, với kiến nghị của Phó Thị trưởng Thường trực Dương Kiếm, Hội nghị Thường vụ Chính phủ lần thứ 45 được triệu tập, bàn về vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp của Chính phủ. Thiên Trạch là một thành phố du lịch. Bệnh chung của những thành phố du lịch đều giống nhau, thu nhập bình quân thấp, giá nhà cao. Khâu Nhân Lễ đảm nhiệm chức vụ là bí thư tỉnh Tề, bởi vì là vùng giáp biển, trong tỉnh có đến mười mấy thành phố du lịch. Trong mắt du khách, mỗi thành phố du lịch đều rất sặc sỡ, lúc nào cũng thấy cảnh đẹp, thực tế du lịch quả thật cũng tăng nguồn thu cho du lịch thành phố, nhưng ngược lại, cũng mang đến rất nhiều sự đau đầu và mất cân bằng. Nhất là ngày nay giá nhà lại lên cao. Thành phố du lịch đang trải qua một đợt nhức đầu chưa từng có, gánh nặng giá nhà cao đến nỗi không chịu được. Du lịch quả thực có thể mang lại nguồn lợi cho nền kinh tế địa phương, nhưng cũng khiến rất nhiều nhà kinh doanh nhà đất nhìn thấy cơ hội làm ăn, cho rằng có thể trục lợi, liền bắt đầu cho xây dựng hàng loạt biệt thự lớn, khu nghỉ dưỡng VV. Từ đó dẫn đến giá nhà đất không hợp lý. Hạ Tường đã từng đến một thành phố ven biển rất nổi tiếng của tỉnh Tề, là một thành phố du lịch hàng năm đều tổ chức lễ hội bia. Nếu người ngoài nhìn vào thì cho rằng giàu có, nhưng thực tế thu nhập bình quân hàng năm của người dân nơi này chưa đến 20-30 nghìn tệ, nhưng giá nhà đất lại lên đến hơn 10.000 M2. Giá nhà đất lên còn có thể chấp nhận được, bởi không ít người đã có nhà ở. Nhưng khi du lịch phát triển còn kéo theo vật giá gia tăng, khiến người dân địa phương vô cùng nhức đầu. Rất nhiều người dân ở những thành phố du lịch, chỉ cần có năng lực, mỗi năm vào mùa du lịch đều tìm cách đi nơi khác. Bởi vì chịu không nổi những ồn ào và sự mất an ninh do lượng du khách như thủy triều kéo đến, cộng thêm vật giá không ngừng tăng lên. Mùa hoàng kim về du lịch của Thiên Trạch là mùa thu, bây giờ đang là mùa du lịch, vì vậy giá khách sạn đều tăng gấp đôi. Thu nhập bình quân của người dân Thiên Trạch cũng chỉ khoảng một nửa của thành phố Yến, nhưng giá khách sạn lại cao gấp mấy lần so với thành phố Yến. Giá khách sạn cao cũng chẳng sao, bởi vì người dân cũng không bỏ tiền ở khách sạn, nhưng do gần Bắc Kinh. Tốc độ tăng giá nhanh chóng của nhà đất thành phố Thiên Trạch mấy năm gần đây, đứng hàng đầu trong tỉnh, không kém thành phố Lang là bao. Giá nhà tăng liền khiến người dân bất mãn, Ủy ban Nhân dân thành phố tiền nhiệm không hề có biện pháp tích cực gì trong việc bình ổn giá nhà đất, chỉ có một chính sách an dân duy nhất do chính phủ ban hành,
chuẩn bị xây dựng công trình nhà ở cho người thu nhập thấp. Sau khi Hạ Tưởng đến nhậm chức, công trình nhà ở cho người thu nhập thấp đã lập dự án từ trước đã được chính phủ phê duyệt và bắt đầu khởi công xây dựng, đồng thời thông qua hình thức đấu thầu để xác định nhà thầu. Công ty xây dựng công trình Vĩnh Vượng thành phố Thiên Trạch là một công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần, người đại diện pháp luật là Chu Vĩnh Vượng, nhưng cổ đông lớn nhất là Trương Vưu. Hạ Tưởng sau khi nghe Dương Kiếm báo cáo, liền nói. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp là một việc lợi nước lợi dân, chính sách của Ủy ban Nhân dân thành phố cần có tính kéo dài. Tôi tôn trọng quyết định của chính phủ cấp trên. Hứa Phàm Hoa ho khan một tiếng, trước khi nói chuyện y có một tật xấu, thích ho khan, cũng không biết muốn thanh giọng hay muốn thu hút sự chú ý của người khác, vẻ mặt y rất nghiêm túc. Công ty xây dựng Vĩnh Vượng là một công ty có tinh thần trách nhiệm, nhiều lần đã giải quyết khó khăn cho chính phủ, công trình nhà ở cho người thu nhập thấp lần này họ lại đưa ra giá cả rất hợp lý. Tôi cho rằng, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nên ưu đãi hơn nữa về chính sách cho công ty xây dựng Vĩnh Vượng. Lập trường của Hức Phàm Hoa cũng giống với Trần Khiết Văn, lời nói của y khiến Hạ Tưởng suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ Trương Vưu và Trần Khiết Văn có những lợi ích giống nhau? Không ngờ Dương Kiếm lập tức cũng nói đến chuyện của công ty xây dựng Vĩnh Vượng. Uy tín của công ty xây dựng Vĩnh Vượng rất tốt, rất nhiều lần đều hợp tác vui vẻ với Ủy ban Nhân dân thành phố. Thị trưởng Hạ, nếu cậu không có ý kiến gì, thì quyết định như vậy đi. Dương Kiếm thích ứng rất nhanh với vị trí của Phó Thị trưởng Thường trực, tính tích cực trong công việc rất cao, đánh giá bước đầu của Hạ Tưởng đối với y không tồi. Hạ Tưởng thấy cả Dương Kiếm cũng nói tốt cho Trương Vưu, thầm nghi Trương Vưu quả thật là một người khéo léo. Nga Ni Trần là ăn cả trắng lẫn đen, còn y lại ăn cả thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Lại xem qua những tư liệu về công trình một lần nữa, Hạ Tưởng bây giờ chưa nói gì, thần sắc có vẻ như suy nghĩ. Khoảng một phút sau, Dương Kiếm thấp giọng nhắc nhở một câu. Thị trưởng Hạ, sự kiên nhẫn của Dương Kiếm không phải không bằng Hứa Phàm Hoa, nhưng vì quan hệ giữa y và Trương Vưu khá thân thiết. Hạ Tưởng lại liếc nhìn Dương Kiếm như không có việc gì. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp là việc lớn, cần phải suy nghĩ thận trọng. Lấy phương thức đấu thầu để xác định nhà thầu, cũng là một việc rất công bằng. Nhưng có một điều, không phải nói giá trúng thầu càng thấp càng tốt. Công trình an cư còn có chính phủ trợ cấp, không phải để nhà thầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu để giảm giá thành. Nếu công trình an cư xuất hiện vấn đề về chất lượng, dân chúng không thể an cư, chính phủ sẽ không yên tâm. Hạ Tưởng vừa nói xong, sắc mặt của Dương Kiếm và Hứa Phàm Hoa đều hơi thay đổi, hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng giao lưu ánh mắt. Hứa Phàm Hoa liền nói. Công ty xây dựng Vĩnh Vượng đã thực hiện không ít công trình ở thành phố Thiên Trạch, chất lượng từ trước đến nay vẫn luôn đảm bảo, chưa từng có vấn đề gì, mong thị trưởng yên tâm. Về vấn đề siết chặt chất lượng, tôi và Phó Thị trưởng Dương cũng không dám xem nhẹ. Có ý tứ rồi, trong lòng Hạ Tưởng hơi lung lay. Sự phức tạp trong mối quan hệ giữa người với người ở thành phố Thiên Trạch, vượt qua dự liệu của hắn. Ít nhất giữa Dương Kiếm và Hứa Phàm Hoa, cũng không phải đơn giản là lập trường chính trị đối lập hay bất đồng, mà là dù có chia rẽ cũng có hợp tác. Nói trắng ra, cũng là có cùng lợi ích kinh tế, mới có thể khiến sự chia rẽ tạm thời được đẩy sang một bên, cùng bắt tay hợp tác trong một sự việc nào đó. Hạ Tưởng cười nhạt. Nói như vậy, thực lực của công ty xây dựng Vĩnh Vượng rất hùng hậu. Đúng, đúng. Hứa Phàm Hoa gật đầu. Trong mấy công ty lớn thuộc ngành xây dựng ở thành phố Thiên Trạch, thực lực của công ty Vĩnh Vượng đứng hàng đầu. Dương Kiến cũng phụ họa theo. Những phó thị trưởng khác cũng lần lượt lên tiếng, khẳng định thực lực của công ty xây dựng Vĩnh Vượng. Hạ Tưởng chờ mọi người nói xong, mới chậm rãi nói. Để bảo đảm nhà thầu sẽ xây dựng tốt công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, không ăn bớt nguyên vật liệu, nếu công ty xây dựng Vĩnh Vượng đã có thực lực hùng hậu, tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Nghĩ rằng Hạ Tưởng đã gật đầu đồng ý. Dương Kiếm thậm chí còn vui mừng ra mặt, không ngờ ngừng lại một lúc, Hạ Tưởng lại nói thêm một câu, khiến Dương Kiếm sững sờ tại chỗ. Chỉ có một điều kiện, công ty xây dựng Vĩnh Vượng phải đặt cọc trước 30%. Lúc Dương Kiếm đang ngạc nhiên, Hứa Phàm Hoa đã kịp lên tiếng phản đối. Thiên Trạch có một quy luật bất thành văn, đều là đặt cọc trước 10%, 30% là quá nhiều, đặc biệt là công trình nhà ở cho người thu nhập thấp của chính phủ, nếu ứng ra 30%. Sẽ khiến nhà thầu chùn bước. Nếu công ty xây dựng Vĩnh Vượng không đồng ý, lẽ nào lại đi tìm nhà thầu khác? Quy định là chết,
nhưng sự việc lại sống. Nếu công trình nhà ở cho người thu nhập thấp xảy ra vấn đề chất lượng gì, thì chính phủ mới mất mặt. Nếu như truy cứu trách nhiệm, điều tra đến ai, thì người đó cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này. Hạ Tưởng vẫn bình tĩnh nói. Nếu thực lực của công ty Vĩnh Vượng đã vững mạnh như vậy, thì đặt cọc 30% cũng không phải vấn đề lớn. Dương Kiếm đã lấy lại tinh thần, cũng kiên quyết phản đối. Thị trường Hạ, cậu không biết tình hình thị trường xây dựng của Thiên Trạch, đều là đặt cọc 10%, sau đó 10% đó vẫn giữ lại không trả cho bên thi công, sau cùng trở thành tài khoản sung công. Nếu là 30%, sẽ khiến nhà thầu lo lắng liệu có thể kiếm được lợi nhuận hay không. Nếu không phải Hạ Tưởng đã được nghe Lôi Nhất Đại nói trước về việc Trương Vưu, và trước đó cũng đã từng gặp Trương Vưu, hắn cũng không kiên trì việc đặt cọc. Hắn cứ kiên trì việc đặt cọc không nhân nhượng, là do hắn biết rõ thật ra ngành xây dựng bình thường cũng có lợi nhuận trên 30%, nếu trừ tiền đặt cọc 30%, có thể tránh được việc nhà thầu vì muốn nâng cao lợi nhuận mà bất chấp mọi thủ đoạn để giảm giá thành công trình. Suy nghĩ sâu hơn là, hắn muốn thử xem Trương Vưu có thật sự có thực lực để xây dựng công trình nhà ở thu nhập thấp hay không. Nếu tiền dùng để trùng tu hay cải tạo trong các cơ quan chính phủ, hắn có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng nếu dùng cho công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, tuyệt đối không được. Cũng không thể để Trương Vưu toàn quyền diễn trò, chỉ đặt cọc 10%, sau đó lại lợi dụng tín dụng cho vay để thi công, sau cùng lại lợi dụng tiền của ngân hàng để lấy tiền của chính phủ. Như vậy rủi ro bằng không, hoàn toàn là một trò chơi quyền và tiền, cũng là không công bằng với những nhà thầu khác. Kinh tế Thiên Trạch vốn dĩ không phát đạt, nếu giao dịch quyền và tiền còn ảnh hưởng đến dân chúng nữa, thì muốn thi hành quan niệm chấp chính của hắn ở Thiên Trạch, muốn nâng cao nền kinh tế, cũng chỉ là nói suông. Hạ Tưởng chính là muốn bất cứ giao dịch quyền và tiền nào cũng không thể ảnh hưởng đến dân chúng trong thành phố mới là điều tiên quyết, nếu vượt qua điều đó, hắn sẽ ra tay ngăn cản. Bất cứ đầu tư nào cũng có nguy hiểm, trên đời không hề có hạng mục đầu tư nào có thể đảm bảo 100% kiếm được tiền. Nếu công ty Vĩnh Vượng không chấp nhận khoản đặt cọc 30%, chứng tỏ thực lực của họ không đủ mạnh. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp nhất định phải giao cho công ty có thực lực để xây dựng, kế hoạch trăm năm, chất lượng đi đầu, không thể qua loa được. Giọng điệu của Hạ Tưởng nghiêm túc hơn nhiều, ánh mắt lướt qua mặt các vị phó thị trưởng đang ngồi ở đó. Nếu công ty xây dựng ở Thiên Trạch không đủ thực lực, không sao, công ty xây dựng lớn ở Bắc Kinh và thành phố Yến rất nhiều. Nụ cười trên mặt Dương Kiếm biến mất, trở nên xanh mét. Tôi xin giữ lại ý kiến. Hứa Phàm Hoa còn trực tiếp hơn Dương Kiếm. Tôi không tán thành đề nghị của thị trưởng Hạ, hơn nữa bí thư Trần cũng đã có chỉ thị, công trình nhà ở cho người thu nhập thấp ở thành phố Thiên Trạch, nên để công ty xây dựng ở Thiên Trạch làm. Cũng chính là chiếu cố đến sự phát triển của các công ty trong thành phố. Một Trương Vưu, khiến cho Dương Kiếm vốn dĩ dựa dẫm vào hắn cũng phản bội, khiến cho Hứa Phàm Hoa cũng không nhường bước, còn lấy Trần Khiết Văn ra, được thôi, quả nhiên lợi ích kinh tế quyết định lập trường chính trị. Trương Vưu có thủ đoạn, có ba nhân vật quan trọng ở bộ máy lãnh đạo thành phố Thiên Trạch nói giúp cho y, trong đó còn có bí thư thành ủy, xem ra, rất biết lấy lòng người. Nếu Hứa Phàm Hoa đã lấy Trần Khiết Văn ra để nói, Hạ Tưởng liền thuận nước đẩy thuyền. Vậy được, nếu bí thư Trần cũng quan tâm đến công trình này, tôi sẽ tìm thời gian báo cáo với bà ấy, rồi suy nghĩ lại, để thống nhất ý kiến. Hứa Phàm Hoa và Dương Kiếm ngơ ngác nhìn nhau, Hạ Tưởng lui để tiến, trực tiếp hoãn lại tranh luận, nghiên cứu, thì không biết nghiên cứu đến khi nào, sắc mặt cả hai người đều không tốt lắm. Không tốt cũng không còn cách nào khác. Lời của thị trưởng Hạ đã nói xong, họ có nói gì nữa cũng không có ích gì. Vừa tan họp, Hứa Phàm Hoa liền đi thẳng đến phòng Trần Khiết Văn, đương nhiên là đi báo cáo công việc. Dương Kiếm quay về văn phòng, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, rút một điếu thuốc ra hút, rồi vẫn quyết định đi nói chuyện với Hạ Tưởng. Vào văn phòng Hạ Tưởng, lại bị Từ Tử Kỳ chắn ngoài cửa, Từ Tử Kỳ rất khách khí nói. Phó thị trưởng Dương, thị trưởng Hạ đang bận. Lát nữa tôi xin chỉ thị ngài ấy, rồi thông báo cho ông sau. Dương Kiếm liền hỏi thêm một câu. Ai đang báo cáo công việc với thị trưởng Hạ vậy? Từ Tử Kỳ do dự một lúc, cũng không biết do kinh nghiệm không đủ, hay vẫn cố ý tiết lộ ra. Thị trưởng Lý. Lý Hiểu Mẫn chính là phó thị trưởng xếp hạng thứ 3 trong bộ máy chính phủ, gần với y và Hứa Phàm Hoa, hơn nữa Lý Hiểu Mẫn cũng còn trẻ tuổi, năm nay mới chỉ 35 tuổi. Quan hệ của Lý Hiểu Mẫn và thị trưởng Mao tiền nhiệm không tồi,
quan hệ với bí thư Trần thì bình thường, cũng không có qua lại gì với y. Dù sao trước kia y cũng là trưởng ban thư ký thành ủy, xuất hiện trong bộ máy chính phủ cũng không nhiều lắm, nên cho dù bây giờ y là phó thị trưởng thường trực, nhưng còn chưa thân thiết lắm với các phó thị trưởng khác, nên cùng đứng trên một chiến tuyến khởi đầu với Hạ Tường. Nhưng Hứa Phàm Hoa lại có thể coi là một người lão thành trong bộ máy này. Lý Hiểu Mẫn báo cáo gì với Hạ Tường? Dương Kiếm buồn bực thì buồn bực, cũng không tiện hỏi thẳng Từ Tử Kỳ. Gã cũng khá khâm phục việc Hạ Tường chọn Từ Tử Kỳ làm thư ký, bởi vì ở văn phòng ủy ban nhân dân cũng không có nhiều người quen biết, hầu như không hề có bạn bè thân nào, liền có vẻ hơi khác người. Nhưng cũng vì như vậy, thị trưởng Hạ mới yên tâm sử dụng, nếu không tìm một thư ký có rất nhiều bạn bè, cũng như sắp xếp một cái loa bên cạnh mình, nhất cử nhất động đều bị người khác biết rõ ràng. Đừng nói Dương Kiếm không biết Lý Hiểu Mẫn báo cáo gì với Hạ Tường, ngay cả Hạ Tường lúc thấy Lý Hiểu Mẫn bước vào báo cáo, cũng rất kinh ngạc. Nếu nghiêm khắc mà nói, Lý Hiểu Mẫn là người của nhà họ Phó, trên con đường làm quan của y, có hai lần đề bạt mang tính mấu chốt, phía sau đều có bàn tay một người, chính là nhà họ Phó. Nhưng những người khác đều không biết ai là người đứng phía sau Lý Hiểu Mẫn, có nhiều người còn cảm thấy ngạc nhiên đối với việc y còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành phó giám đốc sở. Hạ Tường kinh ngạc không phải vì Lý Hiểu Mẫn lên chức, mà vì Lý Hiểu Mẫn báo cáo công việc, lại có liên quan đến Trương Vưu, trở thành chìa khóa đầu tiên mở ra những mối quan hệ ở thành phố Thiên Trạch. Hạ Tường có thể biết được bối cảnh của Lý Huệ Mẫn, cũng là do Phó Tiên Tiên vô thức để lộ ra. Nguyên nhân là có một lần trò chuyện, Hạ Tường giống như nói giỡn nói rằng trong số những phó thị trưởng có một người tên là Lý Hiểu Mẫn, không biết còn nghĩ là nữ, thực ra lại là một đấng nam nhi. Phó Tiên Tiên liền ngạc nhiên, nói là cô từng nghe Phó Tiên Phong nhắc đến Lý Huệ Mẫn, còn nói Lý Huệ Mẫn từ cấp phòng đến phó cục trưởng, từ cục trưởng đến phó giám đốc sở, đều do nhà họ Phó ra mặt thúc đẩy. Có Phó Tiên Tiên, có rất nhiều bí mật của nhà họ Phó không còn là bí mật của Hạ Tường nữa. Nếu Phó Tiên Tiên biết được, chắc chắn sẽ rất buồn. Thị trưởng Hạ, chi phí trùng tu hàng năm của Ủy ban Nhân dân thành phố cao đến mức kinh ngạc, tôi cảm thấy trong đó chắc chắn có âm mưu gì, nhất định phải nghiêm túc khống chế một chút. Hơn nữa hàng năm đều do Trương Vưu tiếp nhận công trình, khó tránh khỏi người khác nảy sinh cách nghĩ đó là cuộc giao dịch tiền quyền. Chương 910, việc nhỏ, đại cục. Trong quan trường, không dễ dàng nói ra tên một người, Lý Hiểu Mẫn trực tiếp nói thẳng tên Trương Vưu, hiển nhiên, y có gì bất mãn với Trương Vưu, đến mức không thể dễ dàng nhẫn nhịn. Còn có một điều cũng khiến Hạ Tường buồn bực, Bao Đại Quang thuộc phòng hành chính lại là đối thủ của Phó trưởng ban thư ký Lý Hiểu Mẫn. Nếu xem xét thật kỹ, ngay cả hắn cũng không thể gánh vác nổi trách nhiệm này, Lý Hiểu Mẫn như vậy là có tính toán gì? Hạ Tường giật mình thứ nhất vì Lý Hiểu Mẫn trực tiếp nhắc đến những mưu mẹo của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc xây dựng tu bổ, thứ hai không hiểu dụng ý đích thực của Lý Hiểu Mẫn. Nếu y không phải người của nhà họ Phó, hắn sẽ cho rằng y đến để dựa dẫm, nhưng vì y là người nhà họ Phó, nên khó tránh khỏi Hạ Tường lại suy đoán nhiều hơn. Tình hình cụ thể tôi vẫn chưa biết. Hạ Tường qua loa, nếu không phải Lôi Nhất Đại sau khi uống rượu nên mới nói thật, thì hắn quả thật không biết nội tình. Hiểu Mẫn, anh nói rõ thử xem. Lý Hiểu Mẫn không cho rằng Hạ Tường nói dối, thị trưởng Hạ cũng mới chỉ đến đây khoảng một tuần, sao có thể biết được những chuyện của Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Trạch, trong những chuyện trước đây, lại có những mối quan hệ nhập nhằng khó tháo gỡ. Mặc dù y bị một người ngồi đối diện kém y đến vài tuổi Hạ Tường gọi thân thiết bằng tên Hiểu Mẫn, hơi có chút không phù hợp, nhưng cũng thật sự phù hợp với giọng điệu của cấp trên đối với cấp dưới. Y cũng không thể yêu cầu thị trưởng Hạ gọi y một cách tôn trọng thị trưởng Lý. Thật ra y cũng biết rất rõ, thị trưởng Hạ gọi y là Hiểu Mẫn cũng đã là một cách gọi khá thân mật, gọi y là thị trưởng Lý ngược lại cảm thấy xa cách. Ủy ban Nhân dân thành phố tuy cũ kỹ biến chất rồi, tuy nhiên phần lớn cũng còn có thể sử dụng bình thường. Nhưng hàng năm phòng hành chính vẫn báo cáo lên chính phủ số tiền trùng tu lên đến hơn 4 triệu tệ. Tiền bỏ ra không ít, nhưng những chỗ hỏng vẫn còn đó, những chỗ chưa hỏng hàng năm vẫn báo lên để trùng tu, nhưng vẫn không thấy trùng tu đâu, chỉ thấy tiêu tiền, năm nào cũng vậy. Hơn nữa còn tồn tại hiện tượng nhân viên ăn xén, những con ông cháu cha của những cán bộ lớn không đi làm nhưng vẫn lấy tiền lương đâu đâu cũng thấy, những chi tiêu không xác định hàng năm cũng lên đến 2 triệu tệ. Đều là số tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, đều bị chi tiêu vô ích như vậy, thật khiến người ta đau xót. Lý Hiểu Mẫn tức giận.
Tôi cũng đã nhiều lần phản ánh tình hình này với thị trưởng Mao, nhưng ông ta lúc nào cũng cho qua lệ, nói sẽ giảm bớt chi tiêu, năm nào cũng nói, nhưng năm nào cũng tăng. Điều nực cười nhất là toàn bộ trụ sở thành ủy có một cái thang máy, còn cử một người ngồi trông thang máy, họ làm gì suốt cả ngày chứ? 7 giờ sáng đi làm, cầm chìa khóa bấm một cái, mở thang máy. 11 giờ đêm lại đi làm, lại bấm một cái, đóng thang máy. Thời gian làm việc hàng ngày còn chưa đến một phút, một tháng cũng mất 1.500 tệ. Hạ Tưởng thấy Lý Hiểu Mẫn nói với vẻ dõng dạc, vẻ mặt phẫn nộ, thì mặt không có biểu hiện gì. Không phải nói những chuyện đầu thừa đuôi thẹo bên trong Ủy ban Nhân dân thành phố hắn không hề biết gì, ít nhiều cũng biết một chút. Cũng không phải nói hắn thờ ơ với tất cả những việc đó, chỉ vì hắn là thị trưởng, nên không thể chỉ có một chuyện nhỏ nhặt cũng phải tự mình chỉ thị. Càng không phải hắn không quan tâm đến sự tức giận của Lý Hiểu Mẫn. Vừa đến Thiên Trạch, hắn đã đảm nhiệm chức vụ thị trưởng quan trọng này, để phòng tránh việc bị người khác dụng tâm lợi dụng, trở thành điểm khiêu khích về lợi ích cho người khác, hắn cần phải xử sự thật cẩn trọng, cẩn thận quan sát, sau đó mới quyết định. Nhân viên trực thang máy, là người nhà của ai? Vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Tưởng khiến Lý Hiểu Mẫn không khỏi thất vọng, cho rằng Hạ Tưởng đã bị giới quan trường đào tạo đến nỗi trở thành một người quan liêu. Nhìn việc là cũng không màng quan tâm, trong mắt chỉ thấy đại sự, đối với những chuyện nhỏ nhặt phía sau cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, không thèm truy cứu. Không ngờ thị trưởng Hạ vừa mở miệng đã hỏi ngay đến điểm mấu chốt của sự việc, khiến Lý Hiểu Mẫn mừng rỡ, lập tức nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt khác. Lãnh đạo vẫn là lãnh đạo, góc nhìn vấn đề rất chuẩn xác, cũng rất nhanh nhạy, vừa nhìn đã phát hiện điểm mấu chốt. Bà ta họ Mã, còn gọi là chị Mã, là em vợ của Bao Đại Quang. Bao Đại Quang, năm này đã 50 mấy rồi. Hạ Tưởng không tiếp lời, đột nhiên hỏi đến một khía cạnh khác. 58, sắp về hưu rồi. Mắt Lý Hiểu Mẫn sáng lên, Hạ Tưởng thật lợi hại, đừng thấy tuổi còn trẻ, trong mỗi câu nói đều rất hàm xúc. Lý Thanh Bần hình như mới ngoài 40. Vâng, 42 tuổi. Lý Hiểu Mẫn quan sát vẻ mặt Hạ Tưởng, muốn nhìn thấy sự dao động về cảm xúc của Hạ Tưởng. Nhưng đáng tiếc y lại thất vọng, từ đầu đến cuối sắc mặt thị trưởng Hạ như một ao nước, không hề gợn sóng, mặt nước phẳng như gương. Huệ Mẫn, chuyện này anh phát hiện được bao lâu rồi? Hạ Tưởng lại hỏi. Hơn một năm rồi. Lời vừa nói ra, Lý Hiểu Mẫn liền biết đã bị Hạ Tưởng chụp mũ rồi, liền vội giải thích. Tôi quả thật là phó thị trưởng chủ quản của Bao Đại Quang. Nhưng nếu có chuyện gì thì Bao Đại Quang hoặc báo cáo với thị trưởng An, hoặc sẽ báo cáo với Bí Thư Trần, tôi cũng không còn cách nào khác. Không có cách nào khác có nghĩa là y làm người đứng giữa, công việc của y vừa không được Bí Thư Thành ủy giúp đỡ, cũng không được Phó Thị trưởng Thường trực ủng hộ, quả thật bất đắc dĩ. Thông thường, cho dù là Phó Thị trưởng chủ quản cũng không có quyền uy gì, Phó trưởng Ban Thư ký cũng sẽ không báo cáo công việc vượt cấp. Bởi vì những lãnh đạo cấp trên cũng không thích những cấp dưới báo cáo công việc vượt cấp, sẽ cho rằng anh không coi người lãnh đạo trực tiếp ra gì, không hiểu biết quy củ. Đương nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ, nếu như quả thật cấp dưới và người lãnh đạo cấp trên bất hòa với nhau, nhưng lại có quan hệ rất tốt với cấp trên của cấp trên, thì có thể việc gì cũng sẽ qua mặt cấp trên trực tiếp để báo cáo vượt cấp. Nghe nói quan hệ của anh và thị trưởng Mao cũng ổn. Hạ Tưởng sẽ không dễ dàng tin Lý Hiểu Mẫn. Y đến để hợp tác hay đến để châm ngòi ly gián, còn cần phải quan sát mới có thể rút ra kết luận. Thị trưởng Mao là người hiền lành, lão không thích quản việc. Gộp mấy việc lại, Lý Hiểu Mẫn phát hiện thị trưởng Hạ còn bình tĩnh và biết suy nghĩ hơn trong tưởng tượng của y nhiều. Y vốn nghĩ Hạ Tưởng thứ nhất là người trẻ tuổi, thứ hai nghe nói thị trưởng Hạ lúc còn ở thành phố Lang rất kích động và sôi nổi, sau khi đến Thiên Trạch, cũng có thể ghét những chuyện xấu như kẻ thù. Nghe nói phía dưới có những chuyện bất hợp pháp như những cuộc giao dịch tiền và quyền, chắc chắn sẽ vỗ bàn đứng lên. Không ngờ, thị trưởng Hạ không hề có biểu hiện gì, hơn nữa còn tìm hiểu rất kỹ những việc về y, khiến y cảm thấy kinh ngạc, không khỏi nói chuyện cẩn thận hơn. Lúc thị trưởng Mao làm thị trưởng cũng đã hơn 50 tuổi, chỉ dự định làm một nhiệm kỳ rồi thôi, lại thêm lão là một người tốt tính, chuyện gì cũng buông tay, thực tế trong bộ máy chính phủ, chỉ do thị trưởng An quyết định là được. An Hưng Nghĩa, Hạ Tưởng hơi nhíu mày. Hắn cũng không phải ác ý đối với việc đối nhân xử thế của An Hưng Nghĩa, hơn nữa An Hưng Nghĩa lạm dụng quyền lực hay bản thân lão không tốt, cũng không có liên quan gì đến hắn. Mặc dù An Hưng Nghĩa là người mà Tống Triệu Đô chú ý,
nhưng không phải nói là ánh mắt nhìn người của Tống Triều Đô rất chính xác. Cái khiến hắn bất mãn là, Lý Hiểu Mẫn càng nói càng xa, càng đề cập đến nhiều người, vòng tròn mở ra quá lớn rồi, bắt đầu hiểm nghi đến một người khôn vặt. Bởi cho đến bây giờ, Lý Hiểu Mẫn vẫn chưa thực sự nói rõ ý đồ của mình. Ánh mắt Hạ Tưởng quét qua bả vai Lý Hiểu Mẫn, nhìn về phía sau lưng y. Lý Hiểu Mẫn liền hiểu rằng Hạ Tưởng đã mất kiên nhẫn, trên bức tường phía sau lưng y treo một chiếc đồng hồ Thạch Anh. Lúc báo cáo công việc với cấp trên, nếu lãnh đạo cố ý nhìn đồng hồ, chứng tỏ đã hết kiên nhẫn với anh. Hoặc là công việc mà anh báo cáo lãnh đạo không có hứng thú, hoặc là có chỗ nào đó anh làm sai rồi, khiến cho lãnh đạo mất hứng. Thị trưởng Hạ. Lý Hiểu Mẫn biết đã đến lúc Hạ quyết tâm, nói ra ý đồ thật sự của mình. Đợi đến lúc Hạ Tưởng đuổi y đi, thì y sẽ không còn có cơ hội nữa. Tôi muốn bắt tay chấn chỉnh những điều không tốt ở phòng hành chính, hy vọng cấp trên có thể ủng hộ công việc của tôi. Là muốn dưới sự ủng hộ của hắn để thụ quyền. Thật ra Hạ Tưởng cũng đoán được ý đồ của Lý Hiểu Mẫn khi đến đây, nhưng hắn không chỉ điểm ra, mà chờ Lý Hiểu Mẫn tự mình nói ra. Lý Hiểu Mẫn muốn nhận quyền, làm một phó thị trưởng chủ quản, yêu cầu hợp tình hợp lý, về Lý Hạ Tưởng nên ủng hộ. Còn có một điểm, trong quá trình Lý Hiểu Mẫn nhận quyền, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều người, một trong số đó chính là Trương Vưu. Hơn nữa sau lưng Trương Vưu, liên lụy đến một chuỗi người nữa. Đặc biệt trong trường hợp bộ máy chính phủ vẫn chưa có ý kiến thống nhất trong việc xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, lại đụng tới lợi ích của Trương Vưu trong việc trùng tu các hạng mục của Ủy ban Nhân dân thành phố, hơn nữa còn là một khâu đột phá không tồi. Sự khác nhau giữa thị trưởng và phó thị trưởng thường trực vẫn là rất lớn. Cho dù là một phó thị trưởng đứng đầu, cũng chỉ là một chức phó, thị trưởng mới là người đứng đầu trong bộ máy chính phủ, đồng thời có quyền quyết định, đương nhiên cũng có nhiều người muốn dựa dẫm. Nhưng chủ yếu vẫn là, có rất nhiều chuyện không cần tự mình làm, chỉ cần ám chỉ hoặc nói bóng gió gì đó, thì phía dưới sẽ có rất nhiều người hiểu dụng ý của lãnh đạo. Hạ Tưởng còn chưa biết rõ về độ mẫn cảm chính trị của Lý Hiểu Mẫn, nên cũng muốn thăm dò một chút. Làn sóng bất chính nhất định phải ngăn chặn, Hiểu Mẫn, phòng hành chính vốn dĩ thuộc phạm vi quản lý của anh, nên làm như thế nào thì anh đều có quyền. Chỉ điểm một chút như vậy, liền đột nhiên hỏi một câu. Chị Mã mấy giờ đi làm? Rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, Lý Hiểu Mẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Thứ nhất thị trưởng Hạ không tỏ rõ thái độ ủng hộ y, khiến y vô cùng thất vọng. Thứ hai đột nhiên lại chuyển đề tài, hỏi giờ đi làm của chị Mã, rốt cuộc là có ý gì? Y nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần và kết luận, lãnh đạo hỏi chắc chắn không có câu nào là thừa, nhưng lại không hiểu nổi ý đồ của lãnh đạo, thì đừng nghĩ đến việc lãnh đạo sẽ ủng hộ công việc của anh. Y quay trở lại văn phòng. Nghĩ nửa ngày cũng không hiểu nổi, suýt chút nữa đầu cũng nổ tung. Càng nghĩ không rõ, trong lòng lại càng không thoải mái. Thị trưởng Hạ thật lợi hại, nhỏ hơn y vài tuổi, đã rất am hiểu chốn quan trường rồi, một lần gặp mặt đã khiến y thất bại thảm hại. Y còn nghĩ muốn mượn tay Hạ Tưởng để có được lợi ích tốt nhất, không ngờ lại bị Hạ Tưởng đùa giỡn một phen. Trước tiên là gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong báo cáo một chút về tiến triển công việc của Hạ Tưởng ở Thiên Trạch. Phó Tiên Phong cũng không có chỉ thị gì, chỉ nhạt nhẽo ử mấy tiếng, rồi cúp máy. Sau đó đột nhiên Lý Hiểu Mẫn lại nhớ đến Bành Vân Phong, chuyện san bằng sân lần trước, Bành Vân Phong làm rất tốt đẹp, chắc chắn gã có thể đoán được lời của thị trưởng Hạ nói. Lý Hiểu Mẫn bước khoan thai đến phòng làm việc của Bành Vân Phong, đầu tiên là giả vờ hỏi về công việc, nói chuyện mấy câu, y liền nhắc đến chuyện giờ làm việc của chị Mã giữ thang máy. Bành Vân Phong là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân kiêm tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân, quan hệ giữa gã và Lý Hiểu Mẫn cũng tốt, chỉ nghe vài câu, đã đoán được dụng ý của Lý Hiểu Mẫn, liền cười nói. Mỗi ngày làm việc một phút, tiền lương là 1.500 tệ, còn cao hơn so với tiền lương của tôi nữa. Lúc bình thường chắc chắn không thấy người đâu rồi, cũng không biết có còn ở trụ sở thành ủy hay không. Cũng thật là, trụ sở thành ủy chỉ có một thang máy, người đi cũng ít. Chỉ có bí thư Trần và thị trưởng Hạ thường đi lên lầu ủy viên thường vụ, nhưng cũng thường đi thang bộ hơn. Lợi ích quá thấp, cũng đã mấy năm rồi, vẫn giống như mới vậy, lại thêm năm nào cũng trùng tu, cho đến nay cũng không có gì trục trặc. Mắt Lý Hiểu Mẫn sáng rực lên, vui vẻ ra mặt vỗ vỗ vai Bành Vân Phong. Vân Phong, nói ra chúng ta còn là đồng hương, tối nay, tôi mời anh uống rượu. Bành Vân Phong liền khách sáo. Sao lại có thể không biết xấu hổ để anh mời? Khách sáo quá, không.
không cần đâu. Không thể được, nhất định phải ngồi cùng nhau một lúc. Nếu không, chính là không nể mặt đồng hương. Không nhắc đến chức vụ, chỉ nói đến đồng hương, Lý Hiểu Mẫn đánh chiêu bài tình thân. Bành Vân Phong liền đồng ý. Nhất định phải nể mặt thị trưởng Lý rồi. Rượu của thị trưởng Lý, cũng nhất định phải uống. Chuyện đồng hương, không thể chối từ được. Lý Hiểu Mẫn cười ha ha, trong lòng nghĩ từ trước đến nay không ngờ Bành Vân Phong lại hiểu chuyện như vậy, lại biết suy nghĩ như vậy. Thị trưởng Hạ vừa đến, đầu óc chính trị của gã dường như được nâng cao lên không ít. Lẽ nào do gần mực thì đen gần đèn thì sáng, đi theo thị trưởng Hạ, trình độ chính trị cũng có thể tăng. Chiều ngày hôm sau vừa hết giờ làm, Hạ Tưởng cùng với Bành Vân Phong, Từ Tử Kỳ, đi dạo trong tòa nhà thành ủy, cũng để tăng thêm hiểu biết. Vô tình liền đi đến tòa nhà ủy viên thường vụ cũng không phải Hạ Tưởng cố ý đi đến đây, mà do Bành Vân Phong vô ý dẫn đường. Phần lớn các kiến trúc của tòa nhà thành ủy đều được xây dựng vào những năm 90, chỉ có tòa nhà ủy viên thường vụ là mới xây, hơn nữa còn lắp thêm một thang máy. Nhưng cũng không biết vì sao, sau khi tòa nhà ủy viên thường vụ được xây dựng, chỉ mở một lần hội nghị thường vụ rồi bỏ đó không dùng đến nữa. Có người nói Bí Thư Trần không thích tòa nhà ủy viên thường vụ, cho rằng phong thủy không tốt, đi vào đó liền cảm thấy đau đầu. Kết quả là sau này tất cả các hội nghị thường vụ đều họp ở tòa nhà cũ, mấy triệu tệ đầu tư để xây một tòa nhà, liền bỏ không suốt hơn 2 năm. Còn nghe nói có một vị trưởng phòng thành ủy từng đề nghị cải tạo tòa nhà ủy viên thường vụ thành phòng làm việc, giải quyết tình hình văn phòng làm việc ngày càng căng thẳng của tòa nhà thành ủy. Ai ngờ ý kiến vừa mới được nêu ra, người đó bị điều từ một cơ quan quan trọng đến bộ phận dưỡng lão nhàn hạ, từ đó không còn ai dám đưa ra đề nghị gì về tòa nhà ủy viên thường vụ nữa. Tòa nhà ủy viên thường vụ là tòa nhà mới nhất trong những tòa nhà thành ủy, cũng là tâm bệnh của tất cả mọi người ở Thiên Trạch. Ba người bọn Hạ Tưởng đi đến tòa nhà ủy viên thường vụ, vào thang máy vừa lên đến tầng 3, đột nhiên bị hỏng, không lên không xuống mà đứng im ở đó. Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong liền nóng nảy, vội vàng gọi điện cho phòng hành chính. Lý Thanh Bần đang họp, đang bàn đến chuyện tiết kiệm chi tiêu, thật sự không thể cắt giảm nhân viên hay chi tiêu nữa. Đang nói đến đoạn cao hứng, đột nhiên điện thoại reo, lão ghét nhất là bị người khác làm phiền lúc đang ở trong phòng họp. Liền cầm điện thoại nhìn một cái, không quen, liền không nghe. Nhưng không nghe, điện thoại lại reo, gã bực tức. Alo, ai vậy, đang họp, đợi lát nữa hắn gọi. Trưởng phòng Lý, tôi là Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ vừa mới nhậm chức thư ký của Hạ Tưởng, số điện thoại của y nhiều người vẫn chưa biết. Giọng nói của y không kiêu ngạo không nịnh nọt, thực tế làm thư ký cho một nhân vật đứng hàng thứ hai. Y hoàn toàn có tư cách dùng giọng điệu người trên kẻ dưới để nói chuyện với Lý Thanh Bần. Tuy rằng y mới là phó phòng, nhưng Lý Thanh Bần tuy là trưởng phòng, nhưng trên thực tế quyền lực cũng rất thấp. Thị trưởng Hạ bị nhốt bên trong thang máy ở tòa nhà ủy viên thường vụ, mau cho người đến đi. Trước tiên Lý Thanh Bần sửng sốt, không thể được, thang máy ở tòa nhà ủy viên thường vụ suốt năm cũng không dùng được mấy lần, sao có thể hỏng được. Sau đó đột nhiên ý thức được điều gì, liền than thầm. Chuyện không hay rồi. Lão không kịp dặn dò gì, liền kêu nhân viên bảo trì, vội vội vàng vàng chạy đến tòa nhà ủy viên thường vụ, chạy đến nửa đường dường như lại nghĩ ra điều gì đó, lại gọi điện thoại cho Bao Đại Quang. Lúc Lý Thanh Bần chạy đến tòa nhà ủy viên thường vụ, thị trưởng Hạ đã thoát khỏi đó, lão vội vàng nhận lỗi với thị trưởng Hạ. Trước tiên tự phê bình, thị trưởng Hạ cũng sẽ không nổi nóng nữa, chỉ tùy ý hỏi một câu. Chẳng phải có người phụ trách quản lý thang máy sao? Sau đó nhìn đồng hồ, quay người đi. Từ Tử Kỳ liền đi theo Hạ Tưởng, còn Bành Vân Phong nán lại, nghiêm chỉnh phê bình Lý Thanh Bần một lúc. Lý Thanh Bần khó lòng giải bày, trong lòng liền than thầm thang máy sao sớm không hỏng muộn không hỏng, lại hỏng ngay lúc thị trưởng Hạ đang đi. Thật xui xẻo. Nhưng chuyện xui xẻo còn ở phía sau. Nghe tin này Phó Thị trưởng Lý Hiểu Mẫn liền đến hiện trường. Sau khi biết được sự việc liền giận tím mặt, lập tức đuổi việc chị Mã, đồng thời trùng tu thang máy thêm một lần nữa. Bây giờ lãnh đạo chỉ bị nhốt bên trong mấy phút, nhưng lần sau nếu kẹt phải chân lãnh đạo thì làm thế nào? Hừ, ai gánh nổi trách nhiệm này? Phải đứng trên lập trường chính trị thật cao để nhìn nhận vấn đề. Lão Lý, nếu thị trưởng Hạ lại hỏi chi tiết 5 triệu tệ một năm để trùng tu thang máy chảy đi đâu, thì ông phải giải thích rõ ràng với thị trưởng Hạ. Lý Hiểu Mẫn phẩy tay áo bỏ đi. Bành Vân Phong cũng vỗ vai Lý Thanh Bần vẻ thâm trầm.
Lão Lý à lão Lý, hồ đồ quá hồ đồ. Nói một nửa, liền lắc đầu, rời đi. Lý Thanh Bần ngây ra như phỗng, nửa ngày cũng không bước nổi một bước chân, cho đến khi Bao Đại Quang gọi điện đến, lão mới tỉnh lại, báo cáo tình hình cụ thể với Bao Đại Quang. Bao Đại Quang trầm ngâm thật lâu sau, cắn răng nói. Chị Mã không thể giữ lại, khai trừ. Chi phí trùng tu năm nay, phải ép xuống một chút, đừng quá chướng mắt. Có người muốn chống lại chúng ta rồi, lão Lý, ông nhất định phải kiên định lập trường. Trong lòng Lý Thanh Bần cảm thấy khó chịu, trên có thị trưởng Hạ, giữa có phó thị trưởng Lý và trưởng ban thư ký Bành, bây giờ lại có phó trưởng ban thư ký Bao, đều tạo áp lực cho một trưởng phòng nho nhỏ như lão nào có thể chạy thoát. Lợi lộc cũng không phải một mình lão hưởng, trưởng ban thư ký Bao đi đầu lại không gánh trọng trách, đều giao cho lão phải giao cho ai đây? Lý Thanh Bần vốn nghĩ khai trừ chị Mã, sự việc dần dần cũng được êm xuôi, nhưng không ngờ, lão muốn êm xuôi nhưng có người lại muốn lớn chuyện. Lãnh đạo không quản việc nhỏ, nhưng phải xem người bên cạnh biết vận dụng để phát huy như thế nào. Một chuyện nhỏ như chuyện thang máy, sau này lại trở thành một sự kiện chính trị về việc phân chia quyền lực rất lớn trong thành ủy. Chương 911, điều kiện, lợi ích. Thị trưởng Hạ sớm đã quên một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng thị trưởng Lý lại không quên, lại còn mở một cuộc họp để thảo luận, nhấn mạnh thêm lần nữa phải coi sự an toàn của lãnh đạo lên hàng đầu, không thể mỗi năm bỏ ra mấy triệu tệ nhưng lại không có ích lợi gì, đều chạy vào túi riêng của mỗi người. Lý Hiểu Mẫn còn yêu cầu phòng hành chính có thể đề xuất phương pháp cải tiến, xét duyệt lại một lần nữa số chi phí trùng tu khá cao hàng năm, lúc cần thiết, phải đấu thầu ở bên ngoài. Đồng thời, Bành Vân Phong được mời họp cũng nhấn mạnh, thân là một nhân viên của bộ máy chính phủ, phải bắt đầu từ những chuyện nhỏ, bắt đầu từ chính mình, phải làm gương tốt, phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, không được để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo. Tuy chuyện thang máy không lớn, thị trưởng Hạ cũng rộng lượng không truy cứu những người có trách nhiệm liên quan, nhưng lãnh đạo rộng lượng không có nghĩa là chúng ta có thể buông lỏng bản thân. Gã kiến nghị, văn phòng phải mở một đợt phê bình và tự phê bình từ trên xuống dưới, đồng thời tùy vào tác phong làm việc của mỗi nhân viên. Những người vô tổ chức vô kỷ luật lại tiến hành phê bình giáo dục, nếu sau khi phê bình mà vẫn không sửa đổi, thì sẽ khai trừ. Hai lần mở hội nghị, khiến những nhân viên vốn dĩ có tác phong làm việc chậm rãi của cơ quan chính phủ, quả nhiên cũng cảm nhận được không khí khẩn trương. Thực tế từ đầu đến cuối, bất luận là hội nghị do Lý Hiểu Mẫn chủ trì, hay do Bành Vân Phong chủ trì, Hạ Tưởng đều không có ý kiến gì, thậm chí cũng không hỏi đến. Đảm nhiệm chức thị trưởng và chức phó thị trưởng thì có sự khác nhau về bản chất, thị trưởng dù sao cũng là người đứng đầu, không cần mở miệng hay đụng tay chân gì, chỉ cần những cấp dưới suy đoán suy nghĩ của anh, đoán đúng rồi, anh sẽ mặc nhận, đoán sai, anh lắc đầu, sau đó lại có người chủ động tích cực đi hoàn thành chỉ thị của anh. Ý của Hạ Tưởng ngay từ đầu không phải muốn ra tay từ trong nội bộ, nhưng muốn ngăn cản ngay từ bên ngoài việc Trương Vưu nhúng tay vào công trình nhà ở cho người thu nhập thấp. Cũng không phải hoàn toàn chặn Trương Vưu ở bên ngoài cửa, chỉ cần gã có thực lực, có kỹ thuật, hắn cũng không phải luôn muốn tuyệt đường kiếm tiền của người khác. Nhưng Lôi Nhất Đại có ý để lộ nội tình, cùng với Dương Kiếm và Hứa Phàm Hoa trong hội nghị chính phủ lại ra sức ủng hộ Trương Vưu, khiến cho hắn hơi cảnh giác. Hơn nữa Trương Vưu đảm đương các công trình tu sửa và trùng tu của chính phủ trong nhiều năm, gần như có thể khẳng định, bên trong đó có tồn tại cuộc giao dịch tiền và quyền nghiêm trọng. Bắt lớn thả nhỏ là thói quen của hắn, nhưng sự nguy hại của những cuộc giao dịch tiền và quyền lại rất lớn, không thể khoan dung. Hắn ngoài mặt dùng quyền lực chính trị để khống chế công ty xây dựng Vĩnh Vượng, nhưng đồng thời cũng muốn bắt đầu từ vấn đề lớn nhất. Nhưng Lý Hiểu Mẫn và Bành Vân Phong lại suy đoán suy nghĩ của hắn, nghĩ rằng hắn ngầm đồng ý việc phân quyền và thanh trừ mới, nếu đã phù hợp với suy nghĩ của hắn, lại không cần hắn đích thân ra tay, thì hắn không phản đối nữa. Quả thật Bao Đại Quang làm cũng hơi quá một chút. Một nữ nhân viên quản lý thang máy với mức tiền lương 1.500 tệ một tháng, thành phố Thiên Trạch này liệu có được bao nhiêu người có thu nhập hàng tháng trên 1.500 tệ? Huống hồ thời gian làm việc một ngày còn chưa đến một phút. Hạ Tưởng bây giờ là thị trưởng của một thành phố hơn 4 triệu dân, vốn dĩ không muốn vì một chuyện nhỏ mà tức giận, nhưng nghĩ lại trước mắt hắn lại có những người dùng mọi thủ đoạn để mưu lợi cho người thân bạn bè mình, việc gì cũng nghĩ ra được. Nên cũng khó tránh có chút tức giận. Có nhiều người vất vả cực nhọc cả tháng cũng chỉ kiếm được 7-800 tệ, nhưng nếu có người thân thích làm một chức vụ nào đó ở cơ quan chính phủ, thì có thể nhẹ nhàng thoải mái lấy được 1.500 tệ một tháng.
nếu để cho người dân biết được, thì sẽ ngưỡng mộ đến mức muốn chen chân vào cơ quan chính phủ, hay sẽ tức giận đến mức thù hận chính phủ. Nếu Lý Hiểu Mẫn đồng ý ra mặt để thay đổi hiện trạng này, bất luận là y đang muốn thu quyền hay muốn tìm lợi lộc cho bản thân, dù sao trong quá trình phá vỡ trình tự cũ, Hạ Tưởng cũng vẫn duy trì thái độ trầm mặc thích hợp. Đồng thời, áp lực chính diện cũng làm thật đầy đủ. Buổi trưa lúc sắp hết giờ làm, Dương Kiếm đến. Thị trưởng Hạ, trưa nay có thời gian không, cùng ngồi với nhau một lúc. Dương Kiếm khôi phục lại nụ cười trên mặt, có vẻ như rất nhiệt tình. Không cần khách sáo, lão Dương, miễn đi, miễn đi. Hạ Tưởng xua tay. Đã hẹn trước với Thiên Vũ rồi, phải ngồi cùng anh ta một lúc. Nếu nói câu trước là một lời khách sáo, thì câu sau khiến cho Dương Kiếm phải suy nghĩ, quả nhiên, trong lòng thị trưởng Hạ, gã không bằng Trần Thiên Vũ. Cũng đúng, Trần Thiên Vũ là cấp dưới cũ của thị trưởng Hạ, suy nghĩ lại một chút, Dương Kiếm bình tĩnh lại, nói. Cũng được, lần sau ngài có thời gian rồi đi cũng được. Bây giờ tôi có việc muốn báo cáo một chút, ngài xem. Hạ Tưởng liền cười. Còn 10 phút. Nếu nói còn 5 phút, thì có ý đuổi gã rồi. Nếu nói còn 20 phút, thì quá thân thiện. 10 phút, không dài mà cũng không ngắn. Dương Kiếm hiểu rồi, bây giờ trong mắt thị trưởng Hạ, quan hệ của hai người cũng chỉ ở lưng chừng như vậy thôi, còn lại phải xem biểu hiện của gã. Tối hôm qua tôi đã báo cáo tư tưởng với Phó Bí Thư Mai chỉ thị, bảo tôi phải học tập ngài nhiều hơn, phải đoàn kết với ngài. Hạ Tưởng không mời ngồi, nên Dương Kiếm cũng không ngồi, nhưng điều quan trọng vẫn là thị trưởng Hạ cũng đang đứng, sao gã có thể ngồi được. Bí thư Mai còn nói, sau này tôi cũng nên báo cáo tư tưởng với ngài nhiều hơn nữa. Lãnh đạo đứng đó để nghe anh báo cáo, có hai tầng ý nghĩa, thứ nhất anh có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nếu anh nói không đúng với mong muốn của lãnh đạo vừa đưa tay nhìn đồng hồ, anh phải lập tức chấm dứt báo cáo. Thứ hai là gây thêm áp lực cho anh, đứng như vậy. Có thể xem như coi trọng anh, cũng có thể coi như lúc nào cũng có thể rời đi. Cũng có thể bỏ đi ngay, nhưng cũng có thể ngồi lại, hoàn toàn phải xem biểu hiện của anh có làm vừa lòng lãnh đạo hay không. Hạ Tưởng nghe Dương Kiếm nhắc đến Mai Thái Bình thì trong lòng cười thầm, cũng biết Dương Kiếm là người lão luyện trong chốn quan trường, bởi vì gã nói báo cáo tư tưởng thì có thể làm đường rút cho báo cáo công việc. Vì tư tưởng thì không có hình tượng cụ thể, không như những việc thực tế như công việc. Nhưng trên thực tế cũng đâu có nhiều công việc cần phải báo cáo đến vậy. Còn tư tưởng thì bất cứ lúc nào cũng có thể nảy sinh ra được, chính là nói, có thể tùy tiện tìm lý do đến để báo cáo với lãnh đạo. Số lần báo cáo càng nhiều, lãnh đạo càng thân thiện với anh hơn, anh liền được lãnh đạo để mắt đến, rồi có chút năng lực, liền có hy vọng được trọng dụng. Nếu đã nhắc đến Mai Thái Bình, Hạ Tưởng liền tùy ý nói thêm mấy câu. Mối quan hệ giữa hắn và Mai Thái Bình cũng không cần phải giải thích nhiều, huống hồ hắn lại không thích ở đâu cũng đem chỗ dựa vững chắc của mình ra để khoe. Nếu như cần phải khoe, nhắc đến Tống Triều Đô còn hơn Mai Thái Bình nhiều. Đương nhiên, thành phố Thiên Trạch là nơi có truyền thống coi trọng thế lực gia tộc, sức ảnh hưởng của Mai Thái Bình ở Thiên Trạch có thể còn mạnh hơn cả Tống Triều Đô, nên có thể không nhắc đến. Nói vài câu mở màn, Dương Kiếm thấy thị trưởng Hạ không ngồi xuống mà cũng không đi. Liền biết nên nói vào chủ đề chính rồi. Có lẽ thị trưởng Hạ không rõ lắm, trong chốn quan trường ở Thiên Trạch, tồn tại một chủ nghĩa cá nhân. Chỉ cần không ngăn cản mình, không gây trở ngại trên con đường của mình, người khác như thế nào, thì đều không quan tâm, cười hi hi ha ha vài tiếng, việc lớn việc nhỏ gì đều cho qua. Chủ nghĩa cá nhân thật ra cũng là một loại dung túng và tự lừa gạt mình, đối với những thành phần hủ bại xung quanh. Mâu thuẫn và vấn đề, phần lớn đều nói năng thật thận trọng. Hoặc là thông đồng cùng làm bậy, hoặc là làm như vẻ không thấy không biết. Một nguyên nhân khiến chủ nghĩa cá nhân càng thêm sâu sắc hơn, chính là những mạng lưới quan hệ khó gỡ, là những mối quan hệ lợi ích rất nhập nhằng. Thông thường, càng là ở cơ sở, mạng lưới này, lại càng có mật độ bao phủ lớn. Thông thường ở huyện sẽ tồn tại việc bạn bè ở khắp huyện, anh em thì nơi nào cũng gặp. Tất cả mọi cán bộ đều là thành viên trong mạng lưới quan hệ đó, là vì lợi ích mà đứng chung lại với nhau, tất cả các thế lực mở ám cũng vậy. Ở cấp thứ nhất của thành phố thì còn được, ít nhất còn có những cán bộ biết giữ mình lương thiện, hoặc một lòng vì dân, còn có những đồng chí dù muốn lên chức cũng không thể không giữ mình trong sạch. Thành phố Thiên Trạch là thành phố cấp 3, Hạ Tưởng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Càng là những nơi truyền thống và kinh tế không phát triển,
những người có chủ nghĩa cá nhân và tình bằng hữu lại xuất hiện càng nhiều, tình người còn thay thế cả quy củ thậm chí cả pháp luật. Dương Kiếm lấy việc chủ nghĩa cá nhân trong chốn quan trường làm lời mở đầu, hiển nhiên là muốn giải vây cho Trương Vưu, Hạ Tưởng gật đầu. Hay là thế này, buổi trưa tôi ăn cơm cùng Thiên Vũ, anh cùng đi nhé. Dương Kiếm biết rõ Hạ Tưởng cũng chỉ đang nói khách sáo thôi, gã cũng không phải không hiểu quy củ, vội vàng nói. Không cần, cảm ơn ý tốt của thị trưởng Hạ, thật ra tôi cũng chỉ muốn nói một chút, chuyện công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, cũng không phải là chuyện gì lớn, hơn nữa trước đây bí thư Trần thật sự cũng có chỉ thị tinh thần, nhất định phải quan tâm đến các doanh nghiệp trong thành phố. Uy tín của công ty xây dựng Vĩnh Vượng cũng không tồi. Hạ Tưởng liền biết Dương Kiếm muốn nói gì, nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa, chuyện này sau này hãy nói, tôi cũng chưa gặp bí thư Trần, chờ tôi thống nhất ý kiến với bí thư Trần rồi, sẽ bàn bạc lại. Dương Kiếm thấy thái độ của Hạ Tưởng vẫn kiên quyết, không khỏi hơi cảm thấy thất vọng. Biết Hạ Tưởng muốn đi rồi, nếu cứ đứng đó nữa thì không hiểu chuyện, nên liền cáo từ. Vừa mới đi đến cửa, lại nghe Hạ Tưởng nói thêm. Lão Dương, việc Hiểu Mẫn bắt tay chỉnh đốn Ủy ban Nhân dân thành phố có ý nghĩa rất lớn, tôi cảm thấy là chuyện tốt, anh ra mặt ủng hộ một chút. Trong lòng Dương Kiếm cảm thấy chua xót, được thôi, gã đến đây là để thuyết phục thị trưởng Hạ, kết quả lại bị thị trưởng Hạ phản hồi lại, bảo gã ủng hộ Lý Hiểu Mẫn, như vậy chẳng phải sẽ đối lập với Trương Vưu sao. Nhưng thị trưởng nói thì phải nghe, nên gã đành phải đồng ý. Sau khi quay về tâm trạng cực kỳ không tốt, thị trưởng Hạ không những hiểu rõ về chốn quan trường, còn rất tinh danh, làm sao bây giờ? Tuy nói Dương Kiếm là vì Mai Thái Bình, nhưng cũng vì muốn xích gần mối quan hệ với Hạ Tưởng. Nhưng Dương Kiếm ở Thiên Trạch cũng được một thời gian, biết rõ Thiên Trạch bên ngoài tuy yên bình, nhưng thực tế với chủ nghĩa cá nhân của nhiều người, có nhiều việc rất khó tiến triển. Bởi bên ngoài họ không kết bè kết đảng, nhưng thực tế cũng đã liên kết lại với nhau, thành một mạng lưới quan hệ như mạng nhện. Nếu tiếp xúc nhẹ nhàng thì không sao, nhưng nếu dùng sức quá mạnh, mạng lưới ấy sẽ co rụt lại, thậm chí còn có thể trói chặt người, sau cùng không thể động đậy. Hoàn toàn khác với thành phố Lang, Thiên Trạch như một dòng nước xiết, mặt nước yên lặng, nhưng thật ra bên trong dòng nước xiết mới chết người. Những người biết bơi đều biết, những nơi chết người đều là những nơi nước chảy rất êm, bởi anh cho rằng nước chảy êm, nên không cảnh giác, thật ra dòng nước xoáy phía dưới mới thật sự nguy hiểm. Dòng nước yên ả chảy xiết. Dương Kiếm một nửa xuất phát từ lòng tốt, một nửa cũng không muốn lợi ích của mình bị tổn hại. Nhưng gã không thể thuyết phục nổi Hạ Tưởng, nên đành phải gọi điện thoại cho Mai Thái Bình. Nguồn tài chính cho công trình nhà ở cho người thu nhập thấp và trùng tu Ủy ban Nhân dân thành phố, một lớn một nhỏ, đều đề cập đến Trương Vưu. Dương Kiếm liền biết rõ, Trương Vưu là một cái chìa khóa, đã bước vào tầm nhìn của Hạ Tưởng. Nghĩ tới thủ đoạn của Hạ Tưởng đối phó với Nga Ni Trần ở thành phố Lang, mặc dù biết rõ năng lực của Trương Vưu không bằng Nga Ni Trần, nhưng Trương Vưu lại khéo đưa đẩy hơn Nga Ni Trần, càng biết luồn lách, Hạ Tưởng chưa chắc có thể bắt được điểm yếu của gã. Tìm không được điểm yếu, nhưng có thể chặn đường tài lộc. Nếu giữa Hạ Tưởng và Trương Vưu có mâu thuẫn gì, điều mà Dương Kiếm lo lắng là, gã phải làm như thế nào? Trương Vưu không có thực lực lớn như Nga Ni Trần, nhưng gã lại giảo hoạt như hồ ly tinh, hơn nữa còn có thủ đoạn dìm người ta xuống nước mà người khác khó lòng phòng bị. Hạ Tưởng chỉ chờ một ngày, cuối cùng Trần Khiết Văn cũng chủ động ra tay, cũng bắt đầu một cuộc tranh chấp không lớn không nhỏ giữa hắn và Trần Khiết Văn từ khi nhậm chức đến nay. Nhậm chức đã được hơn một tuần, Hạ Tưởng chỉ ghé qua văn phòng Trần Khiết Văn một lần, tổng thể mà nói giữa hắn và Trần Khiết Văn coi như hòa hợp. Cũng không biết có phải đã từng gặp mặt một lần ở Bắc Kinh hay không, Trần Khiết Văn rất ít khi nhúng tay vào việc của chính phủ, cũng có thể thời gian còn quá sớm. Cũng có một khả năng là, bây giờ vẫn còn chưa đụng đến lợi ích của hai bên. Bây giờ Trần Khiết Văn chưa nhúng tay vào chuyện của chính phủ, không có nghĩa là bà thật sự sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một bí thư. Nhưng cũng phải nói lại, một bí thư không hề chỉ đạo gì về công việc của chính phủ, cũng không phải là một bí thư phù hợp tiêu chuẩn. Hạ Tưởng vào thành phố Thiên Trạch, có thể nói trên có Trần Khiết Văn, dưới có Bành Vân Phong và Từ Tử Kỳ, cơ bản ai nấy cũng cung kính với hắn, cho hắn một sự tôn nghiêm mà một thị trưởng nên có. Nhưng hôm nay đến văn phòng của Trần Khiết Văn, lại nhận được sự tiếp đón ôn hòa của Lý Dật Phong thư ký của Trần Khiếu Văn. Lý Dật Phong 35 tuổi, trắng trẻo. Tướng mạo cũng ổn, chỉ có thần sắc hơi ngạo mạn, khi nhìn người thích ngửa mặt,
khi nói chuyện cũng hay hử mũi. Thư ký của một người đứng đầu thành phố Thiên Trạch thể hiện rất rõ ràng. Hạ Tường gõ cửa bước vào, y cũng chỉ khẽ gật đầu. Thị trưởng Hạ đến rồi. Bí thư Trần đang nghe điện thoại, xin chờ một chút. Nói xong, cũng không mời Hạ Tường vào, liền đi vào trong xin chỉ thị. Hạ Tường cũng không tức giận, cười nhạt bước vào trong, còn tiện tay đóng cửa, trong lòng biết rõ Lý Dật Phong kiêu ngạo cũng có nguyên nhân. Trần Khiết Văn muốn duy trì hình tượng vĩ đại, thì bên cạnh bà lúc nào cũng phải có một người hiểu ý hoặc là một người ra mặt, mới có thể lúc nào cũng nhắc nhở người khác uy quyền của bà không được xâm phạm. Cũng chính là điểm cao minh của Trần Khiết Văn. Lý Dật Phong vào trong không đến nửa phút, Trần Khiết Văn liền đích thân ra ngoài tiếp đón Hạ Tường. Bà cười tươi, chủ động đưa tay ra. Thị trưởng Hạ đến rồi, mời vào, vừa rồi tôi mới gọi điện thoại, không biết cậu đến. Ngoài sự nhiệt tình ra, dường như còn có cảm giác bà sẽ ra tận ngoài cổng để đón. Nhiệt tình quá mức chính là kiêu ngạo. Hạ Tường cười cười, hai tay nắm nhẹ tay Trần Khiết Văn, sau đó cùng bước vào văn phòng. Ánh mắt lướt qua một chút, Lý Dật Phong với vẻ mặt thản nhiên rời đi. Hắn cười thầm, làm một khẩu súng, Lý Dật Phong lại chơi quá đam mê, còn cho rằng mình thật sự có hỏa lực, kỳ thật nếu mất đi sự ủng hộ phía sau của Trần Khiết Văn, sớm muộn gì y cũng sẽ có kết cục của một kẻ có mới nới cũ. Cũng có thể sẽ không như vậy, tiền đề là, y có thể nắm chắc một điều, không bị Trần Khiết Văn ghét, lại không đắc tội với người khác. Nhưng xem ra rất khó, làm người rất ít người làm được việc bình đẳng với người ngoài. Tiền đồ của Lý Dật Phong như thế nào, Hạ Tưởng không quan tâm. Sau khi ngồi yên ở văn phòng Trần Khiết Văn, liền nói. Bí thư Trần, bà tìm tôi để thảo luận về việc xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp. Trần Khiết Văn gật gật đầu. Đúng vậy, cũng sắp đến mùa đông rồi, cũng phải đặt móng trước mùa đông, thì cũng dễ ăn nói hơn với người dân, để họ thấy được hy vọng. Nói cũng rất uyển chuyển, nhưng đơn giản, là muốn Hạ Tưởng sớm hạ quyết định, đừng kéo dài nữa. Tôi cũng muốn công trình nhà ở cho người thu nhập thấp nhanh chóng khởi công, nhưng vấn đề chính là công trình này là công trình an dân, là công trình vì nhân dân, không phải là những công trình văn phòng thông thường, nhất định phải đảm bảo chất lượng, kế hoạch trăm năm, chất lượng phải xếp lên hàng đầu. Những điển hình về công trình chỉ chạy tiến độ mà không quan tâm chất lượng, thật sự rất nhiều, giáo huấn sâu sắc. Lời của Hạ Tưởng cũng rất hay, Trần Khiết Văn biết tạo áp lực, hắn cũng biết. Trong chốn quan trường có nhiều chuyện người nào cũng có lý lẽ riêng của mình, chứ không đơn giản một là một hai là hai như vậy, nói thế nào cũng thông suốt được. Trần Khiết Văn cũng rất kiên nhẫn. Công ty xây dựng Vĩnh Vượng là một công ty lâu năm, có uy tín rất tốt ở Thiên Trạch, cũng đã hợp tác nhiều năm với Ủy ban Nhân dân thành phố, có thể tin được. Hạ Tưởng cũng lùi để tiến. Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về công ty xây dựng Vĩnh Vượng, cũng tìm hiểu về những công trình gần đây họ xây dựng. Nhìn từ bên ngoài thì có thể tin được, nhưng có một điều, số tiền nợ còn nhiều, thì khả năng mắc nợ cũng rất cao. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp là công trình ưu tiên cho người dân, không được để sơ suất. Tôi vừa đến Thiên Trạch nhậm chức thị trưởng, nếu như trong tay tôi công trình nhà ở cho người thu nhập thấp có vấn đề gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm phụ lòng dân này. 30% tiền đặt cọc không thể thiếu được. Bí thư Trần, công ty xây dựng Vĩnh Vượng là một công ty có lương tâm và trách nhiệm, bỏ ra 30% tiền cọc, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ tuyên dương ra bên ngoài, bọn họ cũng có được danh tiếng. Chút kiên nhẫn của Trần Khiết Văn bị Hạ Tưởng lấy mất hoàn toàn, nụ cười nhạt mà bà vẫn duy trì đã biến mất. Thị trưởng Hạ, quan mới nhậm chức còn rất nhiệt huyết, muốn mở rộng cục diện, triển khai công việc, tôi đều có thể hiểu. Hơn nữa còn hết sức ủng hộ. Nhưng cũng đừng nên lấy công trình nhà ở thu nhập thấp làm ngọn lửa mới, còn đồng chí Lý Hiểu Mẫn lại đang nhắm vào hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi ủng hộ y, cũng không nói gì, nhưng cũng nên ngăn chặn việc yêu chuộng lợi ích cá nhân. Một câu hai ý nghĩa, vừa ám chỉ Lý Hiểu Mẫn, mà cũng nói bóng gió với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười. Tôi cũng buồn bực lắm, chẳng qua cũng chỉ muốn công ty xây dựng Vĩnh Vượng trả thêm 20% tiền cọc thôi. Không ngờ lại gặp phải phản ứng mạnh như vậy, cũng khó mà chắc chắn liệu có người mưu cầu việc tư trong đó hay không. Nếu lấy uy tín của công ty Vĩnh Vượng để bàn, tôi thấy, uy tín có lớn cũng không bằng thực lực thật sự. Thái độ của tôi là, có thực lực, thì có thể bao thầu được công trình. Không có thực lực, thì đứng một bên. Sắc mặt Trần Khiết Văn thay đổi hẳn. Tuy sau khi nhậm chức Hạ Tưởng cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Trần Khiết Văn,
nhưng trong lần gặp ở Bắc Kinh, hắn cũng có được sự hiểu biết nhất định về bà. Cho đến hôm nay, hắn mới lần đầu tiên thấy mặt Trần Khiết Văn đổi sắc, cũng không thể không bội phục sự trấn tĩnh và kiềm chế của bà. Có thể nói là kiềm chế, cũng có thể nói là ứng xử rất tốt trong chốn quan trường. Rất nhiều người sợ mặt lãnh đạo biến sắc, Hạ Tưởng không sợ, lãnh đạo biến sắc không sợ, lãnh đạo mà mặt không biến sắc mới dọa người. Vì cứ nói mãi bằng một giọng điệu, anh mãi mãi không biết được những hỉ nộ ái ố của lãnh đạo, anh mãi mãi không đoán được tâm tính của lãnh đạo, không nắm được nhược điểm của họ. Trần Khiết Văn sau một lúc không nói gì, đột nhiên thốt lên một câu. Sức khỏe đồng chí Bao Đại Quang không tốt lắm, muốn về hưu sớm, thị trưởng Hạ có người nào phù hợp để tiến cử không? Điều kiện trao đổi, Hạ Tưởng biết, công trình nhà ở thu nhập thấp quả nhiên có đụng đến ích lợi của Trần Khiết Văn. Chương 912, nội tình, mỉa mai. Giữa bí thư và thị trưởng có tranh luận thì không đáng sợ, chốn quan trường vốn dĩ là một chốn danh lợi, là một nơi có khúc mắc nhiều nhất về danh lợi và cũng là nơi khảo nghiệm tính người nhiều nhất. Quan trọng là sau tranh luận, thủ đoạn giải quyết vấn đề mới là điểm mấu chốt để khảo nghiệm bí thư và thị trưởng, ai có hiểu biết chính trị cao hơn. Thị trưởng nắm giữ kinh tế, bí thư nắm giữ nhân sự, Trần Khiết Văn nhắc đến chuyện Bao Đại Quang về hưu, đưa ra điều kiện để người của Hạ Tưởng lên thay thế, ngoài mặt có vẻ rất có thành ý, nhưng thực tế cũng không có nhượng bộ gì lớn. Bao Đại Quang là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, phó cục trưởng, ban tổ chức cán bộ đều có thể sát hạch và bổ nhiệm, cơ bản không cần kinh động đến bí thư. Hơn nữa là trưởng ban thư ký của ủy ban nhân dân thành phố, nhất định phải trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng, thậm chí có thể nói ý kiến của Hạ Tưởng chính là ý kiến tham khảo quan trọng nhất với ban tổ chức cán bộ. Đương nhiên, nếu bí thư muốn chặn ngang, ban tổ chức cán bộ lại có khuynh hướng nghe theo chỉ thị của bí thư. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Hạ Tưởng không gật đầu, việc bổ nhiệm phó trưởng ban thư ký cũng không dễ thông qua. Càng khiến Hạ Tưởng buồn cười chính là, Trần Khiết Văn lấy một Bao Đại Quang không quan trọng gì để trao đổi. Chẳng lẽ bà nghĩ hắn muốn nắm giữ phòng hành chính, muốn người của hắn đến tiếp nhận công trình tu sửa ủy ban nhân dân thành phố? Nực cười, một nguyên tắc của hắn là, người bên cạnh hắn muốn đến nơi hắn chủ quản để đầu tư, điều tiên quyết đó là không được đầu tư vào những công trình của ủy ban nhân dân thành phố. Phàm là những nơi mẫn cảm có những cuộc giao dịch tiền quyền, nhất định phải tránh, muốn có lợi ích trên thị trường, mà không cần phải đi đường ngang ngõ tắt. Đường ngang ngõ tắt cũng không cần phải đi quá xa. Bao Đại Quang không phải muốn về hưu, mà là sợ rồi, sợ rằng thật sự sẽ có người bắt tay điều tra về khoản tài chính trùng tu, lão chịu không nổi, nên muốn nhanh chóng rút lui để khỏi bị tra khảo. Bao Đại Quang có phải là người của Trần Khiết Văn đề bạt hay không, Hạ Tưởng cũng lười suy đoán. Điều hắn muốn biết là, đề nghị của bí thư Trần, chính là một cách nghĩ tốt đẹp lấy một hạt vừng bé nhỏ quá hạn để đổi lấy một miếng dưa hấu ngọt lành. Cách nghĩ này quá tốt đẹp, nhưng cũng dễ bị thất vọng. Năng lực của đồng chí Bao Đại Quang rất mạnh, công tác cũng xuất sắc, không cần phải cáo bệnh nghỉ hưu sớm, hoàn toàn có thể chờ hết nhiệm lì rồi rút lui. Hạ Tưởng trực tiếp từ chối đề nghị của Trần Khiết Văn. Có mấy nhà xây dựng ở thành phố Yến và Bắc Kinh đã nói chuyện với tôi. Nói có thể chấp nhận điều kiện ứng ra 30%, đồng ý thực hiện công trình nhà ở thu nhập thấp ở thành phố Thiên Trạch. Thực lực của bọn họ hùng mạnh hơn, đều là có kinh nghiệm xây dựng những tòa nhà mấy chục tầng. Hạ Tưởng đi rồi, một mình Trần Khiết Văn ngồi trong văn phòng tức giận nửa ngày. Hạ Tưởng không hề nể mặt bà thì thôi, lại còn chuẩn bị phương án dự phòng, quả nhiên đã gặp riêng những nhà xây dựng khác. Chẳng phải hắn không thèm quan tâm đến sự phản đối của mọi người, hoàn toàn làm theo cách của mình sao? Hạ Tưởng quá cố chấp, quá ngoan cố, chỉ nói một mà không nói hai sao? Bên ngoài vọng lên tiếng gõ cửa nhẹ, là Lý Dật Phong. Trần Khiết Văn khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Vào đi. Sau khi bước vào, Lý Dật Phong mang vẻ mặt tươi cười khiêm tốn. Bí thư Trần, thị trưởng Hạ thật không biết điều, làm quá rồi. Dù sao ở thành phố Thiên Trạch, bà mới là nhân vật số một. Câm mồm. Trần Khiết Văn đột nhiên cảm thấy buồn bực. Về sau ở trước mặt tôi, ít nói xấu về thị trưởng Hạ đi, làm tốt công việc của anh, làm một người biết bổn phận đi. Lý Dật Phong sợ tới mức co rụt cổ lại, mồ hôi lạnh toát ra. Vâng, lãnh đạo phê bình rất đúng, tôi nhớ rồi. Một Trần Khiết Văn trước mặt người ngoài luôn điềm tĩnh không hề thất thố, nhưng sau lưng lại có biết bao lần thất thố mắng chửi người khác,
không ai biết sự ngụy trang của Trần Khiết Văn bằng Lý Dật Phong. Người trước người sau như hai người khác nhau, cũng chỉ có y mới hiểu biết chân thật về bà, đương nhiên, cũng không khỏi nhiều lần chịu đựng sự nổi giận vô cớ của bà. Trở lại bên ngoài, Lý Dật Phong ngồi vào chỗ rồi vẫn còn rất bất bình, đi theo một cấp trên là một người đẹp hết thời thật bất hạnh, có lẽ bí thư Trần đang ở thời kỳ tiền mãn kinh, nếu không gần đây cứ nổi giận vô cớ, khiến y có nhiều lúc không thể nào thích ứng được, cũng không biết mình có chỗ nào làm không đúng. Nhưng sự nổi nóng của bí thư Trần giống như gió xoáy vậy, không biết từ nơi nào thổi đến, cũng không biết thổi lên lúc nào, khiến người ta không kịp phòng bị. Y cũng đã đi theo bà nhiều năm, sớm đã bị mắng quen rồi, cũng có nhiều lúc khó tránh khỏi bị mắng đến nỗi tức giận, oán thầm Trần Khiết Văn. Đốm lửa đầu tiên trong sự kiện phân chia quyền lực và hàng ngũ của nội bộ thành ủy, sớm đã được nổi lên từ trên người chị Mã. Sau khi chị Mã bị sa thải, không phục, nhiều lần tìm Bao Đại Quang để nói lý. Đúng vậy, một công việc tốt đến thế, nói mất liền mất, khắp thiên hạ cũng không thể tìm được một công việc tốt như vậy nữa. Mỗi ngày sớm và tối ấn chìa khóa một cái, dễ dàng lấy 1.500 tệ, không hề để lỡ mất việc gì khác. Thời gian còn lại, bà ta muốn ngày ngày ngủ vùi cũng được. Bà ta nuốt không nổi bực tức này, lại thêm Bao Đại Quang là người sợ vợ, nên ngày nào bà cũng tìm chị gái nói chuyện. Chị gái của chị Mã chịu không nổi sự oán giận của em gái, ngày nào cũng bảo Bao Đại Quang sắp xếp cho em gái một việc làm vừa nhàn rỗi vừa kiếm được tiền. Bao Đại Quang cảm thấy phiền phức, lại sợ bà xã tối nào cũng ân cần dạy bảo, liền tìm đến Trương Vưu. Trương Vưu cũng không nhiều lời, cho chị Mã một công việc trông kho, mỗi ngày làm việc 6 tiếng, mỗi tháng cũng 1.500 tệ. Con người ai cũng lòng tham vô đáy. Chị Mã quen với công việc mỗi ngày đóng mở thang máy một lần cũng có 1.500 tệ, một ngày 6 tiếng mới kiếm 1.500 tệ, bà ta cảm thấy bị thiệt hại nặng nề. Cũng không suy nghĩ xem tình hình của Bao Đại Quang ở Ủy ban Nhân dân thành phố bây giờ như thế nào, cũng không chăm chỉ làm việc ở công ty Trương Vưu, bà ta cứ cho rằng Bao Đại Quang không muốn giúp mình, không có việc gì cũng chạy đến Ủy ban Nhân dân thành phố, đến phòng làm việc của Bao Đại Quang tìm lão. Suy nghĩ của bà ta rất đơn giản. Dù sao Bao Đại Quang cũng sợ chị gái bà, cũng không thể làm gì với bà được, bà ta làm phiền đến lúc Bao Đại Quang không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp một công việc tốt hơn cho bà ta. Kết quả Bao Đại Quang nổi giận rồi, liền răn dạy chị Mã một trận, đồng thời nói với bảo vệ lần sau không được để bà ta vào đây nữa. Chị Mã cũng nổi giận, mắng Bao Đại Quang vong ân phụ nghĩa, năm đó nếu không phải bà ta giúp lão, bây giờ lão còn không biết chui giúp ở nơi nào. Làm sao có được quyền lực như hôm nay? Chị Mã vừa nổi cơn thịnh nộ, liền lấy thang máy để làm nơi trút giận, cũng không biết bà ta làm sao lại trộn lẫn với nhau. Lần trước khi bị đuổi việc bà còn giữ một chìa khóa, chưa bị thu hồi, bà ta liền cầm chìa khóa mở bậy một cái, kết quả thang máy liền bị hỏng. Phá hỏng cũng không sao, nhưng may mắn thế nào lại bị Ngô Minh Nghị bắt ngay tại chỗ. Ngô Minh Nghị hét lớn một tiếng, liền triệu tập được mấy nhân viên công tác, không khách sáo gì kéo hai tay chị Mã vào phòng bảo vệ. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng bởi vì hai đương sự đều quá thu hút ánh mắt của người khác, nên trở thành một sự kiện lớn chấn động tòa nhà thành ủy. Chị Mã thì không cần phải nói, chuyện bà ta bị đuổi việc thì cả tòa nhà thành ủy ai cũng biết, bởi vì bắt đầu nguyên nhân của sự việc chính là thị trưởng Hạ bị kẹt trong thang máy. Hơn nữa chuyện chị Mã bị đuổi việc cũng liên quan đến vấn đề chính trị mẫn cảm, được xem là một đốm lửa đầu tiên kể từ lúc thị trưởng Hạ nhậm chức. Vì vậy một người quản lý thang máy nhỏ bé, trở thành một nhân vật gây chú ý. Mối quan hệ thân thích giữa chị Mã và Bao Đại Quang, cũng có nhiều người biết rõ, nên càng có nhiều suy đoán và bình luận. Chính trị không có chuyện nhỏ, một chuyện nhỏ cũng khiến hướng gió thay đổi, mọi người đều đang chờ đợi lúc nào thì Bao Đại Quang sẽ đối mặt với thị trưởng Hạ. Không ngờ Bao Đại Quang còn chưa hành động, chị Mã lại gây rối loạn. Còn vừa khéo bị Ngô Minh Nghi bắt được. Lần này khiến tòa nhà thành ủy vẫn như một nguồn nước yên lặng, liền bị đốt nóng, sôi trào. Ngô Minh Nghị là phó bí thư thành ủy, là nhân vật số 3 trong thành phố Thiên Trạch. Hơn nữa ai cũng biết bí thư Ngô sớm đã không vừa mắt với Bao Đại Quang, bởi vì bí thư Ngô muốn cho người quen của gã thực hiện công trình cải tạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Bao Đại Quang lại cứng rắn, không nể mặt, hơn nữa còn không để lại một chút nước canh nào. Nên khiến bí thư Ngô tức giận. Bí thư Ngô vẫn tìm không ra cơ hội để chỉ Bao Đại Quang, bây giờ tốt rồi, cô em vợ cố ý phá hoại đang ở trong tay gã nào có chịu để yên.
Hạ Tưởng đang ở trong văn phòng nghe Phó Thị trưởng Trương Dư Giai báo cáo việc nếu tiến thêm một bước trong việc mở rộng tài nguyên du lịch, thì Từ Tử Kỳ đẩy cửa bước vào, ngay cả gõ cửa cũng không có, vội vàng nói. Thị trưởng, có chuyện rồi. Hạ Tưởng ngẩng đầu nhìn Từ Tử Kỳ, trong mắt có vẻ trách cứ, Từ Tử Kỳ lập tức biết y đã quá kích động. Làm một thư ký của lãnh đạo, đại diện cho hình tượng thứ ba của lãnh đạo, bản thân lãnh đạo là hình tượng thứ nhất, phu nhân lãnh đạo là hình tượng thứ hai. Thư lý lãnh đạo là hình tượng thứ ba, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý dáng vẻ, không được vội vội vàng vàng không ra thể thống gì, y liền hít sâu một hơi. Chị Mã cố ý phá hỏng thang máy, bị bí thư Ngô bắt được ngay tại chỗ. Chị Mã, cái gì mà chị Mã? Người nào là chị Mã? Hạ Tưởng không kiên nhẫn khoát tay. Việc gì cũng ngạc nhiên vô cớ xông vào, không thấy tôi và đồng chí Dư Giai đang bàn công chuyện hay sao? Từ Tử Kỳ mới đi theo Hạ Tưởng được khoảng 10 ngày, có hơi sửng sốt, không hiểu ngay được ý đồ của Hạ Tưởng, tại sao thị trưởng Hạ lại không biết chị Mã. Sửng sốt đến khoảng 10 giây, y mới tỉnh lại được, biết vừa rồi đã nói sai rồi, không nên nói chuyện chị Mã bị bắt ngay trước mặt Trương Dư Giai, liền xấu hổ ho khan một tiếng. Rất xin lỗi, thị trưởng, vừa rồi thị trưởng Lý gọi điện thoại đến xin chỉ thị, tôi quính lên, nên... Hạ Tưởng thấy Từ Tử Kỳ dễ bảo. Nên cũng không trách cứ y nhiều, tuy nhiên vẫn nghiêm khắc nói. Thị trưởng Lý quản lý những việc nội bộ, bảo anh ta nhìn đó mà xử lý là được rồi, tôi không có ý kiến. Từ Tử Kỳ hiểu chỉ thị của Hạ Tưởng, liền gật đầu đi ra, lập tức gọi điện thoại cho Lý Hiểu Mẫn. Lý Hiểu Mẫn cũng vừa mới nghe tin chị Mã xảy ra chuyện, đang chuẩn bị gọi điện thoại xin chỉ thị thị trưởng Hạ, liền nhận được điện thoại của Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ cũng học được cách nói chuyện nửa vời. Thị trưởng Lý, thị trưởng Hạ đang nghe thị trưởng Trương báo cáo công việc, không tiện nghe điện thoại. Vừa rồi sau khi thị trưởng Hạ nghe chuyện của chị Mã, thì không nhớ chị Mã là người nào. Lý Hiểu Mẫn liền hiểu là cái gì. Cảm ơn thư ký Từ. Thị trưởng Lý đừng khách sáo. Gác máy, Từ Tử Kỳ lần đầu tiên cảm giác được tầm quan trọng của mình, chuyển lời, lời của y, đại diện cho ý kiến của thị trưởng Hạ. Trong bộ máy của Ủy ban Nhân dân thành phố. Không ai tiếp xúc với thị trưởng Hạ nhiều như y, ai muốn tìm hiểu sở thích hoặc những hỉ nộ ái ố của thị trưởng Hạ, đều phải thông qua y. Tự đắc được một lúc, bỗng nhiên lại nghĩ đến thủ đoạn chính trị xử lý việc rất nhẹ nhàng của thị trưởng Hạ, y lại tỉnh hẳn, tuyệt đối không thể để lộ một chút kiêu ngạo hay tự mãn nào ra trước mặt lãnh đạo. Đừng thấy thị trưởng Hạ còn trẻ tuổi hơn y, nhưng tầm nhìn chính trị chắc chắn nhạy bén hơn y, cách dùng người cũng linh động. Y có thể vì một lời của thị trưởng Hạ mà được nâng lên một địa vị rất quan trọng, thì cũng có thể vì một lời của thị trưởng Hạ mà quay trở về lúc ban đầu. Từ Tử Kỳ vừa nghĩ, vừa đổ mồ hôi lạnh, càng ở gần lãnh đạo, thì càng không được kiêu ngạo, không được nóng vội, phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nếu không, để thị trưởng Hạ chán ghét y, sinh mệnh chính trị của y xem như vào chung cuộc, cả đời cũng không có ngày ngẩng đầu lên nổi. Y lấy bút ghi vào sổ mình một câu nói mà y đã tổng kết trong kiếp làm quan trường của mình: tuổi trẻ là bảo vật, văn bằng không thể thiếu. Năng lực để tham khảo, quan hệ quan trọng nhất. Từ Tử Kỳ vẫn có chút kích động, Hạ Tưởng hơi lắc đầu, chị Mã bất ngờ bị bắt, hắn cũng giật mình, lại nghe nói bị bắt trong tay Ngô Minh Nghị, liền biết có trò hay để xem. Lập trường chính trị của Ngô Minh Nghị, Hạ Tưởng cũng không rõ. Sau khi hắn đến Thiên Trạch, cũng chưa từng tiếp xúc riêng với Ngô Minh Nghị, nhưng có một sự thật hắn biết rất rõ ràng, Ngô Minh Nghị là người nhà họ Ngô. Cũng không phải chính tông nhà họ Ngô, chỉ là bà con xa với nhà họ Ngô, vì vậy hắn có nguyên nhân để tin rằng, bất luận Ngô Minh Nghị và Trần Khiết Văn có hợp tác gì về lợi ích hay không, cũng bất luận Ngô Minh Nghị có đồng ý cùng hắn duy trì sự nhất trí bên trong thành ủy hay không, chuyện của chị Mã, ông ta nhất định không buông tha. Nhân vật chính trị. Nếu không có chút mẫn cảm chính trị nào, thì cũng không ai có thể lên đến chức vị phó giám đốc sở. Sau khi hắn bị kẹt trong thang máy, liền xuất hiện sự kiện chị Mã, vốn dĩ đã truyền ra một tín hiệu chính trị rất rõ ràng. Lại thêm Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn chưa tìm được ý kiến đồng nhất trong công trình nhà ở thu nhập thấp, nên ở thành ủy ai cũng biết, lại xuất hiện một làn sóng chính trị mới rồi. Bởi vì hai việc bên ngoài thì dường như không liên quan gì đến nhau. Nhưng người cẩn trọng đều có thể nhận thấy mối liên quan trong đó. Từ chị Mã mà liên quan đến Bao Đại Quang, từ Bao Đại Quang liên lụy đến Trương Vưu, mà người thầu công trình nhà ở thu nhập thấp cũng là Trương Vưu. Ngô Minh Nghị nếu ngay cả điều này cũng không nhận ra,
thì y không còn xứng đáng làm phó bí thư thành ủy, cũng không đủ tư cách trở thành một thành viên của nhà họ Ngô. Còn về phần y có phải có mưu đồ riêng của mình hay không, Hạ Tưởng mặc kệ, cũng không phí công đoán, hắn chỉ cần đạt được mục đích của mình là được. Đồng chí Dư Giai. Trương Dư Giai trên 40 tuổi, tướng mạo hiền lành, quần áo ăn mặc cũng khá trẻ trung, Hạ Tưởng không tiện kêu là lão Trương, đành gọi tên. Thành phố Đan Thành có ý hợp tác với chúng ta để tổ chức lễ hội du lịch văn hóa, bí thư Vương của thành phố Đan Thành rất hứng thú với việc hợp tác với chúng ta, đưa ra ý tưởng về lễ hội văn hóa du lịch Yến Bắc Triệu Nam. Thành phố Thiên Trạch sẽ do bà phụ trách, còn cụ thể có thể để bên Đan Thành giúp đỡ. Phía Đan Thành tạm thời do bí thư Vương làm người liên lạc. Trương Dư Giai được phân công quản lý du lịch, cũng vì Hạ Tưởng thấy bà có thái độ làm việc cẩn thận và đối với việc làm thế nào phát triển ngành du lịch, bà cũng có kế hoạch. Tuy nhiên lúc đó Vương Tiếu Mẫn cũng chỉ nói qua, chứ không nói cụ thể phía Đan Thành sẽ do ai đảm nhiệm. Nếu thành phố Thiên Trạch do một phó thị trưởng ra mặt, thành phố Đan Thành chắc chắn cũng sẽ do một phó thị trưởng đảm nhiệm. Trước đây nói hai thành phố sẽ hợp tác tổ chức lễ hội văn hóa du lịch như một thử nghiệm đối với Hạ An, Hạ Tưởng cũng biết có một nửa mang tính chất trêu đùa. Thư ký của bí thư thành ủy không thể nhúng tay vào những chuyện của chính phủ, không phù hợp quy định, mà cũng có ảnh hưởng đến Vương Thiếu Mẫn, bởi nhất cử nhất động của Hạ An cũng đại diện cho hình tượng của gã. Đối với trọng trách mà thị trưởng Hạ giao cho mình, Trương Dư Giai cảm thấy rất vinh hạnh, liền thể hiện thái độ. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thị trưởng Hạ giao phó, không phụ sự tín nhiệm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với tôi. Hạ Tưởng bắt đầu sửa sang lại những văn kiện trên bàn, Trương Dư Giai thấy vậy, biết cuộc nói chuyện đã kết thúc, liền đứng dậy cáo từ, đi ra tới cửa giường như nghĩ ra gì đó, cười hỏi một câu. Thị trưởng Hạ, tôi có một người thân nói cũng có quen biết cậu, cô ấy có ấn tượng rất tốt về cậu, khen ngợi cậu luôn miệng. Tâm tư của Hạ Tưởng đều tập trung vào việc làm thế nào để xử trí việc nhà ở cho người thu nhập thấp, không nghe kỹ lời Trương Dư Giai nói, liền hàm hồ đáp một câu. Thật không? Trương Dư Giai cũng nhận thấy Hạ Tưởng không có hứng thú với vấn đề cô đưa ra, tuy nhiên nói cũng nói rồi, không thể rút lại nữa, liền nói. Vâng, cô ấy là Trương Tín Dĩnh, có lẽ cậu cũng còn chút ấn tượng. Trương Tín Dĩnh, Trương Dư Giai đi nửa ngày rồi, Hạ Tưởng mới tỉnh ngộ lại. Trái đất cũng nhỏ thật, không ngờ Trương Dư Giai biết Trương Tín Dĩnh, hơn nữa còn có quan hệ thân thích. Tuy nhiên ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu, đã bị hắn ném sang một bên, bởi vì Bành Vân Phong đến xin chỉ thị công việc. Thị trưởng Hạ, có hai chuyện cần báo cáo với cậu một chút, thứ nhất là Trương Vư qua người quen tìm đến tôi, mong cậu có thể sắp xếp thời gian đi ăn một bữa cơm cùng gã, nhưng bị tôi từ chối rồi. Thứ hai liên quan đến chuyện chị Mã cố ý phá hoại của công, bây giờ bị nhốt ở chỗ bảo vệ, mong cậu cho chỉ thị tinh thần. Bành Vân Phong quả thật hiểu chuyện, rất biết xử lý công việc. Trương Vưu thông qua ai để tìm đến y không nói, có lẽ mặt mũi cũng không nhỏ, nhưng y không xin chỉ thị của Hạ Tưởng mà trực tiếp từ chối. Hiển nhiên, thứ nhất đã chắc chắn Hạ Tưởng sẽ không đồng ý, thứ hai thể hiện y kiên trì đứng trên một lập trường chính trị cùng với thị trưởng Hạ, thứ ba y cũng hiểu tâm tư của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tuy có ý tán thưởng Bành Vân Phong, nhưng đồng thời cũng không phải vừa lòng hoàn toàn đối với việc gã suy đoán tâm tư lãnh đạo, nên cảm thấy nhất định phải phê bình một chút. Vân Phong, chị Mã làm hư hại của công cũng không phải việc gì lớn, nếu đã nhốt ở phòng bảo vệ, nếu không có gì nghiêm trọng, thì do phòng bảo vệ trực tiếp thu xếp là được rồi. Nếu nghiêm trọng, ông và Hiểu Mẫn ra mặt là được. Đừng phân không rõ việc lớn việc nhỏ. Bành Vân Phong cảm thấy mơ hồ một lúc, lúc thị trưởng Hạ nói chuyện không phải quá nghiêm túc, thậm chí trên mặt còn có ý cười, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Y liền biết, có lẽ chuyện Trương Vư mời ăn cơm, y chưa xin chỉ thị đã từ chối, làm đến mức có chút tự cho mình là thông minh rồi. Liền vội giải thích, người quen của Trương Vưu là trưởng ban từ, tôi và trưởng ban từ cũng được xem như có quen biết, gã không tiện trực tiếp tìm cậu, nên muốn tìm tôi trước để thăm dò. Trưởng ban tổ chức cán bộ từ Hâm, Hạ Tưởng liền, ồ, một tiếng, hỏi một câu. Vân Phong, ông đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân cũng hơn 2 năm rồi. Cũng khá quen biết với những người ở những phòng ban dưới, vậy trưởng phòng nào có thể gánh được trọng trách? Tim Bành Vân Phong không duyên không cớ chợt nhảy loạn lên. Chương 913, trận chiến quan trọng. Thị trưởng Hạ vừa mới nhẹ nhàng đẩy chuyện chị Mã sang một bên, có vẻ như không hề quan tâm,
bây giờ đột nhiên lại nhắc đến chuyện nhân sự, suy nghĩ đi quá nhanh. Lãnh đạo vẫn là lãnh đạo, điều quan trọng chính là anh phải theo kịp suy nghĩ của họ. Chẳng lẽ một chuyện nhỏ chỉ mã phá hỏng của công, lại có thể gây ra một chấn động nhỏ trong chốn quan trường? Bành Vân Phong thứ nhất không dám tin, thứ hai điều gã cần nhắc nhở thị trưởng Hạ là, đừng thấy Bao Đại Quang chỉ là một phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố không quan trọng, nhưng lại là một cây cầu rất quan trọng. Đụng đến lão, rất dễ gây ra làn sóng trong giới kinh tế thiên trạch. Bao Đại Quang vốn dĩ có cơ hội được đề bạt là trưởng ban thư ký thậm chí là phó thị trưởng, nhưng đơn giản vì lão sợ vợ, có mấy lần vì bị vợ răn dậy, nên mới khiến lãnh đạo cấp trên có cách nhìn khác về lão, bỏ qua suy nghĩ đề bạt lão. Có lẽ Bao Đại Quang cũng là người đầu tiên trong nước vì sợ vợ mà lỡ mất cơ hội được đề bạt. Khuyết điểm của Bao Đại Quang rất nhiều, sợ vợ thì không cần phải nói nữa, còn tham tiền, nhỏ nhen với người khác. Nhưng không thể không thừa nhận lão cũng có những ưu điểm hơn người, chính là lão nghiên cứu rất sâu sắc với tình hình kinh tế thị trường, đối với việc những đầu sỏ lũng đoạn và sự đối lập giữa những doanh nghiệp tư nhân, cùng với việc làm thế nào để hỗ trợ xúc tiến phát triển, v.v., đều có những lý giải độc đáo. Bao Đại Quang là người ủng hộ cho nền kinh tế tư nhân. Lão cho rằng nền kinh tế trong nước muốn cải cách thì phải mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển lớn mạnh, phải tiến thêm một bước trong việc hạn chế những đầu sỏ lũng đoạn kinh tế và những sự tăng trưởng bất hợp lý. Nếu để Hạ Tưởng phân chia, Hạ Tưởng sẽ coi kinh tế tư nhân như là kinh tế tự do, là kinh tế tự do của tất cả mọi người dân. Còn những đầu sỏ kinh tế vừa có được sự lũng đoạn kinh tế của lợi ích tập đoàn, cũng chính là kinh tế thế lực gia tộc, hoặc cũng có thể nói theo cách hình tượng là chủ nghĩa tư bản quý tộc. Nên bồi dưỡng cho nền kinh tế tự do phát triển hay tiếp tục để những đầu sỏ kinh tế tiếp tục lũng đoạn thị trường, có một sự phân kỳ rất lớn từ những lớp trên, cũng chính là những phân kỳ căn bản về khái niệm chính trị của thế lực gia tộc và thế lực bình dân. Bởi vì Bao Đại Quang căm thù đến tận xương tủy đầu sỏ kinh tế, Trương Vưu lại là đại diện tiêu biểu cho nền kinh tế tự do, nên lão liền tận lực ủng hộ. Nhưng do tầm nhìn hoặc năng lực có hạn, nên cũng chỉ có thể lợi dụng chút quyền lực trong tay để Trương Vưu có thể kiếm chút tiền. Nhưng cũng bởi vì những quan điểm của lão có ảnh hưởng sâu sắc đến giới công thương ở Thiên Trạch, tuy rằng cấp bậc Bao Đại Quang không cao, nhưng hầu hết những chủ doanh nghiệp tư nhân ở Thiên Trạch đều rất tôn trọng lão. Hạ Tưởng lại không biết rõ uy quyền của Bao Đại Quang trong giới công thương, cũng không biết vốn dĩ Bao Đại Quang suýt chút nữa đã đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thành phố, nhưng bởi vì luận điểm của lão có khuynh hướng nghiêng về kinh tế tư nhân, nên cuối cùng bị người khác lật đổ. Nhưng vì Bao Đại Quang đối với việc cải cách doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển của kinh tế tư nhân đều có sự giải thích sâu sắc, trong thời kỳ thị trưởng Mao còn đương nhiệm, lão gần như là cố vấn kinh tế của thị trưởng Mao. Hạ Tưởng bởi vì bản thân cũng có những nghiên cứu nhất định về kinh tế, cũng có quan điểm kinh tế riêng của mình. Hơn nữa vừa mới đến đây, cũng không biết Bao Đại Quang còn có học vấn, đương nhiên, cũng không phải hắn cố ý đụng đến Bao Đại Quang, mà là Lý Hiểu Mẫn muốn động. Không chỉ có Lý Hiểu Mẫn muốn loại Bao Đại Quang, mà còn có Ngô Minh Nghị. Ngô Minh Nghị là đại diện của thế lực gia tộc, sớm đã không vừa mắt với Bao Đại Quang, bây giờ nắm được cơ hội, lại có Hạ Tưởng mặc nhận, gã nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Vì vậy nên muốn mượn việc chị Mã bị bắt, nhóm lên một ngọn lửa trong tòa nhà thành ủy. Ngô Minh Nghị trước tiên trở lại văn phòng, suy nghĩ cẩn thận lại từ đầu đến cuối sự việc, bỗng nhiên quyết định sẽ mặt đối mặt nói chuyện với Hạ Tưởng một lần. Gã vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, từ Tử Kỳ cung kính mà khách sáo chặn gã lại. Bí thư Ngô chờ một lát, thị trưởng Hạ đang nói chuyện với chủ nhiệm Bành, tôi đi xin chỉ thị. Bành Vân Phong tuy là người trong bộ máy chính phủ, nhưng đối với việc đối nhân xử thế và xu hướng chính trị của y, Ngô Minh Nghị cũng có hiểu biết. Trong lòng chợt kinh ngạc, Bành Vân Phong còn đang báo cáo công việc với thị trưởng Hạ, chắc chắn là nói giúp cho Bao Đại Quang. Hỏng rồi. Tuyệt đối không được để thị trưởng Hạ dao động, bây giờ đang là cơ hội tốt nhất để loại bỏ Bao Đại Quang, cơ hội không được để lỡ. Gã liền cười cười, bỗng nhiên lớn tiếng ho khan hai tiếng, dường như không phải cố ý, nhưng thực tế vẫn là cố ý gây tiếng động, để Hạ Tưởng nghe thấy. Ngô Minh Nghị đoán đúng, Bành Vân Phong quả thật đang nói với Hạ Tưởng về tầm quan trọng của Bao Đại Quang. Bành Vân Phong nói rất hàm xúc, y cũng biết mặc dù Bao Đại Quang có ảnh hưởng lớn đến giới thương nhân. Loại bỏ lão, cũng chỉ có mấy người bất mãn mà thôi. Là những doanh nghiệp tư nhân vốn dĩ không được chính phủ coi trọng, họ chỉ dám giận mà không dám lên tiếng, cũng không xuất hiện bất kỳ nhân tố gây bất an nào.
Bành Vân Phong chẳng qua cũng chỉ tán thành những kiến thức về kinh tế của Bao Đại Quang, cho rằng lão là một nhân tài, có thể cống hiến nhiều cho thị trưởng Hạ, nên mới khuyên thị trưởng Hạ có thái độ khoan dung với Bao Đại Quang. Hạ tưởng được thế lực gia tộc điều đến thành phố Thiên Trạch, lập trường chính trị của hắn trong mắt người ngoài, nhất định sẽ nghiêng về phía những đầu sỏ kinh tế và những doanh nghiệp lũng đoạn. Nhưng bây giờ thời gian còn sớm, thị trưởng Hạ vẫn chưa thể hiện rõ khuynh hướng chính trị. Bành Vân Phong lấy chuyện Bao Đại Quang để nói, thật ra cũng có những tính toán nhỏ nhặt của riêng y, là muốn mượn chuyện này để thăm dò khuynh hướng chính trị của thị trưởng Hạ. Thành phố Thiên Trạch quá bảo thủ, quá yếu kém trong việc bồi dưỡng kinh tế tư nhân phát triển. Mà vốn dĩ cái gốc đã yếu, doanh nghiệp nhà nước còn chưa vững mạnh, rồi lại tập trung toàn bộ nguồn kinh tế và chính trị có hạn lên nền kinh tế nhà nước, khiến cho kinh tế tư nhân oán giận vô cùng, cứ mãi không phát triển nổi. Muốn đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của Thiên Trạch, thì phải có sự dũng cảm và tinh thần đổi mới, thay đổi tình trạng chính phủ chưa ủng hộ những doanh nghiệp tư nhân. Đối với những doanh nghiệp nhà nước đang chiếm dụng một số lượng lớn tài nguyên xã hội nhưng lại không mang lại hiệu quả và lợi ích cao, thì nên loại bỏ, nên đóng cửa thì đóng cửa, phân chia hợp lý những nguồn tài nguyên đó cho doanh nghiệp tư nhân. Phải phát triển nền kinh tế tự do, thành phố Thiên Trạch mới có khả năng thay đổi hiện trạng. Bình tĩnh để suy xét, Bành Vân Phong cũng chỉ hy vọng Hạ Tưởng có thể loại bỏ hiện trạng cổ xưa lạc hậu từ trước đến nay của Thiên Trạch. Trước tiên phải thay đổi thái độ làm việc chậm rãi của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Bao Đại Quang có bị loại bỏ hay không đối với y không quan trọng, y muốn biết khuynh hướng chính trị của thị trưởng Hạ, cũng tiện để y quyết định phương hướng làm việc của y sau này. Nên y mới thận trọng lấy chuyện Bao Đại Quang ủng hộ doanh nghiệp tư nhân ra để nói, để xem thị trưởng Hạ có thái độ như thế nào. Biểu hiện của thị trưởng Hạ khiến Bao Đại Quang thất vọng, trước tiên hắn có chút suy nghĩ, nhưng vẫn nói. Chuyện cá nhân và những hiểu biết kinh tế của đồng chí Bao Đại Quang không thể lẫn lộn với nhau để nói. Vừa mới nói một câu, bên ngoài vừa vặn truyền đến tiếng ho khan của Ngô Minh Nghị. Hạ Tưởng cũng biết Bành Vân Phong rất muốn biết khuynh hướng chính trị của hắn, nhưng bây giờ không phải lúc để lộ ra. Mặc dù ở Bắc Kinh hắn đã đồng ý với nhà họ Ngô, bây giờ mới đến Thiên Trạch, lại thể hiện một khuynh hướng chính trị hoàn toàn ngược lại, vừa khiến thế lực gia tộc không vui, mà cả thủ tướng biết được cũng sẽ cho rằng hắn hai mặt. Chuyện chị Mã, giao cho Hiểu Mẫn toàn quyền xử lý là được. Hạ Tưởng phất tay. Mời bí thư Ngô vào. Bành Vân Phong cố gắng để không lộ ra sự thất vọng của mình, cung kính cúi đầu đi ra ngoài. Thấy Ngô Minh Nghị cũng không quên chào hỏi, Ngô Minh Nghị chỉ hừ khẽ một tiếng. Tiểu Bành, gần đây cũng khá năng nổ, được lắm, rất có chí tiến thủ. Bành Vân Phong biết trong câu nói của Ngô Minh Nghị có ý châm chọc, nhưng không biết làm thế nào để phản bác, đành phải cười miễn cưỡng. Ngô Minh Nghị vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, cười ha hả. Thị trưởng Hạ, sớm đã nên mời cậu ăn bữa cơm, nhưng vừa lúc gần đây tỉnh ủy gửi xuống một loạt văn kiện, ngày nào cũng phải học tập để hiểu được những tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, thật sự không rảnh rỗi nổi. Hạ Tưởng thấy Ngô Minh Nghị bộ dạng thoải mái, nói chuyện hào hùng, lúc đi lại rất nhanh nhẹn, liền biết gã là một người khôn khéo, cũng cười ha hả nói. Bí thư Ngô khách sáo rồi, công việc trên hết, công việc trên hết. Ngô Minh Nghị ngồi xuống, chủ động mời thuốc Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lại khéo léo từ chối. Hút thuốc không nhiều lắm, chỉ khi nào suy nghĩ nhiều mới hút một điếu. Ngô Minh Nghị cũng không miễn cưỡng, tự rút cho mình một điếu, rít một ngụm mới nói. Tôi hút một điếu, thị trưởng Hạ không phản đối chứ. Hạ Tưởng xua tay, không nói gì, chờ Ngô Minh Nghị bắt đầu câu chuyện. Ngô Minh Nghị rít sâu hai hơi, mới mở miệng. Nếu theo vai vế, tôi nên gọi trưởng ban Ngô là chú. Vừa mở miệng liền nói rõ thân phận, hiển nhiên có ý xích gần mối quan hệ, Hạ Tưởng vẫn mỉm cười, không nói gì, bộ dạng có vẻ đang lắng nghe. Ngô Minh Nghị thấy vậy, trong lòng liền biết thị trưởng Hạ không thích vòng vo, nên cũng nói rõ ý đồ mình đến đây. Vấn đề của Bao Đại Quang rất nghiêm trọng, chị Mã là em vợ của lão, hành vi cố ý phá hoại của công lại rất nghiêm trọng, hơn nữa còn cố ý trả thù, đã đạt đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà ta cũng đã thừa nhận được Bao Đại Quang sai bảo, cố ý trả thù việc phòng hành chính đuổi việc bà ta. Bà ta còn thừa nhận chuyện Bao Đại Quang nhận hối lộ là có thật, vì muốn được khoan hồng, bà ta còn khai ra những gian lận, tham ô của công của Bao Đại Quang trong quá trình trùng tu, cải tạo những công trình của Ủy ban Nhân dân thành phố để tiêu xài cho riêng mình.
Hạ Tưởng không khỏi liếc mắt nhìn Ngô Minh Nghị một cái, xuống tay rất nhanh, mới không được bao lâu, đã có thể lấy được nhiều tin tức như vậy từ Trịnh Mã. Có thể thấy gã muốn nhanh chóng loại bỏ Bao Đại Quang như thế nào. Nếu không phải Bành Vân Phong vừa mới nói đến những ảnh hưởng và tầm quan trọng của Bao Đại Quang ở một khía cạnh khác, Hạ Tưởng thật sự nhất thời không hiểu vì sao Ngô Minh Nghị lại nóng lòng đá Bao Đại Quang ra ngoài như vậy. Ngô Minh Nghị là đại diện tiêu biểu của thế lực gia tộc, còn Bao Đại Quang lại có chủ trương phản đối thế lực gia tộc. Bây giờ có thời cơ ra tay, Ngô Minh Nghị không tận dụng mới là lạ. Vẻ mặt Hạ Tưởng thực sự ngưng trọng, nói. Thật sự nghiêm trọng vậy sao? Tham ô và lạm dụng của công là những hành vi không thể dễ dàng tha thứ, phải nghiêm trị. Tôi đã để đồng chí Hiểu Mẫn phụ trách điều tra, những tình hình mà bí thư Ngô biết được, cũng có thể báo cáo với đồng chí Hiểu Mẫn. Thái độ của Hạ Tưởng hơi khiến Ngô Minh Nghị bất ngờ, gã vốn tưởng Hạ Tưởng nhất định sẽ mừng rỡ, thậm chí có khả năng còn xích gần mối quan hệ với gã, dù sao cũng là con cháu nhà họ Ngô. Không ngờ Hạ Tưởng lại rất bình tĩnh, còn có thái độ hờ hững với chuyện của Bao Đại Quang, khiến gã có chút không hiểu ra sao cả. Nhưng không hiểu ra sao gã cũng không thể hỏi bậy, không nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa Hạ Tưởng và nhà họ Ngô, gã hoàn toàn không đuổi kịp. Hạ Tưởng là một nhân vật thứ hai trong thành ủy, đường đường là thị trưởng, gã cũng không dám qua mặt, liền cười ha ha vài tiếng, vẫn không thấy thị trưởng Hạ tỏ rõ thái độ, liền đứng dậy ra về. Hạ Tưởng coi như cũng đã nể mặt gã, tiễn ra đến cửa. Ngay hôm sau, tin tức liên quan đến việc chị Mã khai Bao Đại Quang tham ô và lạm dụng của công truyền đi khắp tòa nhà thành ủy. Hạ Tưởng không hỏi không quan tâm, ngay cả Lý Hiểu Mẫn đến báo cáo công việc, cũng bị Từ Tử Kỳ ngăn lại bên ngoài. Lý Hiểu Mẫn liền hiểu được điều gì, nên không làm phiền thị trưởng Hạ thêm về việc này nữa. Chiều cùng ngày, trong hội nghị công tác chính phủ, Lý Hiểu Mẫn liền nhắc đến vấn đề nghiêm trọng của đồng chí Bao Đại Quang, cần thiết đình chỉ công tác để kiểm điểm. Hứa Phàm Hoa và Dương Kiếm đều không phản đối, bởi vì thật sự bọn họ cũng biết Bao Đại Quang có khúc mắc, không được sạch sẽ. Quan trọng hơn là bọn họ cũng nhận thấy, thị trưởng Hạ tuy luôn duy trì thái độ trầm mặc trong chuyện này, nhưng thái độ rõ ràng là ủng hộ. Hơn nữa còn có một điểm, người là do Bí Thư Ngô bắt được, Bí Thư Ngô thật sự muốn lật đổi Bao Đại Quang, thái độ rất kiên định. Là một phó bí thư chủ quản nhân sự, lời của gã gây không ít áp lực cho những người khác. Trần Khiết Văn cũng giống Hạ Tưởng, từ đầu đến cuối đều không biểu hiện gì, nhân vật đứng đầu và thứ hai trong thành ủy đều cùng duy trì thái độ trầm mặc, mặc dù xuất phát điểm không giống nhau, nhưng mục đích cũng giống nhau, chính là không khoan dung cho hành vi của Bao Đại Quang. Ba ngày sau, Bao Đại Quang bị cách chức điều tra, Lý Thanh Bần cũng bị liên lụy, tạm thời cách chức để kiểm điểm. Có lẽ là trùng hợp, buổi chiều liền triệu tập hội nghị hội đồng nhân dân thành phố, chính thức bầu Hạ Tưởng làm thị trưởng ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch, bầu Dương Kiếm làm phó thị trưởng ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch. Sau đó Hạ Tưởng triệu tập hội nghị thường vụ, thảo luận và điều chỉnh phân công trong bộ máy chính phủ. Đồng chí Dương Kiếm là phó thị trưởng thường trực, quản lý các công việc hàng ngày trong chính phủ, phụ trách ủy ban kế hoạch và phát triển và ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Lúc điều chỉnh phân công công tác, công việc xây dựng đô thị vốn dĩ thuộc về Hứa Phàm Hoa cũng về tay Dương Kiếm. Hứa Phàm Hoa tuy bất mãn, nhưng những phó thị trưởng ủng hộ Dương Kiếm chiếm đa số, hơn nữa thị trưởng Hạ cũng có thái độ ủng hộ, gã cũng bất đắc dĩ chấp nhận. Bao Đại Quang bị cách chức điều tra, Lý Thanh Bần tạm thời cách chức kiểm điểm, hơn nữa xem ra Lý Thanh Bần cũng có khả năng bị điều chuyển, một phó trưởng ban thư ký và một trưởng phòng hành chính, hai ghế trống đều là những vị trí béo bở, hấp dẫn không ít người. Lòng người bắt đầu dao động. Vấn đề nhân sự bên trong Ủy ban Nhân dân thành phố, Hạ Tưởng có quyền quyết định, nhưng Phó Thị trưởng Thường trực Dương Kiếm cũng có quyền đề nghị. Cũng không biết Dương Kiếm đã tính trước, hay do Thị trưởng Hạ quá bận rộn nên không quan tâm, dù sao cũng không có ai nhắc đến vấn đề chọn người. Nhưng Bành Vân Phong còn nhớ Thị trưởng Hạ đã từng nhắc đến với y, liền cho rằng Thị trưởng Hạ trưng cầu ý kiến y liền nghĩ ra mấy người đưa cho Thị trưởng Hạ chọn. Thị trưởng Hạ từ chối cho ý kiến, bảo y bỏ đó, nói là suy nghĩ một chút, sau đó liền không có chỉ thị gì nữa. Bành Vân Phong liền cảm nhận được rõ ràng thái độ lãnh đạm của thị trưởng Hạ đối với y, trong lòng liền thiếu tự tin, thầm đoán chắc có chỗ nào đó đã khiến thị trưởng Hạ không vui, có phải do lần thăm dò lần trước không? Mặc dù biết tâm tư lãnh đạo rất khó suy đoán, nhưng thân là cấp dưới, thì không thể không suy đoán tâm tư của lãnh đạo.
Trương Vưu lại một lần nữa cử người mời Từ Hâm, Từ Hâm liền tìm đến Bành Vân Phong, hy vọng Bành Vân Phong có thể mời được Hạ Tưởng ra mặt, thu xếp chút thời giờ để họ đón tiếp. Bành Vân Phong suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định dũng cảm nhắc một tiếng với thị trưởng Hạ. Không ngờ ngoài dự tính, lại gặp phải trắc trở, thị trưởng Hạ nói rất khách khí. Không cần khách sáo nữa, tôi vừa đến Thiên Trạch, tất cả mọi việc phải làm lại từ đầu, ăn cơm thì không cần, sau này hãng tính. Thay tôi chuyển lời cảm ơn đến ý tốt của Trương Vưu, đúng rồi, còn cả trưởng ban Từ nữa, khiến anh ta phải bận tâm rồi. Khách sáo thì khách sáo, nhưng vẫn là một thái độ khiến người khác cảm thấy xa vời, khiến Bành Vân Phong càng cảm thấy mất tự tin. Sau đó không lâu, lại xảy ra một chuyện khiến Bành Vân Phong cảm thấy càng mất tự tin hơn. Vài ngày sau, Từ Hâm mượn cơ hội thảo luận việc chọn người cho vị trí phó trưởng ban thư lý để nói chuyện với Hạ Tưởng. Trước nói chuyện chính, sau đó mới bàn chuyện riêng, lại một lần nữa mời Hạ Tưởng ăn cơm. Thị trưởng Hạ do dự một lúc, không ngờ lại đồng ý. Bành Vân Phong nghe xong, ngồi một mình trong văn phòng, cả nửa ngày không có động tĩnh gì, trong lòng bất ổn, vừa khó chịu vừa buồn bực. Y biết, thị trưởng Hạ chắc chắn có ý kiến gì với y, không muốn lượng thứ cho y. Y ra mặt mời thì không được, trưởng ban Từ ra mặt mời lại được, khiến trưởng ban Từ hiểu rõ, trong mắt thị trưởng Hạ, y không hề có phân lượng gì. Bành Vân Phong nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến nỗi mồ hôi chảy đầy đầu, suy nghĩ lại tất cả sự việc từ đầu đến cuối, hình như đã biết y sai ở đâu, chính là tự cho mình là thông minh, cứ luôn muốn thăm dò suy nghĩ của lãnh đạo. Thăm dò suy nghĩ của lãnh đạo không phải không được, nhưng nhất định phải làm thật bí mật, vừa không bị lãnh đạo phát hiện, lại không để lãnh đạo không thích. Thị trưởng Hạ quá thông minh, trước mặt anh ta thủ đoạn nhỏ nhặt khôn ngoan nhỏ nhặt thì không có tác dụng gì, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Hạ Tưởng dưới sự dẫn đường của Từ Hâm, đi đến khách sạn Đức Khánh. Khách sạn Đức Khánh cũng là nơi xa hoa đứng hàng thứ nhất thứ hai ở Thiên Trạch. Trương Vưu đứng trước cổng, khuôn mặt tươi cười chào đón, vừa thấy Hạ Tưởng đi vào, vội cúi đầu khom lưng tiếp đón. Thị trưởng Hạ, chào ngài, tôi là Trương Vưu, lần trước chúng ta cũng đã gặp mặt, có lẽ ngài cũng không có ấn tượng gì nữa, nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu sắc với thị trưởng Hạ, rất ngưỡng mộ ngài. Hạ Tưởng đưa tay ra bắt tay Trương Vưu, không khách sáo cắt ngang lời gã. Trương Vưu, đừng chỉ biết nói những lời hoa mỹ, còn phải học cách làm những việc tốt đẹp. Lời hoa mỹ thì ai cũng biết nói, nhưng việc tốt thì không có mấy người có thể làm được. Trương Vưu không ngờ thị trưởng Hạ trực tiếp nói thẳng, tuy nhiên da mặt gã dày, sớm đã trở thành nước lửa cũng không ngấm, liền cười ha hả. Thị trưởng Hạ chỉ bảo rất đúng, tôi nhất định biết sai sẽ sửa, càng ngày càng tốt hơn. Hạ Tưởng cười ha hả, cũng không sửa chữa những lỗi sai trong lời Trương Vưu. Dưới sự dẫn dắt của Trương Vưu, vào phòng ăn. Vóc dáng Từ Hâm không cao, có lẽ cũng chỉ khoảng 1m5-1m6, lại thêm người cũng gầy, khiến một người 50 tuổi như gã, trở thành một ông lão già. Lãnh đạo đảng chủ yếu của thành phố Thiên Trạch so với lãnh đạo đảng của thành phố Lang cũng lớn tuổi hơn rất nhiều. Có lẽ cũng vì nguyên nhân tuổi tác, bầu không khí chính trị của Thiên Trạch khá chững chạc hơn, hoặc rõ ràng khéo đưa đẩy hơn. Hạ Tưởng sở dĩ đồng ý nhận lời mời cơm của Trương Vưu, là do suy nghĩ về ba mặt, thứ nhất, công trình nhà ở thu nhập thấp cũng nên sớm được quyết định. Thứ hai, thái độ của hắn quá kiên quyết, nếu Trương Vưu không đồng ý điều kiện đặt cọc 30%, hắn thả đổi một nhà thầu khác. Thứ ba, vì công trình nhà ở cho người thu nhập thấp là một sự khởi đầu của hắn ở Thiên Trạch, không những là sự xác lập quyền uy của thị trường, còn liên quan đến việc quan niệm chính trị của hắn liệu có thể mở rộng ở thành phố Thiên Trạch hay không. Chương 914, điểm bắt đầu. Hạ Tưởng và Từ Hâm là lần đầu tiên ghi áp mặt tiếp xúc riêng. Mối quan hệ giữa Từ Hâm và Trương Vưu cũng chẳng muốn phỏng đoán gì nhiều. Mạng lưới quan hệ xuất hiện ở bất cứ đâu cũng là chuyện quá bình thường. Cứ coi như là Trương Vưu có thể mời Trần Khiết Văn ra mặt thì cũng chẳng có gì lạ. Điều duy nhất khiến Hạ Tưởng cảm thấy hơi kinh ngạc là Từ Hâm nói không nhiều, khi làm việc có vẻ cứng nhắc. Chứ không giống như cái kiểu tư thế quan liêu hay dở giọng như các trưởng ban tổ chức cán bộ bình thường khác mà lại có chút giống với một học giả với chút học thức và tinh thần độc lập. Cũng không phải ý nói rằng trưởng ban tổ chức cán bộ nào cũng chắc chắn là có cái bộ dạng như thế, điều Hạ Tưởng hơi có chút mê hoặc chính là, tính cách của Từ Hâm và Trương Vưu khác nhau hoàn toàn. Họ làm sao lại có mối quan hệ riêng được, hơn nữa còn lặp đi lặp lại ra mặt thay cho Trương Vưu nữa chứ.
Hạ Tưởng không nghĩ nhiều đến mối quan hệ giữa Từ Hâm và Trương Vưu nữa. Chỉ nghĩ đến trận chiến đầu tiên ở thành phố Thiên Trạch, cho tiến nhưng không cho lui, so với phương châm chấp chính của hắn mở rộng ở thành phố Thiên Trạch về sau thì sự tính toán công trình nhà ở cho người thu nhập thấp chỉ là mưa phùn mà thôi. Nếu như ngay cả mưa phùn cũng có thể khiến hắn ướt hết, về sau mà gặp trận mưa lớn thì biết làm thế nào. Trương Vưu khéo đưa đẩy, nhưng Hạ Tưởng không hề có thành kiến gì với y. Y ở chốn quan trường gặp được bao nhiêu nhân vật muôn hình muôn vẻ. Không nhất định là những người bề ngoài bóng loáng là không thể làm nên chuyện gì. Cũng không nhất định là những người vẻ mặt đoan chính là có thể làm được chuyện. Ngược lại, bây giờ không còn nhiều những người đáng khinh mà những người ra vẻ đạo mạo thì quá nhiều. Khi gọi món ăn, gọi rượu lên, Trương Vưu hỏi Hạ Tưởng muốn uống rượu gì, Hạ Tưởng phất tay nói. Buổi chiều còn phải đi làm, uống nước khoáng là được rồi. Trương Vưu vẻ mặt khó xử liếc nhìn Từ Hâm một cái, Từ Hâm cũng không khuyên mà lại nói. Không uống rượu thì không uống nữa, tôi cũng sẽ uống nước khoáng. Trương Vưu liền ngượng ngùng cười. Hai vị lãnh đạo đều uống nước trắng, chẳng phải là làm mất mặt tôi sao? Hạ Tưởng từ tốn nói một câu. Cùng ngồi ăn cơm với nhau, coi như làm quen, nói chuyện là được rồi. Tôi ăn cơm cùng với ai đều rất ít khi uống rượu. Trương Vưu nghe được ý của thị trưởng Hạ, liền vội gật đầu. Tôi đã nói, thị trưởng Hạ quả thật có tố chất cao, thường xuyên giao tiếp với các lãnh đạo tỉnh, làm việc không uống rượu, không hút thuốc lá mới là cao nhân. Lời khen của Trương Vưu chẳng ra sao, Hạ Tưởng cũng không cười, vẻ mặt thản nhiên nói. Tôi cũng không phải là không uống chút rượu nào đâu, chỉ là rất ít uống rượu hút thuốc thôi, còn tùy trường hợp. Từ Hâm liền vội hòa giải. Thị trưởng Hạ đừng trách móc. Thành phố Thiên Trạch nghèo khó lạc hậu, rất nhiều người quan niệm bảo thủ, cho rằng rượu thuốc không phân nhà. Cách mạng toàn bộ dựa vào nó, tư tưởng khá là cứng nhắc liền cảm thấy không vui chơi giải trí thì không làm được chuyện gì. Trương Vưu cũng vậy, ý của tôi là trực tiếp nâng đến 20% chẳng phải là được sao. Tin rằng thị trưởng Hạ cũng sẽ giơ cao đánh khẽ. Hạ Tưởng không thể quá mức lãnh đạm với Từ Hâm. Hắn lại cười. Trưởng ban Từ có điều không biết, tôi đầu tiên là ở huyện An. Sau đó là quận Hạ Mã, sau đó là đến thành phố Lang, phụ trách công việc về phương diện của chính phủ. Ngày nào cũng giao tiếp với các nhà khai thác, các doanh nghiệp. Đại đa số bọn họ là tốt, nhưng cũng không thiếu sự luồn cúi. Những người đầu cơ trục lợi, đặc biệt là công trình nhà ở cho người thu nhập thấp của chính phủ, không thể đối đãi như với các hạng mục công trình đơn giản được, cần phải thận trọng chính là chịu trách nhiệm đối với quốc gia và nhân dân. Trương Vưu khi nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Hạ Tưởng, nhẹ nhàng mỉm cười một cách nhanh chóng và rất tự nhiên, dường như không cần quá độ hành văn liền mạch, thế nên trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Vốn cứ tưởng dễ đối phó với vị thị trưởng Hạ trẻ tuổi, dù sao thì cũng mới hơn 30 tuổi đầu, thì có thể có lòng dạ sâu thế nào. Hiện tại bây giờ ngồi cùng nhau khiến y nhận rõ ra một sự thực, thị trưởng Hạ thực sự không đơn giản, tuổi trẻ mà đã ngồi lên vị trí cao. Cũng không phải như bên ngoài đồn đại nói là dựa vào mối quan hệ với bố vợ là phó chủ tịch tỉnh. Từ Hâm vừa nghe thì biết thị trưởng Hạ đã biết rõ lai lịch của anh ta. Cô thật, anh ta vẫn luôn công tác ở đảng ủy nên tiếp xúc không nhiều với phương diện sự vụ của chính phủ, thị trưởng Hạ nói chuyện rất nề nếp, vừa mới nói là đã chặn họng anh ta. Không cho anh ta mở miệng thay cho Trương Vưu nữa. Anh ta liền so sánh mức độ xa gần với Trương Vưu thì có quyết định, cười nói. Khách sạn Đức Khánh có một số đồ ăn đặc sắc của thành phố Thiên Trạch, rất là ngon mà các nơi khác không có. Thị trưởng Hạ có thể đến thưởng thức. Trương Vưu trong mắt có một tia thất vọng tuy nhiên vẫn nhiệt tình giới thiệu mấy món đặc sản địa phương cho Hạ Tưởng. Thiên Trạch tuy rằng nghèo, tuy nhiên không hề ít các món ăn thôn quê dân dã. Có một món gọi là lẩu bát tiên hoang dã, chính là đem thịt hươu, cánh chim trĩ, thỏ hoang, măng mùa đông, nấm khẩu bắc, ớt xanh, cùng cho vào trong nồi lẩu. Khi ăn thì hương vị đều vẫn còn giữ nguyên. Hạ Tưởng không phải là đến để ăn đồ ngon nhưng có đồ ngon để ăn thì cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói món bánh chiên cũng ngon lắm đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi, là dùng bột mì để làm, rất là dinh dưỡng. Có vị chua cay tươi ngon. Nói đến ăn thì Trương Vưu rất rành hơn nữa ăn nói cũng nhã nhặn hơn nhiều. Đúng là những người từng trải qua thì cũng có chút hiểu biết. Mấy người bắt đầu ăn cơm. Sau khi lấy trà thay rượu uống vài chén, Trương Vưu nháy mắt một cái với Từ Hâm. Từ Hâm lại làm bộ cúi đầu, cũng không đáp lại,
Hạ Tưởng liền hiểu ra một điều, Từ Hâm chỉ làm người trung gian, không phải là khách, y tự biết thân phận của mình. Ăn cơm với Trương Vưu cũng không phải là một lần gặp đơn giản, tương đương với lần tiếp xúc chính thức giữa Hạ Tưởng và người đại diện doanh nghiệp tư nhân địa phương. Nói đến giao chiến thì hơi khoa trương, nhưng nếu như nói là so chiêu thì khá là sát nghĩa. Hắn có thể nhượng bộ cho Trương Vưu hay không, có liên quan đến việc phương châm lãnh đạo sau này của hắn, sau khi đưa ra có thể thuận lợi đạt được bước quan trọng đầu tiên khi chấp hành hay không. Cũng không biết Trương Vưu lại ám chỉ gì, một lát sau, Từ Hâm còn nói một câu thay cho Trương Vưu. Trương Vưu đầu óc linh hoạt, mấy năm nay cũng đã có một số cống hiến về việc kiến thiết nền kinh tế thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng liền nói, tốt, tốt, là một đồng chí tốt. Câu trả lời lập lờ khiến cho Trương Vưu không hiểu cái ý tốt của thị trưởng Hạ là thừa nhận lời nói của trưởng ban Từ, hay là nói được rồi, đừng có mà dài dòng nữa. Lời nói của lãnh đạo thì toàn là có hàm ý phong phú, đoán không đúng thì không những không làm nên chuyện mà còn để lại ấn tượng không tốt trong mắt lãnh đạo. Về sau muốn gây dựng nên ấn tượng tốt thì cũng khó. Trương Vưu không muốn nhượng bộ. Cũng không phải là y không đưa ra được 30% khoản tạm ứng mà là không muốn mở ra tiền lệ. Mở ra tiền lệ thì y không bị các nhà đầu tư khai thác bản địa mắng cho mới là lạ. Và như thế thì y đắc tội với tất cả các nhà đầu tư khai thác phát triển của thành phố Thiên Trạch rồi. Không ít người cùng ngành đã khuyên riêng y, hoặc là giải quyết thị trưởng Hạ, kiên trì 10% như bình thường hoặc là làm cứng, rút khỏi công trình nhà ở cho người thu nhập thấp. Không tin là thị trưởng Hạ có thể thật sự tìm được một nhà đầu tư khai thác bên ngoài, đến lúc đó bọn họ liên hợp lại với nhau thì thế nào cũng khiến các nhà đầu tư khai thác bên ngoài mất cả chỉ lẫn chài. Nếu như các nhà đầu tư khai thác địa phương liên hợp với nhau để bài trừ người ngoài thì uy lực sẽ không hề nhỏ. Bởi vì các nhà khai thác phát triển bên ngoài muốn nhận thầu công trình xây dựng ở địa phương thì cần phải giải quyết một loạt các vấn đề nan giải. Đầu tiên là tuyển nhân công, tiếp theo là mua vật liệu xây dựng. Tiếp theo đó là liên hệ và có mối quan hệ tốt với dân cư địa phương. Rất nhiều chuyện vặt vãnh, nếu như xảy ra vấn đề thì tuyệt đối sẽ mệt mỏi khó mà giải quyết. Các nhà đầu tư khai thác phát triển bên ngoài muốn thuận lợi tiếp nhận công trình thì dù là tuyển được nhân công, nhưng không mua được nguyên vật liệu xây dựng thì cũng khó mà khởi công được. Còn có một mắt xích mấu chốt nhất chính là những nhà đầu tư khai thác đại đa số sẽ không đem theo thiết bị đến trước, bởi vì rất nhiều thiết bị loại lớn quá là cồng kềnh. Chi phí vận chuyển quá cao, thông thường đều là thuê ở ngay địa phương. Nhưng nếu như thuê ở thị trường bị người ta khống chế, không thuê được thiết bị thì không có bột đố mà gột lên hồ. Trương Vưu vừa không muốn buông tay công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, tiền của nhà nước dễ kiếm, thu hồi nhanh, có đảm bảo, vừa không muốn ứng ra 30% nên cứ kéo dài mãi. Kéo dài được vài ngày, không thấy thị trưởng Hạ nhả ra, bí thư Trần có lộ diện cũng không tác dụng lắm. Y liền biết thị trưởng Hạ có thủ đoạn, khó đối phó, nên muốn đợi vài ngày nữa rồi nói. Không ngờ, lại xảy ra chuyện của chị Mã như thế này. Chị Mã vừa xảy ra chuyện, Bao Đại Quang vừa ngã, Trương Vưu ngay lập tức cảm nhận được một chút khí lạnh. Y biết hạng mục cải tạo và duy tu ủy ban nhân dân thành phố thì sẽ dễ dàng vào tay người khác. Y tuyệt đối sẽ bị người ta đá văng ra ngoài. Nếu như nói mất đi lợi nhuận hàng trăm triệu từ hạng mục cải tạo chính phủ hàng năm không sót ruột, lại mất đi hạng mục công trình nhà ở cho người thu nhập thấp mà khó khăn lắm mới có được thì thực sự khiến Trương Vưu nhảy đong đỏng. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp đầu tư hơn 100 triệu, nếu như khống chế vốn cho tốt, lãi dòng có thể đạt đến hơn 15 triệu, không thể nói buông tay là buông tay được. Bây giờ có hai áp lực lớn y đang phải đối mặt. Ở trên thì có thị trưởng Hạ không nhả ra, phía dưới thì tất cả đều cảnh cáo y không được phá lệ, nếu không thì sẽ liên hợp lại chống lại y. Bởi vì tiền lệ mà mở ra rồi về sau cứ thế, thì thị trường xây dựng của thành phố Thiên Trạch sẽ đẩy ngã con bài domino đầu tiên, rất nhiều các nhà đầu tư khai thác phát triển hạng vừa và nhỏ sẽ ngập trong tai ương. Lần trước gặp mặt thì chỉ vội vội vàng vàng, Trương Vưu còn chưa hiểu về cách đối nhân xử thế và thủ đoạn của thị trường Hạ. Bây giờ mặt đối mặt ngồi cùng nhau, còn chưa nói đến chuyện chính thì anh ta đã có ý rụt rè không thể giải thích nổi. Chuyện lạ. Anh ta không có đi lại nhiều với các quan viên chính phủ, đại đa số đều có thể xử lý được, lẽ nào thị trưởng Hạ chính là dầu muối không thể dung hợp, làm thế nào cũng không thể hòa tan trong nước. Thị trưởng Hạ, tôi cũng có cổ phần bên trong khách sạn Đức Khánh. Thiết bị ở đây là hạng nhất của thành phố Thiên Trạch này, có phòng tập thể hình, bên trong có hồ bơi, có trung tâm giải trí.
ở đây tôi có một thẻ kim cương, nếu như anh làm việc mệt mỏi thì đều có thể đến đó thư giãn. Trương Vưu lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn. Chủ tịch khách sạn Hách Thiệu Văn cũng muốn gặp anh thấy thế nào? Với cấp bậc của Hạ Tưởng thì đến bất cứ khách sạn nào, các ông chủ cũng sẽ không chần chừ buông lời nịnh bợ. Nhưng Hạ Tưởng không phải là phó thị trưởng, lại càng không phải là cán bộ trung tầng trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Các ông chủ khách sạn dù nhiệt tình đến mấy muốn làm quen với thị trưởng Hạ thì cũng không dám mạo muội tự đi vào để giới thiệu mình. Hạ Tưởng nhìn cái thẻ kim cương, nâng chén trà lên uống một ngụm. Tôi xin ghi nhận ý tốt của anh, bình thường cách thức luyện tập của tôi là đi bộ, chứ không quá coi trọng như thế. Thay tôi gửi lời cảm ơn nhã ý của ông Hách, tôi có nhiều chuyện phải làm, lần sau là được rồi. Sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ngay trước tấm thẻ kim cương kia, cũng chả hiểu là vô tình hay hữu ý làm thế. Chén trà di động về phía trước thì tấm thẻ bị lui về vài phân. Bộ trưởng Từ, còn anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thấy thị trưởng Hạ trực tiếp chuyển sang đề tài khác, Trương Vưu biết là lãnh đạo đang ám chỉ anh ta có nhiều lời nói thừa thãi quá, nếu như không nói ra được ý gì nữa thì khó mà giữ chân được lãnh đạo. Nhưng hiện tại giờ khác quan trọng chưa đến, hoàn cảnh không hòa hợp, mở miệng ra nói đến vấn đề xây dựng công trình nhà cho người có thu nhập thấp thì trong lòng vẫn chưa nắm chắc lắm. Trương Vưu không khỏi chần chừ. Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ mục đích Trương Vưu mời hắn. Nhưng có một số chuyện đối phương không nói thì càng không thể chủ động nói được. Quyền chủ động nên là nắm trong tay, hơn nữa, nói thật, hắn thực sự phải có sự lựa chọn, nhưng Trương Vưu thì không. Thị trưởng Hạ, kể tường tận với anh, tôi có thực lực, cũng muốn ứng trước ra 30% khoản tiền nhưng vấn đề là không phải tôi muốn ứng trước ra là có thể ứng được. Có người không đồng ý. Trương Vưu tâm độc, biết rằng thương nhân ở trước mặt chính phủ thì luôn luôn là ở thế yếu. Dứt khoát nói ra lời nói thực, bởi vì muốn đầu cơ trục lợi trước mặt thị trưởng Hạ, thì y thấy khả năng chữa lợn lành thành lợn què là khá lớn. Nếu như tôi mở ra tiền lệ này thì tôi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trương Vưu cũng đã lăn lộn với đời không ít rồi. Tuy rằng trình độ văn hóa không cao nhưng anh ta cũng rèn luyện để có một tài ăn nói rất sắc bén, nói ra câu nào câu nấy đều đâu ra đấy. Anh ta liền thuật lại một hồi tình cảnh khó khăn của mình. Hạ Tưởng nghe xong, uống nửa chén trà, không nói gì. Tình hình nghiêm trọng hơn những gì hắn tưởng. Thế lực của chủ nghĩa bảo vệ địa phương không chỉ có ở các cơ quan đảng mà ở giới công thương và ở trong nhân dân cũng tồn tại. Nhưng có điều vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Các doanh nghiệp nhà nước thành phố Thiên Trạch bảo thủ, quan niệm của doanh nghiệp tư nhân lại lạc hậu, doanh nghiệp nhà nước lại cải cách chậm chạp. Điểm xuất phát đều không phải là rộng mở thị trường, hướng thị trường phải có hiệu quả và lợi ích, mà là nghĩ cách giao dịch tiền quyền. Như ong vỡ tổ tiếp nhận lấy những công trình của chính phủ. Quan niệm, xét đến cùng vẫn là vấn đề quan niệm. Cũng phải, một thành phố cấp 3 bảo thủ và lạc hậu, không thể một cơ quan chính phủ bảo thủ và truyền thống, mà thị trường lại có thể nhiệt liệt và mở rộng. Phong cách làm việc của cơ quan chính phủ đại đa số là chịu sự ảnh hưởng và kiềm chế của trình độ phát triển kinh tế địa phương, hơn nữa lại có mối quan hệ rất khăng khít với phong cách, phong tục tập quán và quan niệm của địa phương. Nhưng muốn phá vỡ cái truyền thống đó, muốn làm được điều đó thì nhất định phải tìm được một bước đột phá, trước mắt công trình nhà cho người có thu nhập thấp chính là một điểm khởi đầu tốt nhất. Nếu như không có nỗi đau thì không thể phá bỏ đi quan niệm cũ được, không thể phá bỏ đi trình tự kinh tế lạc hậu hiện nay. Do đó, không phải là hắn lựa chọn Trương Vưu mà là Trương Vưu thực sự là người đứng mũi chịu sào, đưa mình lên chỗ đầu sóng ngọn gió. Hạ Tưởng liền vẻ mặt nghiêm nghị nói. Trương Vưu. Tôi cũng nói rõ với anh điều này, ứng trước 30%, một xu cũng không thể thiếu, không cần phải thương lượng nữa. Việc trả lại của chính phủ có thể đảm bảo, lợi nhuận có thể đảm bảo, nhưng tiền lệ ứng trước thì phải mở ra. Anh có phải là con chim đầu đàn hay không thì tự anh quyết định. Anh chịu rủi ro thì không có hồi báo tương ứng, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Hạ Tưởng chỉ nói đến đây, không nói sâu thêm, lẽ ra theo như cấp bậc của hắn. Khi đi ra ngoài thì nên có thư ký đi theo, nhưng thứ nhất là đối với Từ Tử Kỳ không đạt tới 100% tin tưởng, thứ hai là hôm nay có Từ Hâm ở đó nữa. Có một số câu nói sợ là không tiện để cho thư ký đi cùng nghe thấy thế nên hắn mới đi dự tiệc một mình. Đương nhiên còn có một điểm, Từ Tử Kỳ vẫn chưa hiểu được lập trường chính trị và phong cách lãnh đạo của hắn. Có đến thì cũng không thể kịp thời thay hắn đánh yểm trợ.
Thư ký là người sắp xếp hoạt động của lãnh đạo và cũng là người đánh yểm trợ, kịp thời nói ra những điều mà lãnh đạo không tiện nói. Hạ Tưởng không cho rằng Từ Tử Kỳ hiện tại có thể đảm nhiệm được những việc này. Kỳ thật phong cách của Hạ Tưởng vẫn là có chút độc đáo. Hoặc có lẽ là vì hắn ta còn trẻ, thông thường lên đến cấp sở, khi ra ngoài thường đem theo ba loại người. Ra ngoài riêng thì đại đa số đều đem theo thư ký, chuyện công thì ngoài thư ký ra còn có cả một phóng viên. Nếu như là cả công và tư thì sẽ là thư ký, phóng viên và ông chủ. Thư ký là hình tượng thứ ba của lãnh đạo, thay lãnh đạo sắp xếp hoạt động. Phóng viên là người ghi lại hành tung của lãnh đạo, dùng để tuyên truyền. Ông chủ là người thay tùy tùng hầu hạ lãnh đạo để lãnh đạo không phải mệt nhọc. Hạ Tưởng trừ phi là chuyện công, chứ thông thường rất ít khi đem theo thư ký, càng không nói đến ông chủ, hắn không thích cổ động, cũng không thích ăn uống thả cửa, càng không đòi ăn đòi thẻ. Vì thế ở mấy nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ đều không bị ai cười chê gì về vấn đề kinh tế. Trương Vưu ánh mắt rất tinh, nhìn ra Hạ Tưởng không ham tiền nhưng có háo sắc hay không thì còn chưa biết. Anh ta không dám mạo muội sắp đặt, chẳng may nịnh không đúng chỗ rồi thất bại thì toi. Nghe thấy câu nói của thị trưởng Hạ, anh ta biết, anh ta đã gặp phải cửa ải lớn nhất trong cuộc đời. Lời nói của thị trưởng Hạ hàm ý phong phú, Trương Vưu cũng nghe ra điều gì đó. Phong cách của mỗi thị trưởng mỗi nhiệm kỳ là không giống nhau. Đặc biệt là thị trưởng Hạ trẻ tuổi như vậy, chắc chắn là sẽ làm một trận lớn ở thành phố Thiên Trạch. Nhưng trình tự cứng nhắc của thành phố Thiên Trạch không dễ dàng phá bỏ như thế được. Làm con tốt của thị trưởng Hạ ưu đãi chắc chắn là không ít nhưng chẳng may thị trưởng Hạ thất bại thì hắn có thể phủi mông chạy lấy người, tìm một nơi khác tiếp tục làm thị trưởng, còn mình thì cũng đừng mong có chỗ đứng ở thành phố Thiên Trạch này nữa. Điện thoại của Hạ Tưởng đột nhiên reo lên. Hắn cũng không kiêng dè Từ Hâm và Trương Vưu, liền trực tiếp nghe điện thoại luôn. Vâng, được rồi, hoan nghênh đến thành phố Thiên Trạch đầu tư, tự chuẩn bị thiết bị, tự mang theo nhân công đến. Được đó, có sự quyết đoán. Cũng phải, Bắc Kinh thực sự cách Thiên Trạch cũng không xa, các thiết bị lớn có thể vận chuyển qua được, chắc cũng chỉ mất 1-2 tiếng đồng hồ. Vậy thì cứ như thế nhé, hẹn gặp lại sau. Chương 915, lòng hiểu nhưng không nói. Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tưởng liền nâng tay lên nhìn nhìn. Thời gian không còn sớm, hôm nay đến đây thôi nha. Cũng không đợi Trương Vưu trả lời, hắn lại quay đầu hỏi Từ Hâm một câu. Trưởng ban Từ, tôi còn có chuyện muốn nói với anh một chút, cùng đi chứ. Hạ Tưởng hướng về phía tòa nhà thành ủy, Từ Hâm cũng vậy. Hai người cùng đường. Trương Vưu liền nhiệt tình đứng dậy đưa tiễn. Khi tiễn đến cửa thì một người đàn ông trung niên mặc vest. Đi giày da với nụ cười cung kính đứng ở cửa, Trương Vưu không để lỡ cơ hội giới thiệu cho Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, đây là Tổng Giám đốc khách sạn Đức Khánh, Hách Thiệu Văn. Hách Thiệu Văn hai tay cầm tay Hạ Tưởng, lay động vài cái bày tỏ sự nhiệt tình và sự kích động trong lòng. Hạ Tưởng cũng không muốn làm phật ý ông ta, nên nói khách khí vài câu. Thị trưởng có thể đến khách sạn Đức Khánh, thân là Tổng Giám đốc thì đương nhiên phải không chần chừ mà nịnh bợ rồi. Nịnh bợ được thì là may mắn. Còn như không được thì là công việc thất bại. Hạ Tưởng và Từ Hâm ngồi chung xe quay trở về. Hạ Tưởng vẫn nhắm mắt lại không nói lời nào, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Thị trưởng Hạ không mở miệng, Từ Hâm cũng khó nói được điều gì. Cho đến khi đến tòa nhà thành ủy, khi sắp xuống xe, Hạ Tưởng mới đột ngột hỏi một câu. Trưởng ban Từ, việc chọn người vào vị trí phó trưởng ban thư ký, ban tổ chức cán bộ có trọng điểm gì không? Từ Hâm vốn tưởng rằng Hạ Tưởng tuổi trẻ, đảm nhiệm thị trưởng chỉ sợ kẻ dưới khó phục tùng. Dù sao tuổi trẻ cũng ít kinh nghiệm, thiếu khí chất. Nhưng không ngờ hôm nay gặp rồi thì khiến anh ta thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận. Thị trưởng Hạ không những lão luyện thành thục, nói chuyện thận trọng, đĩnh đạc, vừa không khiến cho người ta có cảm giác ở trên cao, nhưng cái uy của hắn một thị trưởng thành phố thì vẫn được thể hiện ra. Người ta nói gừng càng già càng cay, có đôi khi cũng không hẳn. Trước mắt thị trưởng Hạ 30 tuổi này cũng đã rất cay, rồi. Nếu như không ngoài dự liệu, cuộc cạnh tranh chức vụ phó trưởng ban thư ký chính là lần đầu tiên thể hiện lập trường chính trị thường vụ của Hạ Tưởng sau khi đến thành phố Thiên Trạch. Vấn đề nhân sự từ xưa đến nay đều là vấn đề nhạy cảm. Tuy thị trưởng không quản lý vấn đề nhân sự nhưng phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố là một trong những thành viên của bộ máy chính phủ. Thị trưởng có quyền hỏi đến, Từ Hâm trầm ngâm một lát. Thị trưởng Lý và Bành Vân Phong đều đưa ra kiến nghị với ban tổ chức vẫn chưa suy xét tổng thể,
nghe nói cũng có đề cập đến tên Bí thư Ngô. Vị trí phó trưởng ban thư ký tuy rằng không phải là một chức vụ đặc biệt mấu chốt, nhưng do là chủ quản phòng hành chính, đều biết phòng hành chính là nơi béo bở, thế nên ai cũng chằm chằm nhìn vào cái ghế đó. Việc bổ nhiệm phó trưởng ban thư ký có thể lớn, có thể nhỏ. Nhỏ thì hội nghị công việc bí thư có thể thông qua, lớn thì phải thảo luận trong hội nghị thường vụ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, việc chọn người cho vị trí phó trưởng ban thư ký, Bí thư Ngô có đề cử. Thị trưởng Lý và Bành Vân Phong cũng có đề cử người. Sau khi nộp lên ban tổ chức cán bộ thành ủy, ban tổ chức cán bộ cũng có ứng cử viên. Điều khiến người ta hoa mắt chính là ban tổ chức cán bộ còn chưa có quyết định chọn người nào thì Bí thư thành ủy Trần Khiết Văn cũng thông qua sự ám chỉ của thư ký, trưởng phòng nhân sự văn phòng ủy ban nhân Long Dân Canh khá thích hợp đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Người mà Bí thư Ngô đề cử là thư ký Phó Hồng Muội, trưởng phòng thư ký văn phòng ủy ban nhân dân. Người Lý Hiểu Mẫn và Bành Vân Phong đề nghị là cùng một người, chính là trưởng phòng tin tức văn phòng ủy ban nhân dân Cao Phi. Một vị trí phó trưởng ban thư ký có tới 3-4 người tranh. Tuy chỉ là phó nhưng cũng được coi là sự thăng chức khó tìm. Đặc biệt là đối với những cán bộ ở cấp phòng đến mấy chục năm hoặc gần nửa đời người thì có lẽ chính là cơ hội thăng chức duy nhất. Việc đánh nhau đến sức đầu mẻ chán cũng là chuyện khó tránh. Trước việc thăng quan tiến chức thì chẳng ai khiêm tốn cả, cũng chẳng ai nhượng bộ. Thế nhưng nhân vật mấu chốt quan trọng nhất thị trưởng Hạ, lại giống như một người ngoài cuộc. Không những không có danh sách người đề cử lên mà dường như hắn không quan tâm đến chuyện ai đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thư ký vậy. Mà đi cùng thư ký từ Tử Kỳ đến Bắc Kinh, để tham gia việc khảo sát các nhà thầu cho công trình xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp. Nhà thầu ở Bắc Kinh đến là một công ty kiến trúc rất có thế lực và tiếng tăm, công ty bất động sản Đạt Vạn. Tổng giám đốc Trần Bằng Trình của công ty bất động sản Đạt Vạn này rất có cá tính, đầu chọc, mũi to, vẻ mặt rất vui tươi, giống như một danh hài nào đó. Nhưng nụ cười trên mặt ông ta lại rất ít, luôn luôn là vẻ mặt rất nghiêm túc. Trần Bằng Trình là bạn của Dương Uy, lần này tiến đến thành phố Thiên Trạch, thứ nhất là khảo sát thị trường xây dựng của thành phố Thiên Trạch. Bởi vì vòng kinh tế lớn của thành phố đang lên đà, thành phố Thiên Trạch phải tạo dựng được thành phố mới Kinh Bắc. Dù là vẫn chưa chính thức lập dự án, nhưng vì lý do Dương Uy quen Hạ Tưởng nên bất động sản Đạt Vạn quyết định nhanh chân đến trước. Thứ hai là anh ta cũng rất có hứng thú với dự án công trình nhà ở cho người thu nhập thấp. Dự án công trình nhà ở cho người thu nhập thấp tuy lợi nhuận khá thấp nhưng thu hồi lại thì rất đảm bảo, có lợi cho việc nâng cao hình tượng của công ty, nổ ra một loạt pháo. Thông thường mà nói công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, những nhà thầu bên ngoài rất khó mà vớ được. Về cơ bản thì đều là các xí nghiệp địa phương chia nhau. Nhưng hiện tại với làn gió đông mà thị trưởng Hạ mang đến, Trần Bằng Trình chỉ nghe Dương Uy nói đơn giản một câu đã động lòng rồi quyết định đến thành phố Thiên Trạch xem thế nào. Thực sự với thân phận của Bằng Trình, không cần đích thân Hạ Tưởng phải tiếp khách, chỉ cần tùy ý gọi một phó thị trưởng ra mặt là được rồi. Nhưng Hạ Tưởng nghĩ một là muốn gặp Dương Uy. Dù sao thì Dương Uy cũng luôn rất nhiệt tình. Thứ hai là muốn mượn thời cơ này đích thân đến khảo sát một chút thị trường bất động sản của thành phố Thiên Trạch. Dù sao thì từ sau khi đảm nhiệm chức vụ thị trưởng, thì hắn vẫn chưa thực sự đi vào quần chúng để quan sát. Những điều tai nghe thấy không thật, những điều mắt nhìn thấy mới là thật. Trong quá trình đi khảo sát cùng với Trần Bằng Trình, Hạ Tưởng cũng thu hoạch được không ít. Thành phố Thiên Trạch còn nghèo khó lạc hậu hơn những điều hắn tưởng tượng nhiều. Ngoài điểm chung là thành phố du lịch sạch sẽ, các đường phố chính sạch sẽ ra thì các đường khác chen chúc chật chội không chịu nổi, hay nói cách khác những đường phố nào mà du khách có thể nhìn thấy được thì đều đẹp cả, còn những nơi không nhìn thấy thì bẩn vô cùng, còn viết gì là thép tốt nên dùng làm lưỡi dao mới phát huy hết tác dụng, kỳ thật không khách khí mà nói, là treo đầu dê bán thịt chó, cả thành phố không có sức sống bừng bừng mà đem đến cho người ta một cảm giác già nua nặng nề. Tâm trạng của Hạ Tưởng có chút trầm trọng. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, là một tòa thành không được coi là thành cổ lại không phải là thành phố mới phát triển, lịch sử huy hoàng của thành phố Thiên Trạch có thể thổi phồng lên, lại không tạo dựng thành phố mới có ưu thế nhẹ nhàng tiến bước, mang trọng trách tiến bước, lại không có chính sách ở tỉnh nâng đỡ, thêm tư duy cứng nhắc bảo thủ, tinh thần của thành phố chính là bức tranh tả thực về tinh thần của cư dân thành phố. Thành phố Thiên Trạch về độ trẻ trung và ưu thế của thành phố trung tâm thì không thể sánh bằng với thành phố Yến. Về mặt ưu thế địa lý và sự năng động của con người thì cũng không sánh bằng với thành phố Lang. Lại thêm là một thành phố dựa vào núi hướng về Bắc Kinh,
thế nên chỉ an phận mà nằm mơ đến những ý tưởng xa vời. Muốn khuấy động lên sức sống của thành phố thì cần phải hạ độc thủ, bỏ sức lớn ra, thu hút lực lượng bên ngoài tiến hành xúc tác. Đương nhiên cũng cần tinh thần rộng mở tư duy của một người làm thị trưởng như hắn. Còn làm thế nào để thu hút đầu tư tốt hơn và sự hướng dẫn trên tác cách làm việc của các lãnh đạo chính phủ, mới là những chuyện mà giai đoạn này mà hắn nên làm. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa thành phố Thiên Trạch và thành phố Lang. Ở thành phố Lang có thể dùng thuốc tác dụng mạnh được. Nhưng ở thành phố Thiên Trạch thì không thể. Thành phố Thiên Trạch giống như một người già, dùng thuốc quá mạnh rất dễ dẫn đến cái chết. Nhưng có thể hạ độc thủ. Có điều hạ độc thủ cũng cần phải tìm đúng chỗ, nếu không thì cũng có thể gây nên phản tác dụng. Chính là bởi vì thành phố Thiên Trạch giống như một bãi nước lặng. Nhưng dưới nước cũng có mạch nước ngầm mãnh liệt, vì thế Hạ Tưởng mới thay đổi con đường tư duy, không trực tiếp dùng thủ đoạn chính trị để thâm nhập vào mà dùng thủ đoạn kinh tế để khuấy động lợi ích khắp nơi, hơn nữa không dùng vấn đề nhân sự để làm điểm tiếp xúc ban đầu mà dùng thủ đoạn điều tiết thị trường để gây ảnh hưởng đến sự sắp xếp hàng ngũ nhân sự. Thành phố Thiên Trạch tuy rằng bề ngoài là hòa hợp êm thấm nhưng trên thực tế nếu thực sự triển khai công việc thì độ khó còn cao hơn so với thành phố Lang. Càng cần có nhiều trí tuệ và tính cẩn thận kiên nhẫn. Công tác thị sát của thị trưởng Hạ chỉ tiến hành một nửa thì nhận được cuộc điện thoại của thành ủy, bảo hắn nhanh chóng quay trở về thành ủy. Bởi vì phải mở cuộc họp hội nghị công việc bí thư, thảo luận vấn đề ứng cử viên phó trưởng ban thư ký. Đó là cuộc điện thoại do Bành Vân Phong gọi đến. Sau khi anh ta nhận được thông báo của thành ủy thì vội vàng đến phòng làm việc của Hạ Tưởng để tìm thị trưởng Hạ. Kết quả là không thấy thị trưởng Hạ và thư ký đâu. Cũng không biết là họ đi đâu. Bành Vân Phong liền ngây ra tại chỗ, một hồi lâu không động, trong lòng thấy không vui. Anh ta là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Các hoạt động lớn của thị trưởng thành phố đều là sau khi nghiên cứu sắp xếp xong sẽ do anh ta phối hợp tính toán. Nhưng bây giờ thị trưởng Hạ đi đâu anh ta không hề hay biết. Không phải là anh ta tắc trách mà là thị trưởng Hạ cố ý lạnh nhạt. Trưởng ban thư ký không biết thị trưởng đi thị sát. Không biết thị trưởng đang làm gì thì trong lòng thấy có cảm giác bất an và mất mát. Lại nghĩ đến thái độ gần đây của thị trưởng Hạ đối với anh ta, Bành Vân Phong biết, nếu anh ta không kịp thời điều chỉnh phương pháp làm việc thì không thể hoàn toàn thích ứng được với phong cách của thị trưởng Hạ. Anh ta có thể phải đối diện với khả năng bị cho ngồi chơi sơi nước. Y toát mồ hôi lạnh. Hạ Tưởng quay trở về thành ủy, về văn phòng chỉ muốn uống một cốc nước rồi đi họp, đúng lúc có điện thoại gọi đến. Sau khi bắt máy thì không ngờ người gọi đến là Từ Hâm. Thị trưởng Hạ, liên quan đến danh sách đề cử phó thư ký, anh có chỉ thị tinh thần gì không? Từ Hâm trước đó cũng đã trưng cầu ý kiến của hắn. Đây cũng là một sự tôn trọng đáng có. Nêu ra trước thì cũng phù hợp với trình tự. Hạ Tưởng không thể không có khuynh hướng riêng của mình, hắn liền trả lời. Lãnh đạo tỉnh đã từng biểu dương thành phố Lang trong một lần hội nghị. Việc tín nhiệm các cán bộ nữ của thành phố Lang chính là tiền lệ của toàn tỉnh. Từ Hâm hiểu rõ, Hạ Tưởng có khuynh hướng đề cử ứng cử viên phó Hồng Muội mà bí thư Ngô đưa ra bởi vì trong danh sách ứng cử thì chỉ có mình cô ấy là nữ. Từ Hâm cũng không nhiều lời, rất thông minh chuyển sang đề tài khác. Trương Vưu nhờ tôi nói với anh một tiếng, trong vòng 3 ngày anh ta sẽ gom đủ tiền. Trương Vưu đã đồng ý, Hạ Tưởng hiểu ý liền cười. Có chút khâm phục ánh mắt và sự sáng suốt của Trương Vưu. Anh ta đồng ý ứng ra 30%, 30% khoản tiền này cũng giống như việc khơi dòng mở ra tiền lệ cho ngành xây dựng thành phố Thiên Trạch, phá vỡ lề thói cũ định sẵn, mở ra một con đường rộng mở cho nền kinh tế kinh doanh vốn bảo thủ lạc hậu của thành phố Thiên Trạch. Điều mà Hạ Tưởng muốn là sức mạnh của người làm gương. Hắn tin rằng Trương Vưu đủ thông minh, nếu như có thể tiếp bước theo con đường tư duy của hắn. Trương Vưu không muốn làm to làm lớn ở cái thành phố Thiên Trạch này cũng không được. Hạ Tưởng liền cười nói. Dự án công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, cụ thể do đồng chí Dương Kiếm phụ trách. Dương Kiếm là phó thị trưởng thường trực, cũng là người phụ trách cụ thể của dự án công trình nhà ở cho người thu nhập thấp. Nhưng Hạ Tưởng lại là thị trưởng phải duy trì công tác toàn diện. Hàm nghĩa của việc duy trì công tác toàn diện chính là muốn xen vào công việc của ai thì đều có thể xen vào. Xen vào xong thì có thể bỏ mặc lại cho anh tiếp tục thi hành. Từ Hâm đương nhiên hiểu được Hạ Tưởng ngầm thừa nhận biểu hiện của Trương Vưu liền nói. Lát nữa gặp. Lúc Hạ Tưởng đi vào văn phòng bí thư, mọi người gần như đã đông đủ. Hắn và Từ Hâm là vào cuối cùng.
Khi Hạ Tưởng và Từ Hâm người bước trước kẻ bước sau vào phòng thì ánh mắt Trần Khiết Văn ánh lên một tia nghi hoặc. Cuộc điện thoại của Từ Hâm gọi rất đúng lúc, đã nói trước với hắn. Cũng coi như là trả lại ân tình mà hắn lần trước đã nể mặt. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Dù là nói ra Hạ Tưởng không có chút nhượng bộ nào nhưng trên thực tế cũng ám thị không ít với Trương Vưu, đã kiên định niềm tin với Trương Vưu. Có rất nhiều lúc con người phải đối mặt với những lựa chọn, là bên trái hay bên phải, cần phải lựa chọn một con đường, cần phải tìm đúng vị trí. Cơ hội ở ngay trước mặt, thị trưởng Hạ đã xác định vấn đề đưa ra chỉ có hai lựa chọn thì dễ lựa chọn hơn rồi. Dù sao thái độ của thị trưởng Hạ rất rõ ràng, muốn theo bước đi của hắn thì bước đầu tiên phải quan tâm đến cách tư duy của hắn nếu không thì miễn bàn. Trương Vưu là thỏa hiệp cũng được, mà là sự lựa chọn sáng suốt cũng được. Dù sao thì anh ta cũng đã quyết định sẽ dựa vào thị trưởng Hạ rồi. Dù là con đường một chiều bí quá hóa liều thì anh ta cũng muốn đi đến cùng. Trương Vưu cũng muốn đi ra, cuộc đời khó có cơ hội liều mạng một lần, đánh cuộc một phen vậy. Hạ Tưởng sẽ không để ý tới Trương Vưu nghĩ như thế nào. Hắn chỉ đưa ra sự lựa chọn, còn đi như thế nào thì đó là chuyện của người khác. Hắn chỉ cần giữ chặt quyền chủ động trong tay là được rồi. Trương Vưu không là con chim đầu đàn thì tự sẽ có người khác, Lý Vưu, Vương Vưu chắc chắn không thiếu những người đến sau khác. Trương Vưu đưa ra quyết định ở giây phút cuối cùng là sẽ dựa vào. Là anh ta thông minh. Tham gia cuộc họp bí thư có 4 người. Bí thư Thành ủy Trần Khiết Văn, thị trưởng Hạ Tưởng, phó bí thư Ngô Minh Nghị, trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Từ Hâm. Hôm nay triệu tập cuộc họp với các đồng chí ở đây là muốn thảo luận về các ứng cử viên của vị trí phó trưởng ban thư ký. Lúc Trần Khiết Văn chú ý tới Hạ Tưởng và Từ Hâm, có một chút giao lưu ánh mắt, trong lòng không vui. Mối quan hệ giữa Từ Hâm và bà ta tuy không phải coi là đặc biệt thân thiết thì về cơ bản cũng là tất cả đều nghe theo chỉ thị của bà ta. Bí thư Thành ủy phải nắm được tổ chức cán bộ, nếu không thì sẽ mất đi quyền chủ động về nhân sự. Đó chính là biểu hiện của sự thiếu năng lực. Đầu tiên sẽ là đồng chí Từ Hâm đại diện cho ban tổ chức cán bộ phát biểu. Từ Hâm cũng chú ý tới ánh mắt của Trần Khiết Văn. Bản lĩnh lớn nhất của anh ta chính là giả vờ không thấy. Làm việc lâu ở ban tổ chức cán bộ thì luôn có cái bản lĩnh nhìn nhưng không thấy, nghe cũng không hay. Anh ta cúi đầu nói một cách máy móc. Căn cứ theo sự sát hạch nghiêm khắc của các tầng lớp ban tổ chức, các đồng chí sau phù hợp với những điều kiện được đề bạt, đồng chí trưởng phòng nhân sự văn phòng ủy ban nhân dân Long Dân Canh, đồng chí trưởng phòng thư ký văn phòng ủy ban nhân dân Phó Hồng Muội, đồng chí trưởng phòng thông tin văn phòng ủy ban nhân dân Cao Phi và đồng chí trưởng phòng thư ký văn phòng Thành ủy Mộc Phong. Từ Hâm nói một cách đều đều, nói ra toàn bộ nhân viên ứng cử, không bỏ sót một ai, vẫn là tác phong của người nhân hậu. Trần Khiết Văn thì không nói gì, hơi cau mày. Ý kiến khảo sát của ban tổ chức là gì? Long Dân Canh là cái tên mà bà ta đề cử. Từ Hâm xếp ở vị trí đầu tiên, cũng coi như là tôn trọng quyền uy của bí thư Thành ủy. Nhưng khi nêu danh sách lên thì cũng chẳng có gì chắc chắn, chủ yếu vẫn là cần xem xếp hạng khảo sát của ban tổ chức thế nào. Ban tổ chức cán bộ trải qua sự khảo hạch thực sự, so sánh và nghiên cứu, cho rằng hai đồng chí Long Dân Canh và Phó Hồng Muội, năng lực nghiệp vụ mạnh hơn, tác phong làm việc vững vàng nên có ý chú trọng đề cử hai đồng chí này. Xin mời các vị lãnh đạo Thành ủy nghiên cứu quyết định. Ban tổ chức tuy nổi danh là bộ phận thiên hạ đệ nhất, nhưng nói một cách nghiêm khắc thì chỉ là một bộ phận trực thuộc của Thành ủy. Nếu như không đề cao thì cấp bậc của trưởng ban cũng không sánh bằng một phó thị trưởng bình thường. Nhưng là vì đề cao Thành ủy cho nên mới cưỡng ép nâng cao như thế. So sánh với Hạ Tưởng và Trần Khiết Văn, phân lượng phát biểu của Từ Hâm vẫn là không đủ lắm. Bí thư Thành ủy và thị trưởng thì không cần nói, là lãnh đạo tối cao của chính đảng thành phố, chính là Ngô Minh Nghị thân là phó bí thư Thành ủy, cũng là quyền cao chức trọng hơn so với Từ Hâm. Đương nhiên năm đó Mai Thái Bình thân là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có thể chống lại phó bí thư tỉnh ủy Thôi Hướng thì không bình luận đến nữa. Bởi vì Mai Thái Bình là người nhà họ Mai, không thể luận theo lẽ bình thường được.